Quan thuật, Diệp Phàm. Tập 141. Chỉ có điều ông trời không cho tôi cơ hội, có thể trợ lý Diệp cũng đã nhìn ra điều gì, tôi cũng không có tài ăn nói. Nhưng tôi biết để giải quyết vấn đề nhà họ Hoa có phải là có thể làm từ việc đế vương giám không? Chu Sương Trung nói. Quả thật đế vương giám là đòn bẩy tốt nhưng khi nãy anh có nói. Ngay cả con trai thứ hai của Hoa Đông Thành cũng không biết việc đó, mà Hoa Đông Thành lại không nói cho chúng ta biết thì phải làm sao? Diệp Phàm hỏi. Hoa Mãn Lương. Chu Sương Trung thốt ra. Chương 2536, quanh co. Hoa Mãn Lương, cũng có lý nhưng chẳng phải anh nói Hoa Đông Thành đang chuẩn bị giao cơ nghiệp cho Hoa Hướng Bắc sao? Dù Hoa Mãn Lương là con cả nhưng lại là cán bộ của nhà nước nên không thể tiếp nhận sự nghiệp của cha. Theo lý mà nói thì Hoa Mãn Lương không nên biết về đế vương giám kia. Diệp Phàm có chút nghi hoặc, nhìn Chu Sương Trung. Không nhất thiết như vậy. Chu Sương Trung lắc đầu, nói. Tôi đã tìm hiểu con người Hoa Đông Thành, tuy nói tư tưởng của người này có chỗ còn cổ, nhưng cũng chỉ trong một vài phương diện. Trong kinh doanh thì ông ta vẫn là số một, bằng không sau nhiều năm như vậy, nhà họ Hoa chắc chắn phải đóng cửa sớm rồi. Nhưng dù ông ta thân trên thương trường nhưng trong tận xương cốt vẫn luôn có tư tưởng trên quan trường. Cho rằng thương nhân luôn thấp hơn cán bộ một bậc, ở thời cổ đại thì địa vị của thương nhân rất thấp. Còn không bằng các học sĩ có bằng tú tài, chứ đừng nói đến quan viên lớn. Không đúng, nếu Hoa Đông Thành có tư tưởng như vậy thì sao khi nói chuyện với anh và tôi lại chẳng hề có chút khách sáo hay coi trọng gì? Diệp Phàm có chút mơ hồ. Đó là vì chúng ta đã khiến ông ta tức giận, bởi vì những lần trước cũng đã khiến ông ta hơi tức rồi. Có lẽ lần này chúng ta lại đến đã khiến ông ấy thực sự khó chịu. Vì thế mà mới có thái độ như thế, chứ không phải Hoa Đông Thành không tôn trọng chúng ta. Đương nhiên vì Hoa Đông Thành là một thành tựu của nhà họ Hoa về làm ra, cộng thêm có chút uy vọng của thương nghiệp Phong Châu, nên có chút ngạo mạn cũng là điều bình thường. Chu Sương Trung nói, nhìn Diệp Phàm muốn nói lại thôi. Có gì thì anh cứ nói ra, tôi cũng nói nghiêm chỉnh ấy. Diệp Phàm nói. Liệu có phải có ai đó đã nói gì với Hoa Đông Thành không, nên khi chúng ta đi, người ta đã cố ý có thái độ thù địch. Chu Sương Trung nói. Kiếm chuyện ly gián sao? Diệp Phàm trầm ngâm lại, gật đầu nói. Không loại trừ khả năng này, dù gì thì tôi cũng từ tỉnh xuống, Hoa Đông Thành lại không thèm nể mặt chút nào. Không thể nào ông ta lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm mà một chút lễ nghi giao tiếp cũng không có sao. Huống chi mục đích của chúng ta là giúp ông ấy. Không ngờ ông ta lại có thể như vậy. Mâu thuẫn ngay lập tức tăng mạnh, việc này đúng là có duyên cớ gì chăng? Vì thế mà Hoa Đông Thành thực tế rất thích con trai cả là Hoa Mãn Lương. Thường tự hào về anh ta, toàn nói anh ta làm gì ở tận ủy ban trung ương. Là bộ mặt của nhà họ Hoa, khi nói chuyện với người khác thỉnh thoảng lại tiết lộ ra Hoa Mãn Lương. Mà phỏng chừng Hoa Đông Thành đều biết, con trai cả làm việc trong chính quyền, sau này bộ mặt nhà họ Hoa cũng dựa vào anh ta. Chỉ có như vậy mới có thể khiến việc kinh doanh của nhà họ Hoa muôn đời hưng thịnh. Chu Sương Trung nói. Vậy được, sáng ai các anh tiếp tục sắp xếp người. Tôi đi Bắc Kinh một chuyến. Diệp Phàm nói, sau đó bàn giao công việc cho Vạn Đạt Thành rồi ngay trong đêm đi về thành phố Long Giang. Đi rồi, sao mà nhanh thế? Thái Lượng có chút nghi ngờ. Có thể là sợ ban ngày mất mặt nên buổi tối phải cút đi luôn. Trương Yểu ở đầu dây bên kia cười nói. Việc làm này không giống như tính cách của hắn ta, tôi không tin hắn ta lại nhanh chóng khuất phục như vậy. Thái Lượng lại có cách nghĩ khác. Cũng đúng, dù nói thế nào thì cũng giả bộ ở lại gây sức ép vài ngày để cho các lãnh đạo trên tỉnh thấy chứ. Nếu mới đến có nửa ngày mà đã đi rồi thì thật quá quái dị. Trương Yểu cũng có chút nghi hoặc hay khó hiểu. Hắn ta về Đồng Lĩnh à? Thái Lương hỏi. Không phải, nghe nói là đi lên tỉnh. Trương Yểu nói. Quân tiếp viện. Thái Lượng hừ một tiếng. Đúng vậy, chắc là hắn đi tìm tiếp viện. Thái độ hôm nay của Bí Thư Thái, hắn ta cũng thấy rồi. Thực ra anh ta sẽ không làm ăn được gì ở địa bàn Phong Châu này. Dù sao cũng chẳng mở ra được cục diện gì. Không bằng đến tỉnh để xin tiếp viện cho người đến rồi kế sách khác. Loại người này quả là vô dụng, mới đến có nửa ngày mà đã đi. Có thể là Tề Trấn Đào cũng sẽ gây khó dễ cho loại hèn mọn này. Trương Yểu cũng khinh thường nói. Trước mắt còn chưa biết tình hình gì, nhưng cũng không trừ khả năng đó. Thanh niên mà, ha ha, vẫn là không kiên trì đúng không? Nhưng, tên tiểu tử này rất kiêu ngạo,
không đến đưa tiền bảo hộ. Thái Lượng nói, đúng vậy, anh ta hoàn toàn có thể chọn một con đường khác, để có thể thuyết phục Bí Thư Thái, để nhận được sự lượng thứ của Bí Thư Thái mà. Sau này có thể tiếp tục đứng ở Phong Châu được, anh thấy đấy, ngay từ khi đến Lâm Cường cũng có ý định trở mình, sau một thời gian bị gây sức ép cũng thấy chẳng ích gì, nên cũng tự biết thân phận thôi. Còn đối với Diệp Phàm mà nói, nhìn mặt anh ta, chúng ta có thể giúp anh ta để anh ta ứng phó với nhiệm vụ này. Loại người này, tự cho mình là đúng, nghĩ rằng tìm người đến là có thể khống chế được anh sao? Đúng là nực cười. Trương Yểu Hừ nói, không sao. Anh ta không làm được vụ của nhà họ Hoa, tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân sẽ mất hy vọng. Nhưng tập đoàn đó không đến thật thì cũng thật tiếc, chỉ cần anh ta gật đầu một cái, Thái Lượng tôi không phải là người không thông tình đạt lý. Lẽ nào Thái Lượng tôi không muốn Phong Châu đứng lên sao, lẽ nào không muốn Phong Châu phát triển lên sao? Thái Lượng tôi là người thế nào chứ, là nhân vật quan trọng của Phong Châu, tôi còn muốn vực Phong Châu dậy hơn cả Diệp Phàm. Nếu không mỗi năm họp trên tỉnh là tôi không thể ngẩng đầu lên được. Thái Lượng tôi không muốn nở mày nở mặt sao? Có cách nào chứ? Phong Châu chỉ thế này. Vừa chẳng có nhiều khoáng sản lại cũng không có tài nguyên gì có thể dùng được, có chăng chỉ là một vùng đồi dốc cỏ trải dài, là một nơi kín, với những quan niệm cổ xưa. Đáng tiếc quá. Thái Lượng cũng có chút đau lòng thật, mà nghe trong điện thoại cũng bất bình, xem ra áp lực trong lòng cũng nhiều. Vừa may còn có chuyến bay đêm, Diệp Phàm bay thẳng đến Bắc Kinh cũng đã nửa đêm rồi. Đến thẳng Hồng Diệp Bảo ngủ. Mới đến đã thấy Sa Thiên khoanh hai tay giống như tấm bảng đứng bên cạnh con sư tử ở trước cửa. Sa Thiên, vết thương đã khỏi chưa? Diệp Phàm hỏi. Cũng tạm rồi, có nhiều thuốc bổ như vậy và tôi cũng có nhiều thời gian luyện tập nên giờ cũng thấy đỡ nhiều rồi. Nếu như sếp có chuyện gì cần tôi giải quyết thì cứ gọi cho tôi. Sa Thiên chắp tay lại, như hành một lễ, nghiêm chỉnh cung kính nói. Thật sự là đang có việc cần anh giúp đỡ. Có thể mấy hôm nữa sẽ phải đi Pháp một chuyến. Diệp Phàm nói, nhìn Sa Thiên rồi lại hỏi. Vết thương của tiền bối Sa đã đỡ nhiều chưa? Bề ngoài thì cũng đã đỡ nhiều, còn độc bên trong vẫn chưa có cách nào giải quyết triệt để. Tạm thời có thuốc khống chế, chỉ là chưa có cách nào điều trị tận gốc. Nghe họ nói thì có thể trì hoãn thời gian phát tác của chất độc trong người cha tôi, nhiều nhất có thể kéo dài hơn 2 năm. Ôi, tôi thật muốn nhổ tận gốc tam độc giáo nhưng tiếc là tôi không có khả năng đó. Sa Thiên nghiến răng, hai tay nắm kêu răng rắc. Cứ từ từ không phải vội, sẽ có một ngày như thế. Tôi đảm bảo, nhưng anh có tin tức gì về người nhà bên Ấn Độ không? Diệp Phàm lại hỏi. Tạm thời tôi không dám về xem thế nào, có thể Tông Vô Thu có tai mắt. Nếu như để bị họ phát hiện ra thì phiền phức. Sa Thiên lắc đầu. Gần đây sống ở Bắc Kinh anh có quen không? Diệp Phàm hỏi, giơ tay vỗ nhẹ vào vai Sa Thiên. Rất tốt, mấy ngày hôm nay không có việc gì chỉ đi dạo. Bà rất tốt với tôi, sợ tôi đi lạc đường còn cho một cô bé đi cùng tôi. Sau mấy ngày này đã quen thuộc, nay có thể đi lại trong Bắc Kinh rồi. Sa Thiên khó khăn mới nở một nụ cười. Cô bé nào? Diệp Phàm không ngại ngùng gì hỏi. Là do Tuyết Hồng gọi, còn cô kia hình như là Tuyết Nha. Cả ngày đều yên lặng. Sa Thiên nói, Tuyết Nha, Diệp Phàm suýt chút nữa thì nuốt đầu lưỡi, trong lòng nói tiểu tử như anh chớ có chọc cô bé đó. Dù anh là cao thủ thập đẳng nhưng người ta sớm đã ở vị trí đó rồi, nếu như làm không tốt thì tự anh cầu Phật đi thôi. Làm sao vậy chủ công? Sa Thiên cũng cảm thấy Diệp Phàm khác thường nên đã hỏi. Không có gì, tốt, tốt lắm. Diệp Phàm vỗ nhẹ lên bả vai Sa Thiên. Kiều Viên Viên đã đứng chờ trong sảnh. Thấy Diệp Phàm nói chuyện với Sa Thiên nên cũng không ra. Diệp Phàm tắm xong vừa bước vào phòng ngủ thì Kiều Viên Viên nói. Phí Nhất Độ có tới nhà. Ông ta đến làm gì? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Ông ta nói nếu anh về thì mời anh đến Phí Gia Trang một chuyến. Kiều Viên Viên vừa bóp vai cho Diệp Phàm vừa nói. Đi xe lâu như vậy cũng không nghỉ lại đi tiếp máy bay, anh đừng làm mệt quá chứ, hãy đi nghỉ đi. Đừng để thành xác khô. Xác khô. Chồng của em gân cốt cường tráng thế này, nếu không chúng ta thử xem ai hơn ai. Diệp Phàm cười một tiếng rồi cấu một cái, Kiều Viên Viên kêu lên một tiếng rồi ngã ngay vào lòng hắn ta. Lập tức căn phòng có những tiếng động khác thường. Đến điểm độ khó cao hơn thế nào? Diệp Phàm cười nói. Không được, sẽ làm đau. Ừ, vậy thôi.
À đúng rồi, anh em sao rồi? Diệp Phàm hỏi. Vẫn thế, người lớn mỗi lần nhắc đến anh ấy đều chau mày. Có khi còn thở dài, xem ra không hài lòng. Kiều Viên Viên có chút lo lắng nói. Từ từ, không phải vội. Diệp Phàm khuyên nhủ. Không vội sao được, đúng rồi, anh nói là giúp anh ấy đi quan hệ, sao đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Kiều Viên Viên lại nghĩ đến chuyện này. Ừ, xin lỗi, thời gian qua bận quá, đợi vãn đi đã rồi sẽ làm. Diệp Phàm ra vẻ xin lỗi. Nghe cha nói giờ anh là trợ lý của chủ tịch tỉnh rồi phải không? Kiều Viên Viên có chút tự hào. Chỉ là cái danh thôi, cấp bậc vẫn là giám đốc sở, hưởng đãi ngộ của chức phó. Việc này chẳng có ích gì với anh không thiếu tiền. Diệp Phàm lắc đầu. Cha còn khen anh, nói mặc dù chuyện này là do La Khảm Thành đề bạt nhưng cũng chứng tỏ anh làm rất xuất sắc, nếu không bí thư La sao lại đề bạt anh. Kiều Viên Viên nhìn Diệp Phàm nói. Đâu có gì. Diệp Phàm cũng có vẻ đắc ý cười nói. Đúng rồi, cha còn nói gì? Anh nghĩ anh là nhân vật gì chứ, cha không rảnh rỗi đến nỗi cứ nói chuyện của anh. Kiều Viên Viên hậm hực nói. Ha ha. Diệp Phàm cười rồi lại vuốt qua ngửi mùi hương trên người Viên Viên, khiến cho cô đó có phản xạ nhanh chui vào chăn, nói. Không được, không được, không được làm lại. Nhưng, sau đó, buổi sáng ngày thứ hai Diệp Phàm cầm lấy hai bình rượu đến thẳng nhà họ Phí. Phí Nhất Độ đã đứng ngoài cửa chờ. Chương 2537, Thập Lục Liên Hoàn Ô. Lâu lắm rồi không gặp anh Diệp. Phí Nhất Độ cười nói chào Diệp Phàm. Vâng, cũng đã nhiều ngày rồi. Diệp Phàm cũng gật đầu cười nói. Sư bá dạo này sao rồi? Vết thương đã khỏi rồi, có lẽ là đang cố để lên thập đẳng. Phí Nhất Độ nói. Vâng, nếu không bị thương thì sư bá sớm đã phá thành tích rồi. Diệp Phàm thở dài nói. Đại bá đúng là nhìn thoáng, tất cả đều là vận mệnh rồi. Phí Nhất Độ thoải mái nói. Anh thì sao? Diệp Phàm hỏi. Vẫn thế, vẫn lục đẳng. Phí Nhất Độ nói nhưng bộ dạng cũng buồn bực. Đừng vội, cứ từ từ. Diệp Phàm giơ tay ra vỗ nhẹ lên vai anh ta. Không vội, đó là nghe lời, nghe nói anh Diệp cũng đã lên thập đẳng rồi, tôi chỉ là lục đẳng, đúng là ông trời thật không công bằng. Phí Nhất Độ có chút tức giận nói. Cũng không phải không có cách gì. Diệp Phàm đột nhiên cười bí ẩn. Anh có cách sao? Phí Nhất Độ lặng đi, mắt chăm chăm nhìn Diệp Phàm. Tôi đoán sư bá đã đến thời khắc quan trọng đột phá nên mới gọi tôi đến để giúp ông một tay. Diệp Phàm chuyển đề tài. Anh đúng là như thần. Phí Nhất Độ giơ ngón cái lên, hỏi. Anh còn chưa nói rõ câu hỏi của tôi. Không phải tôi đang nói sao? Xem anh vội vàng quá đấy. Diệp Phàm cũng tỏ vẻ tức giận nói lại một tiếng. Lẽ nào tôi và đại bá có quan hệ? Phí Nhất Độ cũng không đần, đã hiểu ngay ra. Đúng. Diệp Phàm gật đầu, nói. Lần trước đến Tam Độc Giáo ở Lào tôi đã học được một cách. Mọi người hợp sức lại sẽ có thể giúp được một người đột phá. Đương nhiên hiệu quả của biện pháp này cũng không rõ rệt, có thể chỉ có 10% thành công. Mà những người này phải có công lực cao hơn anh mới được. Vì vậy tôi nghĩ nếu như đại bá đột phá thuận lợi được. Cộng thêm tôi, tìm thêm hai cao thủ nữa chúng tôi bốn người hợp lại có thể dùng chuyển công giúp anh đột phá được. Còn về phần đột phá đến cảnh giới nào thì còn phải xem cơ thể của anh có thể chịu được lực ra sao. Đương nhiên trước đột phá cần phải cùng với người chuyển công kiểm tra chính xác. Bằng không sẽ nổ tan xác trong quá trình chuyển. Mức độ nguy hiểm hết sức cao, anh có muốn thử không, phải nghĩ cho kỹ. Không cần phải suy nghĩ, tôi chắc chắn thử. Phí Nhất Độ không thèm suy xét mà trả lời luôn. Thái độ hết sức kiên quyết, xem ra anh ta cũng đã chờ đợi lâu rồi. Vậy được. Trước tiên giải quyết vấn đề của sư bá đã rồi quay lại vấn đề của anh. Nhưng thời gian này anh phải tăng cường luyện tập, phải luyện cho cơ thể chịu được lực. Diệp Phàm nhắc nhở. Không thành vấn đề, ngày ngày tôi vẫn luyện tập không ngừng nghỉ. Phí Nhất Độ gật đầu, hai người tiến vào trong. Đúng rồi, bên bộ thủy lợi anh có người quen không? Diệp Phàm hỏi. Bộ thủy lợi. Phí Nhất Độ lẩm bẩm một câu, nghĩ rồi lắc đầu nhưng lại hỏi. Anh có việc đến bộ thủy lợi sao? Không phải muốn biết một người tên là Hoa Mãn Lương, phó vụ trưởng bộ thủy lợi. Diệp Phàm nói. Việc này cứ giao cho tôi. Phí Nhất Độ cười nói. Tôi biết ngay là anh có cách. Diệp Phàm cười ha ha bước vào sảnh. Anh Diệp tới rồi,
uống ngụm trà đã. Phí Điệp Vũ lên tiếng chào hỏi, cười rồi đi pha trà. Sư bá đâu? Diệp Phàm nhìn qua phòng trống chân hỏi. Lên ngay giờ đây. Phí Nhất Độ nói, Diệp Phàm biết Phí Thanh Sơn chắc đang trong địa kho nhà họ Phí. Vừa uống xong chén trà thì Phí Thanh Sơn vào. Sư bá càng ngày càng khỏe ra. Diệp Phàm cười nói. Cũng tạm tạm, nhưng chắc chắn không so sánh được với thanh niên như cậu rồi. Phí Thanh Sơn cười nói đón tiếp Diệp Phàm rồi mời ngồi xuống. Sao lại nói vậy, gừng càng già càng cay mà. Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm, giờ võ công của cậu thực chất ở cảnh giới nào rồi? Phí Thanh Sơn đi ngay vào chủ đề chính. Thập đẳng, tầng thứ hai, cũng là tầng cao nhất của thập đẳng. Diệp Phàm nói. Tốt, tốt, tốt. Phí Thanh Sơn nói liên tục ba từ tốt, đồng thời cũng vỗ lên trên bàn trà, rắc một cái, bàn trà cũng không chịu nổi lực, vỡ luôn. Ông nội, ông nhẹ tay tí được không? Đã đổi mấy cái bàn rồi. Hay là mai cháu cho đem bàn gỗ đến? Phí Điệp Vũ không hài lòng nói. Ha ha, từ sau đừng làm mấy loại bàn này, cứ chọn đại lấy mấy chiếc bình thường để tránh hỏng tiếc. Phí Thanh Sơn vẻ mặt thân mật, cười nói, nhìn Diệp Phàm rồi nói. Gần đây ta đang tập luyện, mà có cảm giác như cơ hội đột phá đang đến. Nên mới gọi cậu đến chủ yếu là giúp ta, bởi vì ta đã chọn đỉnh núi Tú Phong là nơi đột phá, ở bên ngoài, chủ yếu vẫn là chú ý tình hình đột phá. Không vấn đề gì, đến lúc đó tôi sẽ gọi thêm ba người nữa tới. Diệp Phàm gật đầu. Ba người, không cần phải nhiều thế. Phí Thanh Sơn lắc đầu nói. Sư bá lo lắng nhiều người biết phải không ạ? Diệp Phàm hỏi. Đúng đó là một nguyên nhân, hay là nếu đến lúc đó không được thì người ta cười cho, không ổn, không ổn. Phí Thanh Sơn thẳng thắn nói. Không sao, ba người đó là bạn thân của tôi tuyệt đối không sao cả. Mà trong đó còn là... Diệp Phàm nói đến đây thì ngừng lại. Sao, lẽ nào còn có cao thủ hơn cả cậu sao? Phí Thanh Sơn lại hứng lên, hai mắt trừng lên, rồi ngồi hẳn người lên. Thấy người luyện võ là rất sung bái. Cứ như sung bái ngôi sao ca nhạc, diễn viên điện ảnh ấy. Ha ha ha, thập nhị đẳng sao, lại còn là đỉnh giới. Diệp Phàm cũng không giấu giếm, nói thẳng. Thập nhị đẳng ư, là vị tiền bối nào vậy, mau nói để tôi đi bái kiến. Phí Thanh Sơn mừng quính lên, bước lên một bước chỗ Diệp Phàm, kéo ra ngoài. Đừng nóng vội sư bá, tạm thời sư bá không gặp được người đó. Diệp Phàm vội vàng nói. Ha ha ha. Phí Thanh Sơn tỉnh ngộ ra, có chút ngại ngùng, buông lỏng tay rồi ngồi lại chỗ cũ. Anh Diệp, người ở thập nhị đẳng thì lợi hại đến mức nào? Phí Nhất Độ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Phí Điệp Vũ bên cạnh cũng không khỏi bàng hoàng, hiếu kỳ. Nói như này nhé, đạp nước mà không dính nước, đạn bình thường cũng khó mà làm thương được họ, trừ phi họ không chú ý đến. Chỉ cần để họ có chút cảm giác, khi anh bắn thì người ta sẽ tránh được. Đương nhiên không phải nói là thân thể họ chống lại được đạn mà muốn nói là họ nhạy cảm thôi. Thông thường thì khi người bình thường bắn sẽ khiến họ biết, nên trong nháy mắt người ta sẽ tránh được. Mà tốc độ rất nhanh, chỉ là thương bên ngoài. Thực ra tôi còn thấy người lợi hại hơn họ, người đó vốn không đánh chết Tiểu Cường. Diệp Phàm nói đến đây có chút sợ hãi. Lại còn người lợi hại hơn, lẽ nào là tiên thiên đại năng giả trong truyền thuyết sao? Không ngờ Phí Thanh Sơn hôm nay cũng phải run sợ. Người đó tên là Sử Vô Đoan, vẫn chưa chính thức được vào cảnh giới như trong truyền thuyết. Chỉ là mới tiến vào nửa cánh cửa đó thôi. Người này quả thật lợi hại. Mười mấy người chúng tôi vây quanh ông ta mà không đánh nổi ông ta. Trong đó có một vị thập nhị đẳng, tám vị thập đẳng, và nhiều người ngũ, lục đẳng. Hơn nữa còn dùng cả xung huyện đại bắn, nhưng ông ta vẫn chạy thoát, thật là đáng sợ. Tôi rất nghi ngờ người này sao đánh không chết. Diệp Phàm cũng lộ vẻ kinh hãi. Sử Vô Đoan. Phí Thanh Sơn lẩm bẩm trong mồm rồi tự nhiên trầm tư. Có thể là đang suy nghĩ người này là thần thánh phương nào tới. Sử Vô Đoan, lấy thảo dược làm tên. Ông ta chắc là một thần thuốc, có thể trợ giúp cho hiệu quả công lực. Mà, Sử Vô Đoan không những là một đại sư làm thuốc mà còn là một đại sư giải độc. Rất nhiều loại độc ông ta đều có thể chế thuốc giải. Trên thế giới rất nhiều môn phái độc dược đều tránh người này, và cũng hận nữa. Ví dụ như ngũ độc giáo của chúng ta vẫn muốn giết người này. Nhưng, mấy chục năm nay đều mất tích. Lúc này ông Phí Trường Thiên ngồi trên xe lăn đến nói. Ba biết ông ta sao?
Phí Thanh Sơn vui mừng hỏi. Nghe nói qua. Phí Trường Thiên cười nói. Vậy người đó từ đâu tới? Lần trước đi Tam Độc Giáo, suýt nữa tôi bị ông ta hại chết. Diệp Phàm hỏi. Thập Lục Liên Hoàn Ổ. Phí Trường Thiên nói. Thập Lục Liên Hoàn Ổ rốt cuộc là cái gì? Diệp Phàm chưa hề nghe nói qua cái này. Theo truyền thuyết giang hồ từng có Thập Nhị Liên Hoàn Ổ. Nghe nói là môn phải tắc ngoại. Họ có 12 trại, nếu nhìn bề ngoài thì không khác gì sơn trang, thôn xóm bình thường. Nhưng thực ra họ phòng vệ nghiêm ngặt, tổ chức chặt chẽ, không có thẻ bài hay hiệu lệnh trong trại, dù là ai cũng khó vào. Đứng đầu Thập Nhị Liên Hoàn Ổ là Lão Thất Ưng Nhãn, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Tất cả những hành động, mệnh lệnh cho Thập Nhị Liên Hoàn Ổ đều do Ưng Nhãn chỉ đạo. Đây là chuyện trong Lục Tiểu Phụng, lẽ nào Thập Lục Liên Hoàn Ổ lại có liên quan đến câu chuyện hư cấu sao? Phí Thanh Sơn hỏi. Có điểm giống, thực ra chuyện đó sáng tác từ thực tế. Có thể tác giả đã nghe qua truyền thuyết này. Thực ra Thập Lục Liên Hoàn Ổ cũng tương tự như vậy, là do 16 thôn sa mạc hợp thành. Họ sống ở ven sa mạc Taklamakan, mà còn quen chiến đấu trên sa mạc. Ngày trước thực ra là thổ phỉ trên sa mạc, thời đó người ta gọi họ là sa phỉ. Chuyên đi cướp đồ của thương nhân, cướp xong là chạy mất. Người của quan đến thì họ ẩn trong sa mạc, vì thế triều đình muốn tiêu diệt họ cũng khó. Mà Sử Vô Đoan từng là người cầm đầu Thập Lục Liên Hoàn Ổ. Tuổi tác không chênh gì nhiều với ta, mấy chục năm trước người này đã hung danh rồi. Mà, công lực rất kỳ quái, bởi vì hắn ta giỏi về thuốc nên công lực kỳ quái của hắn đều từ thuốc mà ra. Vì thế mà luyện công nhanh hơn người bình thường, sau này không hiểu vì sao mà mấy chục năm nay không nghe thấy tin tức gì của hắn. Phí Trường Thiên nói, giờ vẫn còn Thập Lục Liên Hoàn Ổ sao? Phí Điệp Vũ tò mò hỏi. Đương nhiên còn, nhưng họ không làm sa phỉ nữa. Vì đã không còn được phép trên nước ta, nghe nói đã chuyển sang buôn bán, mà người trong thôn làm kinh doanh đồ cổ. Phí Trường Thiên nói. Đồ cổ gì? Diệp Phàm hỏi. Chương 2538, hành động đi. Taklamakan tuy gọi là sa mạc chết nhưng nó lại có văn hóa lịch sử huy hoàng. Con đường tơ lụa ngày xưa là toàn bộ phía nam Taklamakan. Mà thời kỳ phồn vinh của con đường tơ lụa chắc chắn còn được lưu giữ nhiều truyền thuyết trên sa mạc, ví dụ như tiền bạc, cổ vật. Những dấu chân của các nhóm thổ phỉ trước kia đã đặt trên khắp Taklamakan. Đối với những cái này thì bọn họ ở trong đó rõ hơn bao giờ hết. Ví dụ như thương nhân, bọn họ nhiều lắm là đi theo một đường mòn. Mà 16 ổ thổ phỉ liên hoàn không giống với lúc trước. Để cướp bóc xong dễ dàng chạy trốn, cho nên, thì phải thành thạo hết các con đường mới được. Cho nên, trên cơ bản bọn họ đi khắp Taklamakan. Nên tiền bạc cổ vật trong truyền thuyết ở đâu bọn họ rõ hơn chúng ta rất nhiều. Tất nhiên, cũng đã triển khai tìm cổ vật, nghe nói khi may mắn cũng có thể tìm được một số cổ vật. Phí Trường Thiên cười nói. Tổ chức của bọn chúng hẳn vẫn còn tồn tại, chẳng qua là khá rời rạc, không nghiêm ngặt như lúc trước có phải không? Diệp Phàm hỏi, trong lòng tự nhủ hẳn là tổ đặc nhiệm A có tài liệu liên quan đến bọn họ rồi. Nhưng có đầy đủ hay không cũng khó nói. Đây là chắc chắn, nếu không, nhà nước cũng không thể để bọn chúng tồn tại có phải không? Phí Trường Thiên cười nói. Sư bá, nếu bác cảm thấy có cơ hội đột phá, thì cháu có một đề nghị bác xem có được không? Diệp Phàm nói. Nói nghe một chút. Phí Thanh Lai hỏi. Vì thế Diệp Phàm nói qua một lần thuật hơi thở vòng đại bát nhã của thiền sư Bảo Trí. Ngoài ra, đưa ra 4 người để hỗ trợ ông ấy đột phá. Như vậy xác suất thành công sẽ cao hơn, bởi vì chỉ một mình Phí Thanh Sơn thì sẽ kém đi một chút. Cách này có lẽ cũng gây tổn thương đối với các con. Phí Thanh Sơn hỏi. Tổn thương thì có, nhưng chỉ là tổn thương một chút công lực, không liên quan gì, một thời gian ngắn là có thể trở lại bình thường được. Diệp Phàm nói. Ôi, phải phiền toái lớn rồi, trong lòng Thanh Sơn khó có thể bình an. Phí Thanh Sơn thở dài. Nói gì phiền toái? Chúng ta đều là người một nhà. Diệp Phàm vội vàng nói. Được được, chúng ta đều là người một nhà. Phí Trường Thiên cười, ánh mắt trong lúc vô ý đảo qua người Phí Điệp Vũ. Phí Điệp Vũ hình như cũng cảm thấy ánh mắt của ông nội, gượng gạo đứng lên, hơn nữa còn len lén nhìn Diệp Phàm một cái. Việc này đương nhiên đôi mắt ưng của Diệp Phàm đều cảm thấy. Choáng nha, một câu không lo lại khiêu khích ông cụ Phí có suy nghĩ, phiền toái rồi. Diệp Phàm thầm than một câu, vội vàng nói. Sư bá,
Sư bá chọn địa điểm đột phá là đỉnh Tú Phong ở Hoa Sơn không biết có ý gì đặc biệt không? Cậu hẳn là đoán được, trước kia cậu cũng nghe nói rồi. Phí Thanh Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói. Bác cả muốn sỉ nhục dòng họ Nhất Huyết Hoàng Đoạn, năm đó hai trường phái Song Đao Hoành Đoạn và Hoàng Đoạn Điền Lang đến Trung Quốc chúng ta. Sư phó Thái Cực Môn Trần Vô Ba không nhịn được cùng y quyết chiến trên đỉnh Hoa Sơn, cuối cùng thảm bại, buồn bực mà chết. Trung Quốc chúng ta mênh mông không thể để cho một đất nước nhỏ bé thiếu văn minh oai phong. Cho nên, ông nội quyết định ứng chiến. Địa điểm là đỉnh Tú Phong của núi Hoa Sơn. Phí Nhất Độ nói. Ừ, gia tộc Hoành Đoạn đánh một trận với Diệp Phàm xong hiện tại cũng đang bị thương lớn. Có lẽ không có vài năm là không thể khôi phục rồi. Tuy nhiên cây có bóng, người có uy. Phí Thanh Sơn hừ nói. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn gây sức ép gì đó? Diệp Phàm giọng rất lạnh lùng. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước nhận được thiệp, nói là hai năm sau muốn so đấu một lần. Lúc đó hai bên cũng có thể mời bất kỳ bạn bè võ lâm nào tham chiến. Chỉ cần thắng thì là thắng. Tôi đang lo lắng, bọn họ làm như thế căn bản chính là đang làm võ lâm ác đấu. Hai bên vì thể diện có lẽ đều bỏ sức đi mời người. Đến lúc đó không phải là võ lâm hai nước quyết đấu sao? Cho nên, tôi còn không đột phá thì không được rồi. Là vì đất nước Trung Quốc rộng lớn Phí Thanh Sơn tôi phải cố gắng mới được. Mà lần này đột phá muốn thực hiện ở đỉnh Tú Phong mục đích là muốn mình không quên hổ thẹn cũ, để sau này diệt uy phong của họ. Phí Thanh Sơn nói ngày càng kiên quyết. Nói rất hay, hai năm có phải không? Chúng ta chờ, đến lúc đó tôi lại khiến Hoành Đoạn răng rơi đầy đất, tôi muốn Hoành Đoạn từ này về sau thấy Trung Quốc là mặt biến sắc. Diệp Phàm đột nhiên đứng lên hừ nói. Rất có khí phách. Phí Thanh Sơn đập tay một cái, lập tức rơi vào khoảng không mới hơi ngượng ngùng thu tay về cười nói. Ha ha, quên là bàn trà lúc nãy đã bị đập vỡ. Điệp Vũ, đến giờ cơm rồi, mang rượu lên, ta và mọi người uống vài chén. Vâng. Phí Điệp Vũ đỏ mặt, gật gật đầu dọn bàn đi. Em Điệp còn có thể đỏ mặt như vậy, thật là lạ. Phí Nhất Độ cười khan một tiếng. Anh nói nhiều sẽ không nói với anh nữa. Phí Điệp Vũ lườm anh họ một cái, bước nhanh đi. Không nói cho anh nghe thì nói cho người nào đó nghe đi, ha ha ha, lần này anh nghe rõ rồi. Phí Nhất Độ cười ha hả, Diệp Phàm có chút ngượng ngùng hơi xấu hổ. Sau khi cơm nước xong Diệp Phàm nghỉ ngơi một hồi, khi đến đúng giờ liền chạy thẳng đến Ban Quân Vụ Bộ Tổng Tham Mưu. Diệp Phàm có giấy giới thiệu của Tổ đặc nhiệm A nên đã thuận lợi vào văn phòng của Bộ Tổng Tham Mưu. Thiếu tướng Đinh Tam Căn trước kia là phó trưởng ban. Là lãnh đạo trực tiếp của Diệp Phàm trước kia, hai người rất thân thuộc. Nghe nói Diệp Phàm đến Đinh Tam Căn đã bảo thư ký chờ ở cửa rồi. Đã lâu không gặp, phó trưởng ban Đinh ngày càng có phong thái rồi. Diệp Phàm cười bắt tay Đinh Tam Căn. Lại lải nhải nữa rồi. Đinh Tam Căn kéo dài giọng nhìn Diệp Phàm một cái nói. Thấy các cậu tuổi trẻ như vậy tôi thật sự hâm mộ. Phó trưởng ban Đinh cũng chưa già mà, vẫn chưa đến 50. Trong hệ thống quân đội thì vẫn là tuổi trẻ. Diệp Phàm cười nói, nhận trà mà Tiếu Hòa đưa nhấp một ngụm. Ôi, chúng tôi không giữ được cậu, đáng tiếc. Đinh Tam Căn có chút tiếc nuối lắc đầu. Đó là số rồi. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn Đinh Tam Căn một cái, nói. Tuy nhiên, sau đó lại có người khác có phải không? Người đến sau. Đinh Tam Căn nói thầm một câu sau đó nhìn Diệp Phàm. Không ngại lần này đến đây chủ yếu là đề cử với anh một người. Diệp Phàm nói thẳng. Ừ, nói nghe một chút, người cậu đề cử chắc chắn không kém phải không? Đinh Tam Căn có chút khó hiểu, như cười như không nhìn Diệp Phàm. Phí Hướng Phi, tham mưu phân quân khu tỉnh Nam Phúc. Diệp Phàm nói qua tình hình của Phí Hướng Phi. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không nói Phí Hướng Phi là người của nhà họ Phí. Tuy nhiên, tin rằng Đinh Tam Căn chắc chắn sẽ điều tra. Cha sẽ rõ ràng có phải không? Phí Hướng Phi, thượng tá tham mưu. Đinh Tam Căn nói một câu như đang suy nghĩ việc gì đó. Diệp Phàm cũng không nói gì, chờ ông ta suy nghĩ. Thật lâu sau, Đinh Tam Căn ngẩng đầu lên, nói. Nói thật với cậu, y vào đây là có thể, nhưng muốn có vị trí tốt thì khá khó khăn. Chỉ có thể là hư chức thôi, đợi ghế trống. Hơn nữa, lúc này y tới cũng không đúng lúc rồi. Được. Chỉ cần có thể vào trước tiên treo hư chức. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, tin rằng sau khi Đinh Tam Căn điều tra Phí Hướng Phi xong có lẽ sẽ suy nghĩ vị trí của y. Lão Đinh nhất định đang dùng mánh lưới rồi.
Ôi! Vẻ mặt Đinh Tam Căn có chút mệt mỏi khẽ dựa ra sau sofa, còn vuốt vuốt tóc. Anh mệt mỏi có phải không? Cũng không thể làm việc như vậy. Làm việc phải chú ý nghỉ ngơi. Diệp Phàm nói. Ôi, có cách nào? Trưởng ban Tạ đã giao cho tôi đa số công việc. Không làm thì ban quân vụ này ai làm có phải không? Đinh Tam Căn thở dài nói. Đây là chuyện tốt mà anh. Diệp Phàm tôi chúc mừng anh. Diệp Phàm cười nói, đảo mắt hiểu ngay, có lẽ là Tạ Kiến về hưu. Bởi vì Tạ Kiến đã lớn tuổi rồi, có lẽ cũng sắp 70. Nói chi vậy, trưởng ban Tạ tuy nói đã đến tuổi nhưng vị trí của y chưa chắc có thể đến lượt tôi. Tuy nói trưởng ban Tạ vẫn rất quan tâm đến tôi. Tuy nhiên, Diệp Phàm nói thật lòng với cậu, việc này không phải là do ông ấy, càng không phải do tôi. Hiện giờ tôi muốn làm tốt việc trưởng ban Tạ giao, chờ người đến chuyển giao là được. Đinh Tam Căn rõ ràng đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Diệp Phàm nghe có chút khó hiểu, trong lòng tự nhủ ông nói với tôi những việc này làm gì. Nhưng đột nhiên Diệp Phàm giật mình, hiểu rồi, có lẽ Đinh Tam Căn biết hắn có chút quan hệ, có phải là cũng muốn. Phó trưởng ban Đinh không thể nghĩ như vậy, ít nhất, trưởng ban Tạ cũng cho phép anh rồi mới giao hết mọi việc cho anh. Tuy nói vị trí trưởng ban Tạ để lại là một vị trí quan trọng, nhưng trưởng ban Tạ đề cử cũng rất quan trọng. Tin rằng với năng lực của phó trưởng ban Đinh thì hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí này. Diệp Phàm cười nói. Ôi, phần lớn không do người. Đinh Tam Căn lại thở dài nhìn Diệp Phàm một cái, đột nhiên nghiêng sang phía Diệp Phàm. Ông em, nói thật với cậu, việc này tôi không thật sự nắm chắc. Có một số việc, thành tích và kinh nghiệm lý lịch cũng không phải. Nhưng cũng không thể thiếu, đó mới là đòn chí mạng đấy. Cậu xem tôi, có thể đi đến hôm nay cũng đã kiệt sức. Mặc dù là có ý khác, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở bước này thôi. Nói đến đây Đinh Tam Căn thở dài đột nhiên lại lên giọng. Ông em, không nói chuyện này với cậu nữa, còn có việc. Tuy nhiên, việc cậu nói tôi sẽ nhanh chóng giải quyết. Đương nhiên, có thể tìm vị trí tốt tôi sẽ cố gắng, nhưng không có được vị trí tốt cậu cũng đừng trách tôi. Đinh Tam Căn tỏ vẻ tương đối thân thiết. Ha ha, mọi việc không có gì để nói, cảm ơn anh. Diệp Phàm nức lên, giơ tay bắt tay Đinh Tam Căn. Diệp Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay Đinh Tam Căn nói. Việc này nói thật lòng với anh, tôi cầu cho chuyện của anh, không chừng sẽ đem may mắn đến cho anh. Nói thế thôi, xin cáo từ, lần sau về Bắc Kinh tôi làm chủ, hai anh em chúng ta uống một chút. Để quan hệ với Đinh Tam Căn tiến thêm một bước, Diệp Phàm cảm thấy nếu như có thể nghĩ cách nắm y hình như cũng không tồi. Mặc dù là không thể tiến vào vòng tròn nhưng có thể trở thành bạn thân cũng là lựa chọn tốt. Nếu dùng chuyện này Bắc Cầu dắt mối để Đinh Tam Căn đến nhà họ Phí, chuyện này thành Đinh Tam Căn cũng phải nhớ người Bắc Cầu là hắn. Phí Hướng Phi, chẳng lẽ có cái gì? Đinh Tam Căn nhìn theo lưng Diệp Phàm, giật mình, lập tức đến văn phòng bật máy tính lên xem. Một lúc sau Đinh Tam Căn đứng lên, bắt đầu đi lòng vòng trong vòng, nắm chặt tay, giống như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Anh rất bận nhỉ, cha gọi anh đến ăn tối anh cũng không có thời gian. Không thể tưởng tượng được vừa về đến Hồng Diệp Bảo Kiều Viên Viên đã dùng giọng điệu châm chọc nói. Chương 2539, Thứ trưởng Phí. Thật sự là không có thời gian, buổi tối còn có chút việc phải làm, tiệc người ta đã đặt xong, không đi là không lịch sự. Diệp Phàm tỏ vẻ xin lỗi. Nói anh là người rất bận rộn anh còn nói là nói xạo. Kiều Viên Viên hừ một tiếng. Đương nhiên là bận rộn rồi, lần trước trường em tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường, kết quả thế nào, không có đến. Hơn nữa, đến điện thoại cũng không gọi. Chị Kiều, chị nên để ý, có người, muốn làm kẻ háo sắc rồi. Không thể tưởng được Tuyết Nha đứng bên cạnh làm loạn thêm. Cô nàng này nháy mắt ra hiệu có lẽ cố ý phá hư. Mà Sa Thiên vẫn khoanh tay đứng một bên. Tuyết Nha đứng bên cạnh y cũng không lên tiếng. Hai mắt Diệp Phàm lần lượt lướt qua hai người họ, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Trong lòng tự nhủ hai người này là một đôi trời sinh, thập đẳng xứng đáng, hơn nữa nói chuyện thật không thể nào thích, thật là tuyệt. Chớ nói lung tung, cô bé, nói nữa xem tôi thế nào. Diệp Phàm uy hiếp. Chị Kiều, anh còn uy hiếp người khác, thật là xấu. Tuyết Nha giơ chân lên. Là người ta yêu quý em. Không dám bắt nạt em gái như em, yêu còn không hết thì bắt nạt sao được. Kiều Viên Viên chu chu miệng hừ nói. Được rồi, không nói nữa, anh muốn ăn cơm. Diệp Phàm vội vàng nói sang chuyện khác, nếu không có lẽ bị hai người này bắt nạt chết mất. Trong lòng cũng cảm thấy lạ,
khi nào thì Tuyết Hồng phối hợp ăn ý với Kiều Viên Viên như thế. Trước kia hai người vừa gặp nhau đã giống như hai con gà choi, thật sự là lạ quá rồi. Đứng trước cửa khách sạn, Phí Nhất Độ tay đặt trên thành xe chân đá vào lốp xe. Cậu không sợ đá bà xã thứ hai hỏng đi sao? Diệp Phàm bước ra khỏi xe cười nói. Hỏng thì mua cái khác, tôi không thiếu tiền. Anh em như tay chân, vợ là quần áo, nếu muốn đổi là đổi đúng không? Phí Nhất Độ ngửa đầu, thật sự đắc chí. Anh đá xe tôi làm gì, cút ngay, cút ngay. Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn qua, phát hiện một đống người đi ra bên cạnh Phí Nhất Độ. Tiếng thét chói tai này là của một cô nàng có mái tóc uốn xoăn nhuộm màu đỏ tím. Đây là mẫu tóc rất nghịch ngợm, trước kia giới trẻ ở Mỹ rất thích kiểu đầu này. Cô gái này mặc bộ đồ cao bồi, thấy Phí Nhất Độ còn chưa dừng chân đá, tức giận chừng mắt lao đến, đá một cước hướng về phía Phí Nhất Độ. Chân này cũng không đẹp. Sao có thể đá trúng người có thân thủ lục đẳng như Phí Nhất Độ? Tất nhiên kết quả là cô nàng kia bị Phí Nhất Độ nắm chân trong tay, y còn bình luận. Thằng nhóc này, mấy người bạn nam phía sau của cô tức giận lao lên, nhằm Phí Nhất Độ tấn công. Ba ba ba, mấy tiếng động giòn tan vang lên, không lâu sau một đám lớn nằm hai bên chiếc xe, kêu gào thảm thiết, không khác gì heo bị chọc tiết. Ba cô nàng cùng đi cũng trợn tròn mắt, mà Phí Nhật Độ cũng thật sự oai hùng, vẫn nắm tay cô nàng chưa buông. Cô bé, dám đánh họ Phí tôi, không muốn sống nữa có phải không? Phí Nhất Độ lạnh lùng hừ một tiếng rồi buông nhẹ tay ra. Cô nàng đang giãy giụa chưa đề phòng bị ngã ngay xuống đất. Đi thôi anh, chúng ta đi ăn cơm đi. Phí Nhất Độ phủi tay nhìn Diệp Phàm nói. Cậu càng muốn thể hiện rồi nhỉ, mấy con quỷ nhỏ có gì mà phải khoe khoang, thật đúng là. Diệp Phàm cười mắng một câu rồi đi vào. Mấy người có lẽ là bị dọa sợ, không ai dám lên tiếng. Mời được vị tôn thần kia chưa? Diệp Phàm cười hỏi. Phí Động Nghĩa. Phí Nhất Độ không nhìn lên, cười nói. Phí Động Nghĩa, họ Phí, người trong dòng tộc. Diệp Phàm hỏi. Có thể coi là như vậy, tuy nhiên, phải đánh mấy gậy mới tới. Hơn nữa, lão cũng không phải là người nhà họ Phí, hơn trăm năm trước đã đi ra ngoài, hiện giờ cũng mới biết. Phí Nhất Độ nói. Ha ha, nhà họ Phí cây to đón gió to. Diệp Phàm cười. Cây nhỏ đều thích sinh sống dưới bóng cây đại thụ, che mưa che gió thôi. Phí Nhất Độ vẻ mặt nghiêm túc nói. Bộ trưởng Bộ Thủy Lợi vẫn là Văn Cử Đức đúng không? Diệp Phàm hỏi. Y là thứ trưởng. Phí Nhất Độ nói. Được rồi. Diệp Phàm cười nói. Thật ra, Diệp Phàm hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi thăm Văn Cử Đức. Bởi vì nghe nói Văn Cử Đức và Kiều Viễn Sơn từng là bạn học, quan hệ rất tốt. Chẳng qua, Diệp Phàm không có quan hệ với ông ta. Hơn nữa, nghe thấy Văn Cử Đức là nhân vật số một của Bộ Thủy Lợi cũng không cần phải đại pháo đánh mũi dùng thần này đến hù dọa một phó vụ trưởng nhà họ Hoa. Hẳn là không sao. Phí Nhất Độ cười, hai người bước vào phòng riêng. Phát hiện không có ai, Diệp Phàm không khỏi cười nói. Còn chưa tới. Nhanh, có lẽ là kẹt xe rồi. Phí Nhất Độ nói, hai người ngồi xuống, uống trà. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Phàm cùng Phí Nhất Độ đứng lên. Mở cửa, Phí Động Nghĩa trông cũng chưa già, nghe nói mới 50 tuổi, mặc một bộ vest màu đen. Mà đi phía sau ông ta là đại công tử của nhà họ Hoa, Hoa Mãn Lương. Hoa Mãn Lương chừng 40 tuổi, mặc đồ tây màu đen. Sinh ra trong nhà họ Hoa, cũng không phải lo lắng gì về tiền. Cho nên, ăn mặc cũng rất có phong cách, làn da cũng được chăm sóc rất tốt, sắc da rất tươi tỉnh. Đã để cho các anh đợi lâu rồi, ngại quá vì kẹt xe. Hoa Mãn Lương có chút khó hiểu nhìn thứ trưởng Phí, không ngờ khách khí. Chưa bao giờ thấy y như thế. Không có việc gì, khi nào Bắc Kinh giải quyết xong vấn đề kẹt xe thì chúng ta có thể ăn cơm đúng giờ. Phí Nhất Độ cười ha ha bắt tay Phí Động Nghĩa. Vị này chính là anh tôi Diệp Phàm, trợ lý chủ tịch tỉnh Tấn Lĩnh kiêm bí thư thành ủy Đồng Lĩnh. Là trợ lý Diệp, xin chào, xin chào. Phí Động Nghĩa không chút do dự, giơ tay bắt tay Diệp Phàm, vẻ mặt thân thiết cười nói. Đã nghe qua danh tiếng của trợ lý Diệp, chỉ có điều chưa gặp mặt, lần này cuối cùng gặp được, quả nhiên là trẻ tuổi rất tốt. Trẻ cái con khỉ, trẻ thì tôi đã không kiêm trợ lý cho chủ tịch tỉnh đâu. Diệp Phàm thầm oán lão già này, miệng cũng khách khí cười nói. Ha ha, thứ trưởng Phí quá khen, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Sao có thể nói là nhân vật nhỏ,
trợ lý Diệp khi ở Trung ương cũng rất nổi tiếng với chức chủ nhiệm phòng đốc tra. Lúc đó tôi đã nghe thấy tiếng tăm của anh. Phí Động Nghĩa cười nói, nghiêng người chỉ vào Hoa Mãn Lương nói. Trợ lý Diệp, vị này chính là người phụ trách bộ phận thủy lợi nông thôn của chúng tôi, vụ trưởng Hoa Mãn Lương. Là phó vụ trưởng, trợ lý Diệp, anh có lẽ không biết tôi cũng sinh ra và lớn lên ở Tấn Lĩnh. Hoa Mãn Lương đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức giơ tay ra bắt tay Diệp Phàm giống như muốn chụp lấy. Nhà họ Hoa ở Phong Châu đúng không? Diệp Phàm vừa bắt tay vừa bắt đầu làm việc. Trợ lý Diệp cũng biết nhà họ Hoa chúng tôi ở Phong Châu ạ. Hoa Mãn Lương mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, chắc chắn là không phải giả dối. Nhà họ Hoa ai mà không biết, nghe nói nhà họ Hoa còn được vua Càn Long ban thưởng, trước kia có khối đế vương giám chính là do Càn Long ban cho. Triều Thanh khi ai đến Phong Châu nhậm chức đều đến trước cửa nhà họ Hao để chào đế vương giám có phải không? Diệp Phàm thuận miệng nói, đương nhiên là nhân cơ hội tâng bốc Hoa Mãn Lương, tránh bị Phí Nhất Độ coi thường. Thật không ngờ trợ lý Diệp biết nhiều như vậy. Hoa Mãn Lương hơi có vẻ đắc ý nói. Tôi không thể không tìm hiểu kỹ một chút. Diệp Phàm rõ ràng trực tiếp tung ra chủ đề. Đại ca, chúng ta vừa ăn vừa tán gẫu. Phí Nhất Độ nói, hai bên liền ngồi xuống. Trợ lý Diệp, vừa rồi anh nói không thể không tìm hiểu kỹ. Việc này tôi không hiểu lắm, chẳng lẽ nhà họ Hoa có liên quan đến anh? Phí Động Nghĩa thật đúng là phối hợp, hỏi ngay Diệp Phàm. Có lẽ Phí Nhất Độ có dặn trước ông ta. Việc này nói ra rất dài dòng. Diệp Phàm nói xong nhấp một chút súp trầm ngâm trong chốc lát nói. Muốn nói phải bắt đầu nói về vật liệu da của nhà họ Hoa. Ôi, trợ lý Diệp nói chắc chắn là tình hình thực tế. Cha tôi chính là người như vậy, tư tưởng rất cứng nhắc. Đặc biệt là về việc làm ăn của nhà họ Hoa. Đối với những việc này, mấy đứa con như chúng tôi cũng thật sự là không có cách nào. Chẳng lẽ có thực sự bắt cha phải mở rộng kinh doanh? Đối với chúng tôi mà nói mở rộng kinh doanh là tăng mạnh sức cạnh tranh trên thị trường, tránh bị thị trường lãng quên và đào thải. Theo cách nhìn của tôi thì cha tôi cho rằng bán đứng bí mật của nhà họ Hoa. Huống chi trợ lý Diệp còn nói là hợp tác với tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân của Pháp. Trong mắt cha tôi là bán nước rồi. Việc này có liên quan đến liên minh quốc tế của tổ tiên, đều là người già, cha tôi vẫn canh cánh trong lòng không thể nào thoải mái. Hoa Mãn Lương thở dài, nhíu mày nói. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào để giải quyết việc này? Trợ lý Diệp có ý tốt vì nhà họ Hoa. Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt như vậy nếu không mở rộng sẽ bị thị trường đào thải. Đến lúc đó nhà họ Hoa muốn phát triển cũng đã quá muộn. Mãn Lương, cậu là người trong nhà, có thể nói chuyện với cha cậu rồi. Nếu không chỉ sợ đến lúc đó chậm, cậu thành tội nhân của gia tộc. Có lẽ ở nhà họ Hoa cũng có người có quan điểm giống cậu. Phí Động Nghĩa tiếp lời nói. Tôi đã từng khuyên, cả em trai Hoa Hướng Bắc cũng đã khuyên rồi, Hoa Hướng Bắc thậm chí còn quỳ xuống cầu xin cha. Nhưng cha nói, nếu các con bảo Hoa Đông Thành cha phải làm thế, vậy các con không phải là con của Hoa Đông Thành này. Nếu các con ép cha thì trừ phi cha chết đi. Hoa Mãn Lương nói đến đây nhìn Diệp Phàm một cái vẻ mặt xin lỗi nói. Đấy, cha tôi bướng bỉnh thế đấy, lấy cái chết để uy hiếp chúng tôi, chẳng lẽ ép cha tìm đến cái chết thật. Nhất thời không khí trên bàn trở nên nặng nề. Diệp Phàm cũng biết Hoa Mãn Lương chắc chắn không dám nói đùa trước mặt thứ trưởng Phí. Việc lên chức của y đang ở giai đoạn mấu chốt. Lúc này có thể biểu hiện phải cố hết sức rồi. Nếu không thì hỏng hết. Chương 2540, người này đang làm gì? Huống chi, như vậy đúng là có lợi cũng không tổn hại đến nhà họ Hoa. Hoa Mãn Lương chắc chắn cũng nhìn thấy lợi hại trong quan hệ này, biết đây là cơ hội lớn đối với mình. Ông cụ Hoa thật là bướng bỉnh, chẳng lẽ trên đời này có việc không có lời giải sao? Bướng bỉnh cũng có thuốc đấy. Trên đời này một vật khắc một vật, cuối cũng sẽ tìm được cách giải quyết. Có chua còn có ngọt, có đắng còn có cay đó thôi. Phí Nhất Độ nói. Việc này cũng không thể nói không có, chẳng qua là rất khó khăn thôi, muốn hoàn thành chuyện này trên cơ bản vô ích. Hoa Mãn Lương đột nhiên lại nói. Hả, nói nghe một chút, không chừng chúng ta có thể biến không thành có. Phí Nhất Độ đến đây thích thú. Muốn nói về việc này phải nói về đế vương giám của nhà họ Hoa. Hoa Mãn Lương uống chút súp, nhìn mọi người một cái nói tiếp. Đế vương giám theo truyền thuyết là Càn Long ban tặng nhưng thật ra nghe đồn là không phải. Đế vương giám thật sự là do Ung Chính ban tặng. Năm đó tổ tiên chế tạo một bộ long bào bằng da được Ung Chính yêu thích,
vui vẻ nên ban tặng đế vương giám. Đế vương giám này là cái gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Đế vương giám thật ra tôi cũng chưa từng nhìn thấy, cha tôi cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng những người cùng lứa với ông nội tôi đã nhìn thấy. Theo cha tôi nói, đế vương giám cũng không phải được làm bằng ngọc như trong truyền thuyết mà là một khối giống như xương gì đó. Bề mặt được chạm khắc rất tinh xảo, hình dạng giống như một tòa bảo tháp vậy. Lúc đó tuy nói là triều Thanh nhưng trong nhà còn có chút tiền. Cho nên, cũng chụp một tấm hình, là chụp bằng máy ánh hơi nước đen trắng. Hơn nữa rất mờ, thời gian lại lâu rồi nên nhìn không rõ lắm. Tuy nhiên, cha giữ gìn giống như vật quý tôi cũng chưa từng được thấy. Hoa Mãn Lương có chút buồn bã nói. Vật kia tại sao lại không thấy nhỉ? Phí Nhất Độ đương nhiên muốn thay Diệp Phàm hỏi rõ ngọn ngành, thật ra y hào hứng. Việc này, Hoa Mãn Lương có chút khó xử, có lẽ không muốn nói ra bí mật này, ấp a ấp úng nhìn thứ trưởng Phí vẻ mặt có chút xấu hổ. Mãn Lương, cậu theo tôi mấy năm rồi nhi? Lúc này Phí Động Nghĩa hỏi. Vâng, từ năm đề bạt trưởng phòng tôi vẫn đi theo thứ trưởng rồi. Tính ra cũng có 7-8 năm hơn rồi, thứ trưởng Phí vẫn chiếu cố đến Mãn Lương, việc này Mãn Lương vẫn luôn ghi nhớ. Phí Mãn Lương mặt cảm kích nói. Ha ha, lúc đó tôi chưa phải là thứ trưởng mà chỉ là vụ trưởng vụ nhân sự. Phí Động Nghĩa cười cười. Vâng, tôi nhớ rất rõ, ngài vừa mới thăng chức không lâu thì kéo tôi lên, tôi cũng lên trưởng phòng rồi. Mãn Lương nhớ kỹ việc này, không quên một lúc nào. Hoa Mãn Lương gật đầu vẻ mặt cũng kính nói. Ôi, nói đến thì có chút buồn, tôi nhận chức thứ trưởng cũng đã mấy năm, lúc đó khó khăn thật. Mãn Lương, tôi đã nói qua với cậu, lúc đó Nhất Độ cháu tôi vẫn chưa đến 30, tôi vẫn thường xuyên đến nhà họ. Nhất Độ cũng rất yêu quý người chú như tôi. Phí Động Nghĩa cười nói rất tùy ý, không có ý gì. Chỉ có Diệp Phàm cùng Phí Nhất Độ biết người này bịa đặt. Bởi vì 7-8 năm trước có lẽ Phí Động Nghĩa còn chưa nhận thân thích với nhà họ Phí, làm sao biết Phí Nhất Độ. Đương nhiên Phí Động Nghĩa nói dối như thế là vì mình. Hai người đương nhiên sẽ không vạch trần. Đúng vậy, lúc ấy chú cũng nói phong thủy của nhà họ Phí chúng ta không tệ, thường xuyên đến thăm cũng tốt. Phí Nhất Độ khẽ gật đầu cười nói. Quả nhiên, những lời này vừa dứt Hoa Mãn Lương có chút giật mình, tuy nói y che giấu rất khá nhìn ngoài không phát hiện. Nhưng Diệp Phàm dùng khí sóng dò xét cũng cảm giác rất rõ ràng y không thoải mái, rất bất an, nội tâm rất không bình tĩnh. Có lẽ là bị nhà họ Phí làm cho kinh hãi. Ôi, việc này không phải là Mãn Lương không muốn nói, chủ yếu là các anh sẽ nghe không hiểu. Tôi sợ các anh sẽ bảo tôi nói vớ vẩn. Hoa Mãn Lương quả nhiên quyết định nói ra bí mật rồi. Có lẽ là ba chữ nhà họ Phí làm cho Mãn Lương nghĩ tới nhiều chuyện. Ừ, chúng tôi đều thích nghe chuyện xưa. Phí Nhất Độ vẻ mặt hào hứng nhìn chằm chằm Hoa Mãn Lương. Đế vương giám mà Ung Chính ban cho nhà họ Hoa chúng tôi chẳng qua là tượng trưng cho quyền lực của hoàng gia thôi, chẳng qua chỉ là một tác phẩm điêu khắc tinh xảo thôi. Tuy nhiên, vì là do hoàng đế ban tặng, cho nên, tổ tiên nhà họ Hoa rất quý. Nhưng sau đó bị người ta cưỡng ép đem đi. Hoa Mãn Lương nói đến đây vẻ mặt phẫn nộ. Cưỡng ép đem đi, làm sao có thể? Diệp Phàm buộng miệng, cố ý nhìn Hoa Mãn Lương một cái. Tại sao lại không có khả năng? Trên đời này cao thủ vẫn có. Phí Nhất Độ có chút không hiểu ý. Cao thủ thì có nhưng có lẽ anh không hiểu được thực lực trước kia của nhà họ Hoa. Nghe nói triều Thanh nhà họ Hoa nuôi trong nhà hàng trăm nhân viên bảo vệ. Trong những người đó rất nhiều cao thủ võ lâm. Nghe nói có đám thổ phỉ muốn bao vây nhà họ Hoa, hơn 100 thổ phỉ chết mất một nửa rồi mà vẫn không thể vào sân nhà họ Hoa. Phụ trưởng Hoa, tôi nói có đúng không? Diệp Phàm hỏi. Đúng là có chuyện như vậy. Nhưng có hơi phóng đại một chút. Năm đó nhà họ Hoa nuôi trong nhà chủ yếu là khoảng 5.060 người bảo vệ. Nói là hàng trăm người thì cũng không hẳn thế, trận chiến đó vì sao có đến hàng trăm người là vì có cả đệ tử nhà họ Hoa và công nhân trong xưởng nữa. Đâu chỉ có 100, mà có lẽ đến 5-600 người rồi. Thổ phỉ đến 100 người, người của nhà họ Hoa cũng đã bao vây quanh nhà, dày đến mấy chục thước, có thể sánh được với tường thành. Thổ phỉ vừa không có đại pháo, tất nhiên là không thể tấn công được. Chúng tôi chiếm lợi thế, đương nhiên gia sản của nhà họ Hoa chúng tôi cũng có một chút. Trên thực tế đã mua nhiều súng, bởi vậy bọn họ ngược lại bị chúng tôi giết mấy chục người. Hoa Mãn Lương vẫn rất tự hào khi nói về chuyện này. Một khi đã lợi hại như vậy tại sao lại có thể đánh mất đế vương giám?
Phí Nhất Độ có chút không hiểu. Mạnh nhưng cũng có kẻ mạnh hơn. Nhà họ Hoa tuy nói có nhiều bảo vệ như vậy, nhưng thật sự không có nhiều cao thủ. Lúc đó đội trưởng đội bảo vệ mà nhà họ Hoa mời cũng khá lợi hại, một cước có thể đá gãy cây to như cái bát, một tảng đá mỏng có thể đá vỡ. Hoa Mãn Lương nói, lợi hại, thật có người như thế sao? Tôi còn tưởng là diễn viên trên phim cơ. Phí Động Nghĩa có chút kinh ngạc. Trên phim ảnh tôi không dám nói có thật hay không, nhưng cha tôi từng nghe ông nội tôi nói rồi, chắc chắn là sự thật. Ông nội tôi còn nói có cao thủ còn lợi hại hơn, một trường có thể chặt đứt cây nhỏ, chẳng qua là nhà tôi không thể mời được cao thủ như vậy. Những cao thủ như thế muốn cướp đồ thì có ai có thể ngăn lại được. Mặc dù có hàng trăm người cũng vô dụng, người ta cướp xong đã bỏ chạy rồi. Hơn nữa đi lại không hề có hành tung gì. Từ khi đế vương giám bị mất xong, ông tôi cùng liên quân đánh nhau một hồi ở Bắc Kinh. Cuối cùng những người bảo vệ mang theo cơ bản chết trận hết. Sau khi trở về ngã bệnh không dậy nổi, trước khi mất có gọi cha tôi đến bên giường, dặn dò nhất định phải tìm đế vương giám về. Tuy nhiên, mấy chục năm rồi, cha tôi vẫn chưa tìm được. Hoa Mãn Lương nói, đế vương giám bị người ai cướp đi chẳng lẽ không biết sao? Phí Nhất Độ nói, không rõ lắm, người ta là cao thủ, chúng ta căn bản không biết ai lấy đi. Tuy nói sau này có tìm tòi nhưng đều không có tung tích. Không có tung tích thì dù cha tôi có bán hết tài sản đi tìm cũng không có chỗ để ra tay có phải không? Cho nên, đến giờ cha tôi vẫn chưa vui. Hàng năm Thanh Minh đều đến trước mộ ông nội tôi khóc một hồi. Vì thế giữ nội hận người nước ngoài trong lòng, cho rằng bọn họ làm cho ông nội tôi tức chết. Hoa Mãn Lương vẻ mặt đau buồn nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện người này chắc chắn không nói thật, bởi vì giọng không ổn định. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không hỏi thêm. Có lẽ chuyện này đối với nhà họ Hoa cũng là bí mật. Không thể hiện một chút bản lĩnh căn bản cũng không dám nói ra. Cho nên, sau đó bốn người nói chuyện tào lao. Sau đó tan cuộc, ban đầu Phí Nhất Độ đề nghị đi tiếp tăng nữa nhưng Diệp Phàm từ chối. Thứ trưởng Phí, vị Phí công tử kia sao lại gọi trợ lý Diệp là đại ca nhỉ? Hình như hai người còn rất thân mật nữa thì phải. Nhìn xe của Diệp Phàm và Phí Nhất Độ đi xa, Hoa Mãn Lương hỏi Phí Động Nghĩa. Ha ha, Phí Động Nghĩa nhìn Hoa Mãn Lương đầy quái dị nói. Mãn Lương, tôi biết cậu muốn nghe về lai lịch của bọn họ có phải không? Tôi cũng không giấu cậu, Phí Nhất Độ đã kết nghĩa Anhem với trợ lý Diệp. Phí Nhất Độ rất coi trọng hắn, nếu không, cậu nghĩ rằng tôi không có việc gì nên đến đây sao? Tôi và Diệp Phàm cũng là lần đầu gặp mặt. Còn người họ Phí kia chính là đại công tử của nhà họ Phí, cậu hiểu chưa? Không dám, tôi hiểu rồi. Hoa Mãn Lương hiện lên ánh mắt kinh ngạc, không dám hỏi nữa. Mới đến cửa không ngờ thấy xe của Diệp Phàm dừng ngay trước cửa khu nhà của mình. Trợ lý Diệp, là anh sao? Hoa Mãn Lương vội vàng bước đến, phát hiện đúng là Diệp Phàm ngồi trong xe. Đi đến một chỗ với tôi, bảo đảm cậu hài lòng. Diệp Phàm cười nói. Vậy được. Hoa Mãn Lương không hề nghĩ ngợi, lái xe đi theo Diệp Phàm. Đối với vị trợ lý Diệp này, trẻ tuổi như vậy không ngờ có thể ngồi lên vị trí trợ lý chủ tịch tỉnh. Hoa Mãn Lương đang không biết làm gì lại thấy được hy vọng. Hơn nữa, đặc biệt là Phí Nhất Độ kia hình như rất tôn kính vị trợ lý Diệp này. Xe nhằm thẳng vùng ngoại ô đi, đến Hàn Lâm Tự. Trợ lý Diệp thật là có nhã hứng. Hoa Mãn Lương cười nói. Ha ha, ban đêm đến đây thật sự là khá nhã hứng. Diệp Phàm cười cười bước thẳng vào cửa chính của chùa. Hoa Mãn Lương phát hiện trước xe là một người trẻ tuổi, Diệp Phàm gật gật đầu với người này. Người này đi đầu, không lâu vào trong một đầm nước phía trong chùa. Hoa Mãn Lương cảm thấy lạ, nhưng cũng không có gì sợ. Bởi vì y tin trợ lý Diệp không có khả năng hại y. Huống chi y cũng không có gì để làm hại. Phụ trưởng Hoa, có lẽ đế vương giám của nhà họ Hoa các anh còn có cái gì bí mật không thể nói ra. Diệp Phàm cười chỉ chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho y ngồi sau đó hỏi. Việc này còn có bí mật gì? Hoa Mãn Lương hơi sững sờ sau đó lập tức nói. Tuy nhiên, thấy Diệp Phàm nhìn chăm chú, Hoa Mãn Lương cảm giác hơi thấp kém. Trong lòng tự nhủ, quái lạ, ánh mắt của trợ lý Diệp sao có thể sắc bén thế, hình như có thể giết người, hơi đáng sợ. Gã là bạn tốt của tôi, bảo gã thể hiện tài năng cho anh nhìn một cái. Diệp Phàm cười ra việc cho Sa Thiên. Sa Thiên hai tay liền ôm quyền, vận khí, giày không ngờ bay mất. Sau đó chân đất chạy về phía đầm nước, Hoa Mãn Lương nhìn chằm chằm,
không hiểu người này muốn làm gì. Chương 2541, mọi việc đều có thể. Không lâu Hoa Mãn Lương mở to mắt, hai con ngươi như muốn rớt xuống đất. Bởi vì quá khiếp sợ. Sa Thiên không ngờ hai chân giống như người không có sức có thể nổi trên mặt nước đi quanh đầm nước một vòng. Hoa Mãn Lương khiếp sợ phát hiện, nước chỉ ngập bàn chân của Sa Thiên khoảng 1 cm. Hơn nữa, Hoa Mãn Lương có thể khẳng định, đầm nước này không có cọc hay bất cứ thứ gì ở dưới, Hoa Mãn Lương tin vào ánh mắt của mình. Khụ! Sa Thiên đột nhiên bỗng giống lên một tiếng, đứng trên mặt nước giơ hai tay lên trời hướng lên một phiến đá nặng vài trăm cân xoay đi. Không lâu, điều khiến Hoa Mãn Lương kinh ngạc đến mức có thể ngã vỡ kính mắt là khối đá kia không ngờ bị Sa Thiên tung lên không trung, trên không trung còn xoay một vòng rồi bị Sa Thiên đập vào bờ. Mà nước cũng không ngập chân Sa Thiên đến 2 cm. Sa Thiên liền ôm quyền nhảy một nhảy lên chừng 45 mét đạt đủ khoảng cách 30 mét với Diệp Phàm. Rồi lại ôm quyền cung kính hành lễ với Diệp Phàm sau đó đi lại giày đứng bên cạnh Diệp Phàm, từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Nếu lúc trước không phải y nói một câu thì Mãn Lương cho rằng người này bị câm điếc. Thế nào, người anh em của tôi so với cao thủ võ lâm mà cha cậu đã nói thì thế nào? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Lợi hại hơn bọn họ, trợ lý Diệp, đời này lần đầu tiên tôi nhìn thấy cao thủ võ lâm thật sự. Không nói dối trợ lý Diệp. Tuy nói trong nhà hiện nay không có bảo vệ, nhưng trước kia cũng có giữ lại những người này. Bọn họ hiện giờ cũng là bảo vệ người nhà. Trong đó có mấy người cũng được, tuy nhiên, nhiều nhất chỉ có thể chân đá tay đấm, không thể so sánh với người bạn của anh. Hoa Mãn Lương nhất thời có vẻ cung kính hơn. Theo tôi đoán, đế vương giám nhà cậu mất rất tinh xảo, tôi nghĩ nhà cậu không phải không biết người lấy có phải không. Mà người ta có lẽ còn để lại tín vật gì đó cho các cậu có phải không. Vì người này quá mạnh, mạnh đến nỗi nhà cậu cũng không dám lên tiếng. Biết đế vương giám ở trong tay bọn họ. Nhà cậu cũng không làm gì để lấy về được. Cho nên, cha cậu hàng năm đều phải đến trước mộ ông nội xưng tội. Chuyện này vẫn hành hạ cha cậu và ông nội cậu đúng không? Hơn nữa, cùng là sự sỉ nhục đối với nhà họ Hoa các cậu. Cậu băn khoăn không dám nói ra, tôi nói có đúng không? Diệp Phàm thản nhiên nói xong, đôi mắt ưng phát hiện Hoa Mãn Lương nhíu nhíu mày vẻ mặt kinh ngạc nói. Trợ lý Diệp, việc này, ngại quá, thật đúng là như anh nghĩ. Cậu đắn đo không dám nói chuyện này cũng không trách được cậy. Tuy nhiên, hiện giờ cậu có thấy người bạn này của tôi có thể lấy lại đế vương giám cho nhà cậu không? Diệp Phàm cười khích lệ. Có khả năng. Hoa Mãn Lương gật gật đầu. Cậu có đồng ý đánh cược một lần không? Cậu nghĩ cho kỹ, việc này nếu không giải quyết thì sẽ giày vò nhà họ Hoa các cậu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mặc dù là đối phương có thực lực như thế nào, tôi nghĩ đối phương chắc chắn thuộc một môn phái nào đó trong võ lâm. Bây giờ là thời đại nào rồi, là xã hội pháp trị. Võ công mạnh đến mấy cũng không chịu được súng đạn. Huống chi, việc này, nếu chúng tôi nhúng tay, đương nhiên sẽ làm đến cùng. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện duy nhất chính là nhà họ Hoa phải hợp tác với chúng tôi. Tạo dựng lên thị trường vật liệu da của Phong Châu. Hợp tác với Hồng Phách Thiên Chân. Ngoài ra, phải quy hoạch lớn một chút, nếu như có thể thì chúng tôi sẽ hết sức giúp các anh. Nếu không thì coi như Diệp Phàm tôi chưa hề nói gì. Diệp Phàm nói đến đây, nhìn Hoa Mãn Lương một cái cười nói. Hơn nữa, anh thấy không, năng lượng của vị phí công tử kia cũng không nhỏ. Chuyện của anh có lẽ còn phải dựa vào y. Việc này, Hoa Mãn Lương nhắm mắt suy nghĩ thật lâu sau mới mở mắt ra nói. Được rồi, trợ lý Diệp, chúng ta đi ngay về Phong Châu, tôi đi thuyết phục cha tôi. Về việc bí mật này, tôi cũng không được biết nhiều lắm. Cứ để cha tôi tự nói ra các anh nghe sẽ hiểu nhiều. Hơn nữa, nếu cha tôi không đồng ý thì việc này không thể làm. Mặc dù tôi nói cũng rất muốn chuyện của mình có thể thành, nhưng tôi rất kính trọng cha tôi. Nếu cha tôi không đồng ý tôi cũng không xen vào việc này nữa. Chỉ có thể nói lời xin lỗi với trợ lý Diệp thôi. Được, phụ trưởng Hoa nói lời này rất chân thành. Tôi thích làm bạn với anh. Một người không coi trọng cha mẹ mình thì không đáng để kết bạn. Diệp Phàm đứng lên, ba người vội vàng trở lại Bắc Kinh rồi mang theo Liễu Tuyết. Đang đợi máy bay Sa Thiên có chút không hiểu hỏi Diệp Phàm. Chủ công, đem theo Liễu Tuyết làm gì? Cô bé này thường ngày không nói gì, nhìn như không có tình cảm, không có vẻ gì là một cô bé. Ha ha, Sa Thiên, không thể nhìn mặt ngoài mà đoán người. Không chừng khi nào Liễu Tuyết có thể làm cho cậu ngạc nhiên.
Đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Diệp Phàm cười thần bí. Ngạc nhiên, Liễu Tuyết làm sao có thể? Sa Thiên thì thầm, thấy Diệp Phàm không muốn giải thích thêm, y buồn bực cũng không dám hỏi nữa. Đành phải buồn bực liếc nhìn Liễu Tuyết đứng cách đó không xa. Không thể tưởng tượng được cô bé có lẽ cũng cảm giác được hai người đang nói chuyện về mình. Cô hung hăng trợn mắt nhìn Sa Thiên một cái. Trừng mắt cái con khỉ, nếu không nể mặt Diệp thiếu gia, có tin là tôi đập bẹp cô không? Sa Thiên thầm giống lên trong lòng, tuy nhiên y cũng biết, Liễu Tuyết là em gái nuôi Tuyết Hồng của Diệp Phàm, cũng không nên đối với cô ấy như thế. Đành phải nuốt giận vào trong lòng. Đến Phong Châu là sáng ngày hôm sau, mấy người Diệp Phàm nghỉ ngơi 3 tiếng, mà Mãn Lương đã trở về thuyết phục cha anh ta. Đến giờ cơm chiều, tin tức truyền đến Hoa Đông Thành đồng ý gặp mặt. Lần này gặp mặt là một khu rừng phía sau nhà họ Hoa. Vì tránh kinh động đến người khác, nhà họ Hoa chỉ có Hoa Đông Thành và Hoa Mãn Lương đến. Hoa Đông Thành, mọi việc phụ trưởng Hoa đã nói với ông thấy thế nào? Diệp Phàm hỏi. Tôi muốn xem bản lĩnh của người bạn cậu rồi sau đó mới quyết định. Hoa Đông Thành nhìn Sa Thiên một cái vẻ mặt thận trọng nói. Được. Diệp Phàm ra hiệu cho Sa Thiên biểu diễn một phen. Sa Thiên gật gật đầu, đột nhiên một trưởng hướng về phía một gốc cây thô to như thùng nước. Răng rắc một tiếng vang lên thật lớn, cây đột ngột ngã xuống. Lập tức làm đổ rạp các cây bên cạnh, chim chóc kinh sợ. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện mắt Hoa Đông Thành nháy vài cái. Biết lão già này chấn kinh rồi. Tuy nhiên, lão vẫn khá khôn ngoan, không ngờ không trợn mắt há mồm, có lẽ là do chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Thế nào, cha, con không nói dối cha chứ? Hoa Mãn Lương thật ra không kìm nổi lên tiếng trước. Quả nhiên là cao thủ, tuy nhiên. Hoa Đông Thành ngập ngừng dường như đang suy nghĩ vấn đề khó khăn. Có gì ông cứ nói là được, chúng tôi mang thành ý đến đây. Diệp Phàm nói, mới có một. Nếu có hai người như vậy thì tốt. Không thể tưởng tượng được Hoa Đông Thành nói ra câu này, Hoa Mãn Lương nóng nảy nói. Thêm một, đi đâu tìm nữa? Không phải cha nói nhà họ Hoa ở Triều Thanh muốn mời một người như thế cũng khó khăn sao? Trợ lý Diệp có thể mời một người đã không tệ, còn muốn một, cha đừng bảo thủ như vậy. Có một số việc, cũng không thể hoàn hảo. Trợ lý Diệp cũng vì tốt cho nhà họ Hoa chúng ta, người ta không tham gì của nhà họ Hoa. Lão Hoa ý là chỉ cần có một cao thủ như thế sẽ đồng ý với đề nghị của chúng ta có phải không? Diệp Phàm vẻ mặt bình thản hỏi. Nói ra như núi, trợ lý Diệp, đây chính là ý của tôi. Nếu còn có thể mời được một vị, nhà họ Hoa chúng tôi đồng ý ra 20 triệu. Chỉ cần có thể lấy lại được đế vương giám, Hoa Đông Thành tôi mặc dù bồi thường toàn bộ tài sản của nhà họ Hoa cũng sẽ giúp trợ lý Diệp hoàn thành việc này. Tâm trạng của tôi mấy chục năm nay, không thể nào vui nổi. Ôi! Hoa Đông Thành có chút kích động, môi run run. 20 triệu, cao nhân thật sự nên cầm. Như vậy đi, 50% lấy lại được đế vương giám, ông cho tôi 10 triệu để mời cao thủ. Diệp Phàm gật gật đầu. Hả, trợ lý Diệp thật sự có thể mời một vị nữa. Hoa Đông Thành hình như vội hơn Diệp Phàm, xem ra lão già này thật sự muốn lấy lại đế vương giám rồi. Tiên sinh, biết trước thế thì đưa thiên thông đến thì tốt rồi. Sa Thiên không ngờ nói. Không cần. Diệp Phàm khoát tay cười thần bí. Nếu không gọi cha tôi đến đây. Sa Thiên lại nói. Thực sự không cần. Diệp Phàm lại khoát tay áo. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có nhiều cao thủ như vây? Sa Thiên có vẻ không tin nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đối với nhiều người thì mời cao thủ muôn vàn khó khăn, nhưng với tôi thì cao thủ có khắp mọi nơi. Bảo vệ nhà chúng ta cũng là cao thủ. Diệp Phàm cười đùa. Tôi thấy Lý Tùng hình như mới ngũ đẳng, nào có lợi hại như vậy. Sa Thiên nói là đội trưởng đội bảo vệ Hồng Diệp bảo Lý Tùng. Cô bé Liễu Tuyết, biểu diễn một chút cho Sa Thiên xem. Diệp Phàm quay người nhìn Liễu Tuyết nói. Tôi là người bảo vệ nhà của trợ lý Diệp đấy, gọi là Tuyết Nha. Chơi một tay cho mọi người nhìn. Tuyết Nha cười cười, đột nhiên một tiếng chuông vang lên, đương nhiên là chấn động hồ chuông của nhà họ Tuyết rồi. Tiếng chuông vừa vang lên. Sa Thiên chấn độ ông, vội vàng vận công muốn chống đỡ. Bởi vì âm thanh không tấn công cha con Hoa Đông Thành nếu không hai người đã hôn mê rồi. Tuy nhiên, cũng khiến hai người cảm giác giống như có trống đập trong đầu. Chỉ thấy chuông trên tay Tuyết Nha vung mạnh, dây nhỏ lao đến tảng đá lớn cách xa 10 mét. Răng rắc một tiếng, lập tức có tiếng nổ lớn ầm ầm, cây cỏ bùn đất bay tứ tung,
mặt đất cũng rung lên. Bởi vì cây cối bị chuông đánh gãy có lẽ phạm vi hơn 10 mét, những cây to như thùng nước phải có đến hơn chục cây. Nhìn Hoa Đông Thành, lần này lão già này không nhìn được, trợn mắt há mồm giống như hoa mãn lương. Kỳ thật, ngẩn người hơn nữa là Sa Thiên. Miệng y há chắc chắn có thể nhét vào một cái bánh bao thịt. Nước miếng không ngờ đều chảy ra ngoài mà không biết. Làm sao có thể, làm sao có thể. Sa Thiên quay người ấp úng nhìn Tuyết Nha như là đang nhìn người ngoài hành tinh. Mọi chuyện đều có thể. Diệp Phàm thản nhiên cười, ho khan một tiếng cuối cùng làm mọi người lấy lại bình tĩnh. Chương 2542, sự phối hợp tuyệt vời. Trợ lý Diệp, mời về phòng khách ngồi. Hoa Đông Thành làm động tác rất cung kính, lão già này phục thật sự. Đừng tưởng rằng có hai tay cả ngày ôm bảo vai chơi ác nghiệt, cao thủ thật sự anh còn chưa gặp qua. Anh cho là anh có khả năng trông nhà cho trợ lý Diệp là oan uổng có phải không? Đó là trợ lý Diệp cho anh vinh dự, người khác muốn cũng không được. Hừ, không mở to mắt ra mà nhìn. Tuyết Nha lạnh như băng nhìn Sa Thiên hừ nói. Tôi là người giúp việc cho trợ lý Diệp, so với trông cửa còn tốt hơn. Sa Thiên đột nhiên tức điên lên rồi, bị đàn bà khinh thường cảm thấy mất mặt. Hơn nữa, Sa Thiên có cảm giác bị lừa gạt. Gặp Tuyết Nha cả tháng rồi, việc này thật là mất mặt, không ngờ không biết cô nhóc này là cao thủ. Cho nên Tuyết Nha vừa nói vậy chắc chắn là tức giận rồi. Không phục có phải không? Nếu không, chơi mấy trưởng ở đây đi. Tuyết Nha lại lạnh lùng hừ nói. Chơi thì chơi, chúng ta chơi cho vui vẻ. Sa Thiên đứng đối diện với Tuyết Nha như hai con gà trọi. Hoa Đông Thành đang muốn bước lên ngăn, tuy nhiên Diệp Phàm cười khoát tay áo lôi Hoa Đông Thành về phía sau hơn trăm bước. Trong lòng tất nhiên tự nhủ, để Tuyết Nha dạy cho Sa Thiên một bài học cũng tốt, không chừng có thể mặt đối mặt. Đến đây đồ đàn bà. Sa Thiên tức giận rồi, hai tay vừa động, nội khí dũng mãnh hiện ra đôi cánh ở phần eo. Đôi cánh giả lập tức xòe ra hơn 3 mét, Sa Thiên mượn lực cả người lập tức bay lên không trung tầm 2-30 mét. Hoa Đông Thành toát mồ hôi chán, ngẩn người, mặt đỏ lên. Xem ra là đang kích động. Ngay cả Tuyết Nha cũng sững sờ, nhìn đôi cánh giả từ trên không trung lao về phía mình. Tuyết Nha cười lạnh một tiếng, chấn hồn linh vừa chuyển, vung về phía đôi cánh giả trên người Sa Thiên. Cô bé, đôi cánh của tôi dễ dàng làm hỏng như vậy còn gọi gì là hoan hỉ Phật bươm bướm. Sa Thiên kiêu ngạo, ngông cuồng nói, xoay tròn đôi cánh một cái lập tức vọt đến phía sau Tuyết Nha. Hai chân giống như hổ đói vồ mồi đá xuống trên người Tuyết Nha. Nội tức dũng mãnh lao lên mặt Tuyết Nha. Tuy nhiên, Tuyết Nha vẫn là Tuyết Nha. Người ta đã là thập đẳng tầng thứ hai, Sa Thiên mới tiến vào thập đẳng khai nguyên vẫn còn non một chút. Hơn nữa, khinh thân đề túng thuật của nhà họ Tuyết cũng là một tuyệt tác. Tuyết Nha xoay tròn một cái. Sa Thiên kinh ngạc phát hiện không thấy bóng của Tuyết Nha đâu. Thằng này sợ quá vội vàng xoay tròn một vòng muốn tránh, tuy nhiên, hiển nhiên là chậm một bước. Cảm giác một luồng gió thổi đến dưới chân, y thầm kêu một tiếng hỏng rồi. Quả nhiên, ba một tiếng, giày của Sa Thiên bị chuông của Tuyết Nha sượt qua một chút, giày bay mất một chiếc. Mặt Sa Thiên đỏ bừng lên, y cảm thấy quá mất mặt, cười điên cuồng một tiếng, Sa Thiên ép hai bên eo lại, một thanh đao hiện ra ở phần lưng. Sa Thiên dùng nội tức thanh đao xoay tròn trên không trung hướng về phía Tuyết Nha. Mắt thấy sẽ đến trên đầu Tuyết Nha, cô bé này thật đúng là lợi hại, chân hơi nhún một chút, không ngờ cả người thắng tắp lui về phía sau một bước tránh đao khí. Ngược lại, chuông kia kỳ lạ cũng bay đến trên cánh của Sa Thiên. Y liều mình muốn tránh, tuy nhiên, tốc độ của chuông rất nhanh. Dây thường lập tức đọng trên cánh của Sa Thiên, may mắn cảnh giả của Sa Thiên cũng được chế tạo từ lông chim đặc biệt. Hơn nữa được nội khí tôi luyện, lắng đọng, cho nên lực chịu đựng có lẽ so sánh với thép được. Sa Thiên đột nhiên cảm giác cả người nặng lên, lập tức quay đầu, y tức giận đến mức phun huyết rồi. Bởi vì y phát hiện Tuyết Nha đang đứng trên đôi cánh của y cười. Tất nhiên là người ta theo dây thừng của chuông mà đến. Sa Thiên lột một vòng muốn quạt Tuyết Nha xuống dưới. Tuy nhiên, hiển nhiên cách này không có hiệu quả. Tuyết Nha giống như một chiếc kẹo kéo, chân dính chặt vào cánh giả. Mặc cho Sa Thiên có động như thế nào, hơn nữa cô nàng còn cười, rõ ràng đang hành hạ Sa Thiên. Quạt ư, cứ quạt mạnh đi. Tuyết Nha nói một câu làm Sa Thiên phun huyết. Tốt lắm, được rồi, kết thúc thôi. Diệp Phàm phủi tay cười nói. Sa Thiên đỏ bừng mặt, đành rơi xuống đất, cúi đầu nói. Chủ công, tôi thua. Sao chẳng kết thúc sớm, làm tôi hao phí khí lực rồi.
Tuyết Nha tức giận nhìn hắn một cái. Hừ, cô bé, chớ đắc ý, một năm sau chúng ta đầu lại. Sa Thiên không phục hừ nói. Bất luận lúc nào, nếu anh muốn đánh thì cứ đề xuất. Tuyết Nha cười cười nhìn chằm chằm Sa Thiên. Vậy thì một năm. Diệp Phàm cười, nói thầm với Sa Thiên. Làm gì phải đấu với đàn bàn, cậu nữa, thêm chút sức đưa nàng lên giường đi. Đến lúc đó công phá cửa thành xong còn không phải là muốn chút giận thế nào cũng được sao. Đàn bà, mãi mãi nằm dưới thôi. Việc này, Sa Thiên hơi chần chừ, len lén nhìn Tuyết Nha, hình như cũng động lòng rồi, quay người nhỏ giọng nói. Mẫu người như con cọp này tôi ở với cô mỗi ngày không phải xui xẻo sao? Cậu thật là ngu ngốc, một khi đã lên giường rồi, phụ nữ vẫn để cho cậu bố trí thôi, vả lại cô ấy cũng không thể quá hung dữ. Cậu đó, bình thường hào hùng đi đâu hết rồi. Hơn nữa, có tôi ở đây cậu sợ gì? Đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách để cậu xử lý cô ấy sau này, được hay không vẫn là do cậu. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Ừ, cảm ơn chủ công, tôi nhất định nghĩ cách đưa cô ấy lên giường. Sa Thiên đỏ bừng mặt gật gật đầu. Hai người đàn ông thì thuộc giống như đàn bà không sợ mất mặt à. Tuyết Nha nhìn thấy ánh mắt của Sa Thiên hình như cũng cảm giác được cái gì đó, mặt hơi ửng đỏ nhìn hai người hừ nói. Chúng tôi thích thế, liên quan gì đến cô? Diệp Phàm hừ nói. Nếu không chúng ta thử xem sao đại ca Diệp. Tuyết Nha hừ nói. Không nói nữa, ông chủ Hoa chúng ta về phòng khách uống trà. Diệp Phàm không để ý đến cô bé xoay người đi. Tuyết Nha đương nhiên cũng không nói thêm, biết Diệp Phàm không muốn lộ ra ở đây. Đương nhiên Tuyết Nha kỳ thật có chút sợ Diệp Phàm. Nghe nói hắn đã đột phá đến thập đẳng tầng thứ hai. Hơn nữa, hắn có khả năng dùng phi đao rất lợi hại, ngay cả chấn hồn chuông của cô cũng khó đối phó. Tốc độ của phi đao quá nhanh, đi tới không hề có bóng dáng gì. Nghe nói cao nhân gặp Diệp Phàm cũng nói vậy. Tuyết Nha muốn đấu với Diệp Phàm có lẽ cũng không có gì tốt. Vừa rồi nói như vậy đơn giản là vì xấu hổ muốn lấy mặt nạ đội lên mặt thôi. Mấy người về đến phòng khách, lần này thái độ của Hoa Đông Thành thay đổi hẳn, bảo cả con thứ hai Hoa Hướng Bắc vào. Bởi vì việc kinh doanh của nhà họ Hoa trên thực tế là do Hoa Hướng Bắc giải quyết. Nếu đồng ý với đề nghị của Diệp Phàm thì đương nhiên phải gọi Hoa Hướng Bắc vào bàn bạc. Hai bên uống trà một lát rồi Hoa Đông Thành nhìn Diệp Phàm nói. Trợ lý Diệp, nói về đế vương giám thật ra rất dài. Tuy nhiên Mãn Lương đã nói cho các cậu biết lại lịch của đế vương giám. Đây là ảnh chụp của đế vương giám, mời cậu xem. Diệp Phàm nhận lấy tấm ảnh chụp, phát hiện cũng không có giá trị gì. Bởi vì thời gian đã quá lâu, hơn nữa kỹ thuật chụp ảnh lúc đó còn thấp, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một tòa tháp, rộng chừng 3 phân, cao chừng một gang tay. Tuy nhiên, xương này có chút đặc biệt, hơi ánh màu đỏ tím, bốn cạnh hình như còn có đảo câu. Mặt trên khắc chữ viết mờ, tuy nhiên rất mờ. Mặc dù Diệp Phàm có đôi mắt ưng cũng không thể nào nhìn rõ. Ông chủ Hoa, ông nói một chút về đế vương giám đi. Diệp Phàm đưa ảnh chụp cho mấy người Sa Thiên cùng nhìn, rồi nói. Ôi! Vẻ mặt Hoa Đông Thành có chút đau lòng, thật lâu sau mới bình tĩnh lại nói. Đế vương giám là người ta ép lấy đi, hơn nữa còn nói tên cho chúng ta. Y là Tiêu Sắt Nhất, người này rất đặc biệt, tôi vẫn muốn quên mà không thể quên được. Năm đó, cha tôi vẫn còn nhỏ. Nghe nói lúc đó đến đây vài người. Nói là muốn mua đế vương giám của chúng tôi. Ông nội Hoa Thu Lâm đương nhiên không đồng ý, nói là bao nhiêu tiền cũng không bán. Tiêu Sắt Nhất tức giận, đề xuất đấu võ để giải quyết ngay tại chỗ. Năm đó nhà họ Hoa chúng tôi cũng mời một số cao thủ đến, kết quả là cùng đấu. Đương nhiên là thua, những người đó thật lợi hại, hơn nữa, Tiêu Sắt Nhất căn bản cũng không ra tay. Chỉ là mấy người y mang đến đánh bại tất cả mấy người mà nhà họ Hoa chúng tôi mời đến. Ông nội vẫn không chịu, tuy nhiên, Tiêu Sắt Nhất tức giận, một chưởng chụp xuống, võ trường mà nhà họ Hoa chúng tôi dùng đá lót đến nửa mét. Một chưởng của y không ngờ làm thành một hố rộng đến 30 mét, sâu vài mét. Tiêu Sắt Nhất nói có hai lựa chọn, thứ nhất chính là nhượng lại đế vương giám, thứ hai là nhà họ Hoa sẽ bị giết cả nhà. Không có cách nào, ông nội đành phải để lại đế vương giám. Mà Tiêu Sắt Nhất trước khi bỏ đi còn cười lạnh lùng nói. Muốn tìm y, đến Cửu Vân Phong của Hoa Sơn, bất cứ lúc nào cũng xin chỉ giáo. Chỉ với bản lĩnh của nhà họ Hoa cũng có thể đi lấy đế vương giám, nhưng không được tiết lộ cho người ngoài, nếu không cả nhà họ Hoa sẽ bị diệt vong. Sau đó chúng tôi có hỏi thăm mới cảm thấy hoảng sợ.
Tiêu Sắt Nhất rất có lai lịch sao? Diệp Phàm hừ nói. Lai lịch rất lớn, ban đầu nhà họ Hoa chúng tôi cũng mời đến cao thủ tuyệt đỉnh để đòi lại đế vương giam. Sau nghe ngóng mới biết được Tiêu Sắt Nhất lại là con của trưởng môn phái Hoa Sơn Tiêu Nhất Đông. Nhà họ Hoa chúng tôi nào dám đi gây chuyện với một môn phái mà tiếng tăm như sấm dậy bên tai như phái Hoa Sơn. Người ta muốn tiêu diệt nhà chúng tôi là hoàn toàn có thể. Nếu không phải xã hội hiện đại, thật sự tôi còn không dám nói ra. Hoa Đông Thành vẫn có vẻ lo lắng, nói. Đừng lo lắng, hiện giờ không giống như trước kia. Ai dám nói đến chuyện giết cả nhà. Việc này vài ngày nữa sẽ có câu trả lời cho ông. Diệp Phàm an ủi. Được. Tôi tin tưởng trợ lý Diệp, việc này chỉ cần lấy lại đế vương giám, các anh nói thế nào thì làm như thế. Hoa Đông Thành tỏ thái độ kiên quyết. 3 giờ chiều, Trương Hùng gọi điện thoại đến nói. Anh Hoa Sơn đã điều tra xong. Thực lực như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Chương 2543, tôi nhất định phải gây sức ép. Nhìn bề ngoài đương nhiên không được như trước kia, hiện tại chỉ có hơn 100 đệ tử, trong đó gần một nửa đều là làm việc vặt. Còn các đệ tử thật sự có lẽ khoảng 30 người. Trong số 30 người này đã số có thân thủ trên dưới nhị đẳng đến tứ đẳng. Tứ đẳng trở lên cũng không nhiều, không vượt quá 15 người. Trưởng môn hiện tại là Tiêu Thiên Đắc, thân thủ cửu đẳng đỉnh giai. Ngoài ra còn có 4 trưởng lão, theo thứ tự là Phi Dương, Khâu Lâm, Cổ Dương, Tiêu Tuế Tùng. Đều có thân thủ thập đẳng. Tuy nhiên, anh Diệp, một môn phái có mấy ngàn năm lịch sử như vậy không thể nhìn như bề ngoài nhìn thấy. Tư liệu của chúng ta đều là từ trước kia. Hơn nữa, bí mật bên trong môn phái chúng ta không thể biết được. Thực lực trên thực tế hẳn là mạnh hơn một chút. Trương Hùng thận trọng nói. Tiêu Sắt Nhất khả năng còn sống đi, theo tuổi thì có lẽ hiện giờ ông ta đã trên 110 tuổi. Diệp Phàm hỏi. Không rõ ràng lắm, trên tư liệu không nói về người này. Nghe nói mấy chục năm rồi không xuất hiện cho nên, cơ sở dữ liệu cũng chúng ta cũng không điều tra được người này. Tuy nhiên, theo tính toán thì có lẽ còn sống. Không có gì xuất hiện bất ngờ thì sống trên 100 tuổi là không thành vấn đề. Trương Hùng nói xong ngẫm nghĩ một lát lại nói. Anh Diệp, không cần nói đến Tiêu Sắt Nhất, ngay cả lực lượng hiện giờ anh cũng phải cẩn thận. Không chờ được, dù sao cũng phải đi thử một chút. Hoa Đông Thành đang vội, nhất định phải lấy lại được đế vương giám, bằng không sẽ không hợp tác. Không có cách nào, ngày mai nhất định phải đi một chuyến. Tuy nhiên, bọn họ hiện giờ đang ở đâu? Có thay đổi không? Diệp Phàm hỏi. Bây giờ là một vùng đất thuộc Hoa Sơn, thật ra chính là một thôn nhỏ. Trương Hùng nói. Anh vừa đi có thể vừa hỏi, tuy rằng thôn này ít người biết đến. Sau khi cúp điện thoại Diệp Phàm và Sa Thiên bàn bạc một chút, cảm thấy rằng việc này vẫn phải rất thận trọng. Cho dù chỉ giải quyết hết các trưởng lão của phái Hoa Sơn cũng phiền phức. Diệp Phàm dẫn đầu cùng với Tuyết Nha, Sa Thiên, Vương Nhân Bàng, Xa Nhất Đao cùng đi. Tuy nhiên, chưa kịp xuất phát thì kế hoạch của Diệp Phàm đã bị phá hủy. Cung Khai Hà gọi điện thoại đến, nói. Diệp Phàm, nghe nói các cậu chuẩn bị đến phái Hoa Sơn có phải không? Trương Hùng nói cho anh à. Diệp Phàm có chút tức giận. Đừng đoán linh tinh, là Vương Nhân Bàng không cẩn thận lỡ miệng nên đồng chí Thành Trạch biết được. Cung Khai Hà nói. Người này thật đúng là miệng đàn bà. Diệp Phàm không kìm nổi cáu lên. Ha ha, các cậu không phải không làm lộ chuyện gì mà chúng tôi không thể biết. Huống chi, mấy người bạn của cậu chúng tôi đều biết rõ, đừng có giấu giếm, yên tâm, tôi sẽ không ngăn họ. Cung Khai Hà cười nói. Tôi sợ lang sói bên trên. Diệp Phàm tức giận nói. Lần này các cậu đi, tôi không có yêu cầu gì khác chỉ hy vọng cậu có thể mấy đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A đi cùng. Cung Khai Hà nói. Quái, thủ trưởng cung, anh quan tâm đến tôi như vậy từ lúc nào vậy? Diệp Phàm châm chọc. Ha ha, tôi vẫn quan tâm đến anh thôi. Cung Khai Hà cười nói. Đừng vòng vo, có gì cứ nói thẳng, tôi biết anh bận rộn, làm lãng phí thời gian thấy xấu hổ. Diệp Phàm nói. Cũng không có việc gì, dù sao phái Hoa Sơn là một phái lớn ngàn năm nay. Tôi hy vọng anh có thể mang Đường Thành, Thái Nguyệt, Cát Thanh và Tân Thu đi cùng để có thêm kiến thức. Hơn nữa, mấy năm nay mấy người này cũng rất sung. Dù chỉ có chút thân thủ nhưng đi ra ngoài đều thể hiện tư thế thiên hạ đệ nhất. Làm cho bọn họ thấy thế nào mới là cao thủ chân chính, đây là cơ hội khó có của họ. Trên đời này tuy nói cao thủ không ít nhưng cơ hội có thể nhìn thấy cũng không nhiều.
Quan sát cao thủ so chiêu đối với bản thân cũng là một cơ hội học tập. Hơn nữa, bọn hắn cũng có thể làm người giúp việc. Huống chi, có đem nhiều người khi cậu hoàn thành công việc cũng có người vỗ tay có phải không? Cung Khai Hà nói. Chúng tôi cũng không thể cho bọn họ nhìn không có phải không? Diệp Phàm nói. Mấy người các cậu đều có trợ cấp của tổ, ngoài ra các cậu cần gì cứ nói với chúng tôi. Ví dụ như thiết bị tin tức, thật ra, tôi vẫn còn có chút lo lắng cho các cậu. Phái Hoa Sơn quá mạnh mẽ, trong các cậu bất cứ ai bị thương tôi cũng đau lòng. Cung Khai Hà nói. Đúng, sợ khi làm nhiệm vụ chúng tôi không thể đi đúng không? Diệp Phàm châm chọc. Đúng thế, tuy nhiên, Tiểu Diệp, cậu cũng đừng cho là tôi ngoài công việc không có gì khác. Trên thực tế mà nói, người đều có tình cảm, các cậu làm gì Cung Khai Hà tôi đều ghi nhớ. Cung Khai Hà giống như rất tốt bụng. Việc Trương Hùng nhậm chức phó bộ anh vẫn chưa nói với cấp trên. Diệp Phàm hừ nói, tất nhiên có thể đòi điều kiện sẽ đòi. Nếu không, muốn đợi đến cơ hội lão cung làm xoa cho hắn cơ hội. Ôi, việc này, nói thì rất phức tạp, chờ cậu về rồi tôi sẽ từ từ nói chuyện với cậu. Cung Khai Hà có chút thẹn thùng nói. Dù sao hiện giờ tôi đang rảnh, anh cứ nói trước cũng không sao. Diệp Phàm ép sát, trong lòng tự nhủ, sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì anh cũng không còn để ý đến một sợi lông của tôi. Có lẽ cậu cũng đoán được một chút, việc này không phải do tôi. Cung Khai Hà nói. Anh đồng ý không phải là có thể quyết định sao? Diệp Phàm vẫn không buông tha, truy tiếp. Cậu thật sự nghĩ rằng quyền lực của tôi lớn đến mức có thể quyết định vị trí thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia sao? Cậu hoàn toàn lầm rồi. Cung Khai Hà nói. Tôi biết anh không quyết định được, nhưng đề cử của anh cấp trên rất quan tâm. Việc này anh cũng không cần phải nói dối tôi hiểu được phân lượng của anh. Diệp Phàm nói, cậu đừng quá đề cao tôi, thật sự không có được phân lượng như cậu nghĩ đâu. Cung Khai Hà giải thích nói, Trương Hùng phải thế nào mới có thể đi lên được? Diệp Phàm hỏi, nói thật với cậu, lần này y không có cơ hội. Mặc dù tôi nói cũng không tốt, cậu cho là Trương Hùng không có trọng lượng trong mắt tôi có phải không? Tôi đều nhìn thấy, có thể nói như vậy, cậu chính là người hiểu rõ về Trương Hùng. Thật ra, việc y làm tôi đều rõ ràng nhưng tôi không nói. Bởi vì, tôi biết được cậu sẽ không sằng bậy. Hơn nữa, nhiều lần ra sức vì đất nước, là việc tư lẫn với việc riêng. Suy nghĩ của cậu không xấu, hơn nữa, cậu cũng không làm gì với chúng tôi đều biết điều đó. Trương Hùng giúp cậu chẳng khác nào đang giúp đất nước, tuy nhiên, chuyện này thật sự không được. Cung Khai Hà nói thật lòng. Một cơ hội nhỏ cũng không có. Diệp Phàm vẫn cố hỏi. Trong lòng cũng hơi buồn, cảm thấy quyền lực quá nhỏ thật đúng là bất lực. Thật sự không có. Cung Khai Hà trả lời. Rốt cuộc là vị tôn thần đó phải tiếp nhận bạn của Đỗ Nguyệt. Con mẹ nó, tôi đánh cho tàn phế xem y đi lên như thế nào. Các anh cho một người tàn phế thăng chức đi. Diệp Phàm lên cơn tức. Xem cậu đó, lại nói ngốc nghếch rồi. Giọng Cung Khai Hà rất nghiêm túc. Quan trọng là nhà họ Đường có phải không? Diệp Phàm lại hỏi. Ông ta đương nhiên là mấu chốt, tuy nhiên, cậu còn có thể nói với hai vị đầu sỏ thì việc này có lẽ còn có hy vọng. Nói thật, tôi khuyên cậu không cần đi giằng co. Cung Khai Hà nói. Khi chưa quyết định tôi vẫn phải đi gây sức ép, việc này nhất định phải gây sức ép. Giọng Diệp Phàm rất kiên quyết. Ôi! Cung Khai Hà thở dài, thật lâu sau mới lên tiếng. Tùy cậu, tuy nhiên, phải chú ý một chút, ngàn vạn lần đức cáu giận. Nói vậy thôi. Cậu suy nghĩ kỹ rồi làm, thận trọng, thận trọng, thật thận trọng. Cung Khai Hà nói lên ba chữ thận trọng, có thể thấy được việc này khó khăn. Hoa Sơn là một dãy núi nổi tiếng của Trung Quốc, độ cao 2.154,9m so với mặt nước biển. Phía bắc là thung lũng của sông Hoàng Hà, phía nam là Tần Lĩnh, cách dãy núi Tần Lĩnh một dãy núi đá Hoa Cương. Cùng với sự thay đổi của thiên nhiên, Hoa Sơn cũng bị thiên nhiên biến hóa thành các hang động, dãy núi rất sinh động. Là danh thắng cấp quốc gia, khu du lịch cấp 5 của nhà nước. Vách đá xoay chuyển trời đất, cũng thường thôi. Xa xa trông thấy dãy núi đá lưng chừng của dãy Hoa Sơn, Vương Nhân Bàng khinh thường nói. Đó là do tầm mắt anh hạn hẹp, phái Hoa Sơn là môn phái hàng nghìn năm nay, nổi tiếng khắp nơi xưa nay. Mà võ công của phái Hoa Sơn nổi tiếng nhất là kiếm thuật, trải qua mấy trăm năm phát triển đã hình thành một hệ thống kiếm thuật hoàn hảo. Sau đó qua nhiều thế hệ của phái Hoa Sơn rèn luyện, kiếm thuật của phái Hoa Sơn lại càng phát ra nhiều tinh tú,
danh tiếng nổi tiếng khắp giang hồ. Bởi vậy, phái Hoa Sơn được gọi là kiếm phái. Đến lúc đó, cậu bị người ta giết không lưu lại một mảnh giáp nào là được. Thiên Thông châm chọc Vương Nhân Bàng. Ha ha, tôi bị người ta làm thành như vậy, còn anh, Thiên Thông, bị các trưởng lão của người ta đánh cho thành đầu heo đến nỗi về nhà bà xã cũng không nhận ra rồi. Vương Nhân Bàng cười gượng đáp. Ha ha, đến bây giờ còn chưa có bà xã. Anh xem, chúng ta có mấy người có bà xã. Cho nên, việc này không phù hợp với anh rồi. Thiên Thông cười đắc chí. Nếu không, Thiên Thông hai ngày nữa tôi giới thiệu cho anh một cô vợ. Bằng không, cả ngày độc thân cơm nóng cũng không được ăn thật đáng thương. Diệp Phàm nhìn Thiên Thông một cái, y sợ đến mức liều mình khoát tay nói. Chớ làm loạn, tôi còn chơi chưa chán. Ha ha ha. Tất cả mọi người cười ồ lên. Nghe nói đoạt mệnh liên hoàn tam kiếm tiên của phái Hoa Sơn rất lợi hại. Vương Nhân Bàng nói sang chuyện khác. Hiện tại chú ý chính là vô chiêu thắng hữu chiêu. Chiêu thuật trước mặt thực lực cũng không là gì. Thiên Thông hừ nói, sau khi đột phá thập đẳng vị hậu tinh thần phấn chấn lên rất nhiều. Sai rồi Thiên Thông. Diệp Phàm cười nói. Sao tôi lại sai? Diệp Phàm, cậu chỉ giáo một phen xem. Thiên Thông không phục quay sang nhìn Diệp Phàm một cái. Ví dụ cao thủ trong nhà có thể bước ra nội khí cách xa 10 mét, nhưng chiêu thức không dập khuôn như vậy. Anh muốn tấn công không thể không dùng đến chiêu thức. Nội khí là phần cứng, chiêu thức là phần mềm, hai người tướng không thể thiếu một người. Đương nhiên, nếu hai bên thực lực kém nhau xa thì chiêu thức không là gì cả. Ví dụ như thập đẳng đối với ngũ lục đẳng chiêu thức là vô dụng. Chiêu thức của cậu tinh xảo đến thế nào người ta vẫy tay một cái có thể giải quyết được cậu. Nhưng, đối với thực lực không kém nhiều như vậy ví dụ như đều là thập đẳng vị, chiêu thức lợi hại sẽ thể hiện ra rồi. Diệp Phàm cười nói. Chương 2544, Đại trưởng lão. Cũng có lý. Thiên Thông gật đầu cười. Lý cái con khỉ, người có thực lực thì nói chuyện có lý, tôi thực lực kém hơn anh Diệp không có đạo lý sao. Trên đời này nói rất hay. Chân lý luôn nằm trong này rất ít người. Vương Nhân Bàng tức giận hừ nói. Ai bảo anh kém? Thiên Thông đắc ý nhìn Vương Nhân Bàng một cái y không khỏi có chút buồn bực. Xe chạy dọc theo quốc lộ, không lâu đã đến cuối đường. Làm gì được, chỗ này cách Phách đã xoay chuyển trời đất ít nhất còn 3-4 dặm đường nữa, làm sao không chạy thẳng đến thôn được? Thiên Thông cào nhau. Có chút lạ. Sa Thiên cũng gật đầu. Có lẽ là muốn giữ bí mật. Dù sao cũng là phái Hoa Sơn, phải duy trì thần bí có phải không? Diệp Phàm nói, mấy người xuống xe đi theo đường đá. Hai bên đường rất nhiều cây tùng, hít thở không khí trong lành rất thoải mái. Đến gần mới thấy thôn này thật sự là không nhỏ, hơn nữa, làm người ta thấy lạ là trong thôn không có tòa nhà nào kiểu dáng hiện đại. Toàn là nhà làm bằng tường đất cột gỗ, nhìn qua giống như một thôn nghèo khó bị xã hội lãng quên. Tuy nhiên, rất sạch sẽ. Không giống các khu nông thôn khác, phân dê phân gà đầy đường. Thôn rộng khoảng 200 mét vuông, đường đi đều rải đá bóng loáng. Xem ra đã rất nhiều năm tuổi. Đầu thôn cũng không có đệ tử của môn phái trông cử, không hề có bóng người nào. Mấy đứa trẻ con đang chơi trò lướt đá trên hồ nước rất vui vẻ. Một ông già mặc một áo choàng xanh, chân đi giày vải đang ngồi trên một phiến đá ven đường hút thuốc bằng tẩu, nhả khói mờ ảo. Ông lão nhìn mấy người Diệp Phàm một cái. Quay mặt đi nhìn đám trẻ con chơi đùa. Ông lão, xin chào. Thiên Thông chạy đến hai tay ôm quyền làm lễ như gặp nhân sĩ võ lâm. Tuy nhiên, Thiên Thông ôm quyền trông không ra gì cả, nhìn rất khôi hài. Cậu thanh niên, xem phim nhiều có phải không? Ông lão nhìn Thiên Thông một cái, thản nhiên nói. Phim tôi rất ít xem. Thiên Thông lắc đầu. Rất ít xem, vậy cậu ôm quyền làm gì? Ông già hỏi. Nghe nói thôn này lúc trước là nơi dừng chân của phái Hoa Sơn. Thiên Thông hỏi. Phái Hoa Sơn, đó là do trong phim ảnh người ta nói lung tung. Trên đời này làm gì có phái Hoa Sơn nào, cậu thanh niên, tôi thấy cậu thật sự là nhiễm phim ảnh rồi. Ông già thản nhiên cười to. Tuy nhiên, đôi mắt ưng của Diệp Phàm cũng không ngồi không, phát hiện khi nói đến phái Hoa Sơn trong ánh mắt của lão già này có một ánh sáng lên rất mờ. Tiền bối, chúng tôi muốn gặp trưởng môn Tiêu Thiên Đắc. Diệp Phàm thẳng thắn nói ra nhân vật quan trọng. Tiêu Thiên Đắc, thôn chúng tôi không có người này. Tuy tôi già rồi hiểu biết không thể nào minh mẫn, nhưng thôn chúng tôi lớn như vậy, mọi người tôi đều biết hết. Lão già này hút một ngụm thuốc nhả khói. Ha ha,
chúng tôi đến đây là vì đế vương giám của nhà họ Hoa ở Phong Châu. Diệp Phàm nói thẳng việc chính, quả nhiên, lão già này hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Diệp Phàm hừ nói. Xem ra, các cậu đến đây là có chuẩn bị. Có thể nói như thế. Diệp Phàm cũng thản nhiên gật đầu, nhìn ông già một cái, hừ nói. Tiêu Sắt Nhất đem đế vương giám đi, nói là bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể đến lấy. Hôm nay chúng tôi đến rồi, chẳng lẽ trưởng môn Tiêu đã bỏ đế vương giám đi nên không dám mặt. Cậu thanh niên, đừng kích người khác, chiêu này của cậu vô dụng thôi. Ông già lắc đầu lại nhìn mấy người một cái, nói. Chỉ với mấy người các cậu cũng muốn lấy lại đế vương giám, buồn cười. Có thể cười hay không không phải khua môi múa mép một hồi có thể làm được, ông lão, chúng ta chơi tay đôi. Tô Trang Thành hứng thú, giơ tay lên cao hơn 10 thước chộp tới ông già. Ông già này vừa thấy, quả nhiên có chút giật mình, tên mặt béo này không ngờ có thể chột từ không trung. Vừa thấy vẻ mạnh mẽ này, lão già cũng không dám chậm trễ. Thuốc lá rời tẩu bay ra ngoài, một tiếng động ba vang lên trong không trung. Thiên Thông lui về phía sau một bước. Tuy lão già này vẫn ngồi trên tảng đá chỉ hơi quơ quơ tay. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện một đầu của tảng đá lớn đã bị lực cản của Thiên Thông làm nứt rồi. Hơn nữa, tảng đá rơi vào trong đất sâu chừng nửa mét. Được, có hai tay, lại đến. Thiên Thông ra vẻ như trẻ con bay cao lên không trung chừng 3 mét. Trên không trung dùng chiêu che thiên giải đá ép xuống đất. Khí sóng mạnh mẽ làm cho mấy người bạn đứng xa hơn 10 mét đều cảm nhận được, bọn trẻ con sợ tới mức lập tức chạy trốn ra xa nhìn. Nước trong hồ không ngờ không gió mà dậy sóng, gió lạnh khắp không trung. Trở về, ông lão không dám chậm trễ, nhíu mày, cả người bắn lên, hai tay giơ lên, một chiêu thạch phá thiên kinh sợ hướng về phía Thiên Thông đánh tới. Một luồng cuồng phong hình thành từ trường lực của ông lão trên không trung, cuốn theo một số cây cối ven đường lên trời. Những cây cỏ này hình thành một vòng tròn như quả bóng chuyền xoay tròn trong tay ông lão từ không trung đánh về phía Thiên Thông. Xì xì. Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, quả bóng bằng cây cỏ đụng vào trường lực mạnh mẽ của Thiên Thông. Trường lực của hai người gặp nhau trên không trung, quả bóng bằng cây cỏ khẽ động, trong chốc lát hướng về phía ông lão, sau đó lại bị ông lão ép trở về. Kỳ lạ chính là quả bóng bằng cây cỏ không hề bị tan ra, giống như đã bị đông cứng như kim cương. Ôi! Mặt Thiên Thông có chút đỏ, có lẽ y cảm thấy có chút mất thể diện, hét lên một tiếng, mồ hôi cũng rơi trên trán của ông lão. Quả bóng bằng cây cỏ nổ tung giống như quả bom, lập tức những cây lớn hơn đầu ngón tay bị gãy nhỏ, giống như những mũi tên phi ra ngoài. Có mấy chục đoạn cây cỏ đang hướng về phía đám trẻ con. Diệp Phàm cũng không ra tay cứu giúp, bởi vì Diệp Phàm đã biết sẽ có người đến. Quả nhiên, bên cạnh đám trẻ đột nhiên truyền đến một lực mạnh mẽ. Mấy chục cành cây cỏ lập tức lao về một phía. Xoay tròn trên không trung, hình thành một dây thừng dài kỳ lạ. Dây thừng nhỏ này dường như lập tức biến thành dây xích sắt bay lên trời vẽ một đường giống như một roi cỏ. Rồi bị ông lão đỡ đòn hành hạ Thiên Thông. Diệp Phàm liếc Sa Thiên một cái, Sa Thiên vừa thấy lập tức giơ tay hướng lên không trung. Dây thừng cây cỏ đang hướng về phía Thiên Thông có một lực mạnh mẽ truyền đến. Lập tức dây thừng cây cỏ quay đầu oai phong hướng về phía Sa Thiên. Nhìn ra giống như đầu rắn run rẩy trên không trung, phát ra một âm thanh rạp rạp chói tai, giống như một vật sống vậy. Tuy nhiên, Sa Thiên cũng đã chuẩn bị trước, trường lực đột nhiên chấn động, dây thừng cây cỏ sượt qua tai hướng xuống hồ nước. Thình thịch, một tiếng động thật lớn vang lên, Thiên Thông cứng rắn đấu với ông già một trường, hai bên lui về phía sau phải hơn 10 mét. Thiên Thông còn quay vòng trên không trung mấy vòng rơi xuống đất khó khăn lắm mới dừng lại. Mà lão già cũng quay mấy vòng lui về sau hơn 10 mét mới dừng lại. Lúc này, mắt ông lão chợt lóe chút kinh hãi rồi dừng lại. Có lẽ không thể tưởng tượng được người thanh niên ạt béo này có thực lực ngang hàng mình. Mà lúc này hồ nước đã bị dây thừng cây cỏ lao xuống tạo thành một cột nước chừng 7-8 mét. Bàng hoa Phật liễu, từ xa một âm thanh 10 phần khí truyền đến. Giọng nói vang lên, dây thừng cây cỏ đứng lên từ trong nước, không ngờ lập tức cuốn nước dưới hồ lên, bên ngoài là nước, bên trong là dây thừng cây cỏ. Nước kia giống như băng, hướng Sa Thiên lao đến. Phá! Sa Thiên cũng giống lên một tiếng. Tiếng Sa Thiên vọng vào không trung. Hai đấm đột nhiên hướng về phía dây thừng cây cỏ. Thình thịch, thình thịch. Một chuỗi âm thanh giống như tiếng sấm truyền đến, không hiểu được còn tưởng là lo lắng. Dây thừng cây cỏ cuối cùng cùng bị hơn 10 quyền của Sa Thiên giải tán,
đã biến thành những mảnh cây nhỏ, đoạn cắt nhỏ chỉ hơn 1 cm, lập tức bay đầy trên không trung. Rào rào toàn bộ chui hết xuống hồ nước, không lâu, trong hồ nước lập tức trồi lên hơn 10 đầu cá lớn. Mà cả ao cũng nhuộm thành màu đỏ. Đương nhiên tất cả đều là cá rồi, mùi cá tanh cùng mùi cá bay đến. Hồ nước này lập tức thành lò sát sinh. Lần lượt cá chết được nổi lên, không lâu trên mặt hồ nước đầy cá chết, trắng đỏ lẫn lộn, cảnh tượng làm người ta sợ hãi. Lúc này bên cạnh lũ trẻ một ông lão tóc dài xõa vai đi ra, nhìn rất dũng mãnh. Dâu ria xồm xoàm không nói, ngoài ra vẻ ngoài tương đối dọa người. So với Lỗ Chí Thâm còn hơn nhiều. Đại ca đã đến. Lúc này ông lão lúc trước ân cần hỏi thăm. Những thanh niên này ở đâu đến, thân thủ không ngờ giỏi thế. Vị đại ca kia không để ý đến Diệp Phàm, trực tiếp hỏi ông lão ngồi trên tảng đá ban nãy. Bọn họ đến vì đế vương giám của nhà họ Hoa ở Phong Châu. Ông lão nhìn mấy người Diệp Phàm một cái hừ nói. Vậy thì phải hỏi tôi có đồng ý hay không? Đại ca xoay đầu lạnh lùng nhìn mấy người Diệp Phàm một cái. Ông nói thật ngông cuồng, không biết ông là gì trong phái Hoa Sơn. Diệp Phàm vốn định tôn trọng một chút, nhưng nghe người này kiêu ngạo như thế đương nhiên cũng không khách khí. Phi Dương. Phi Dương vung tay, tóc lập tức bay lên, trông rất kiêu ngạo ngông cuồng tự đại. Chưa nghe nói qua. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng, xoay người hỏi Vương Nhân Bàng. Người anh em có nghe nói qua về người này không? Thế giới lớn như vậy, tên của một con chó con mèo cũng bảo tôi biết thì không phải là mệt chết sao? Vương Nhân Bàng nghiêm túc nói. Thằng nhóc cậu nói cái gì? Phi Dương giận dữ trưởng bổ về phía Vương Nhân Bàng. Tức giận gì thế ông lão? Không thể tưởng tượng được Tuyết Nha vươn tay qua chụp. Ba một tiếng, Tuyết Nha lui ba bước lớn, mà Phi Dương chỉ lui một bước. Bản lĩnh của hai bên phân biệt rõ ràng. Trong lòng Diệp Phàm thầm giật mình, không thể tưởng tượng được tứ đại trưởng lão phái Hoa Sơn bản lĩnh chắc chắn sâu hơn mình. Có lẽ là thập đẳng vị người thứ ba trình tự hoặc đại viên mãn cường nhân. Một phái lớn hàng nghìn năm qua quả nhiên có nền móng. Ông lão, ăn một chuông của tôi. Tuyết Nha cũng tức giận, đưa tay ra vùng chấn động hồn linh lên. Chương 2545, Khôi Hài. Tuy nhiên, không thể tưởng được lão già mặc áo vải xanh vừa rồi xua tay ngăn lại nói. Từ từ đã, muốn đấu thì vào trong đi, ngoài thôn này cũng không hay. Lão nhị, ý của anh là gì? Phi Dương có chút không hiểu. Đại ca, muốn đấu đương nhiên phải tìm nơi tốt có phải không? Đầm Khốn Long của thôn chúng ta chính là nơi rất tốt để so đấu. Tin rằng chủ môn Tiêu đã đến đó, nếu bọn nhóc này kiêu ngạo, ngông cuồng, hiếu thắng muốn ngẩng đầu vì nhà họ Hoa, chúng ta sẽ để lũ nhóc không biết trời cao đất rộng gì hiểu được phái Hoa Sơn vẫn là phái Hoa Sơn. Không phải nơi cho lũ trẻ kiêu ngạo, ngông cuồng. Lão nhị Khâu Lâm nháy mắt nói. Diệp Phàm nghĩ ra điều gì đó. Có lẽ lão đại cái Phi Dương tính tình vẫn khá ngay thẳng. Còn vị lão nhị Khâu Lâm này là người khôi hài giả dối, lòng dạ sâu hơn rồi. Tốt, nghe lão nhị vậy. Cái Phi Dương nhướng mày, quay sang nhìn mấy người Diệp Phàm nói. Thế nào những cậu nhóc ngu ngốc, có dám đến đầm Khốn Long phía sau thôn thử xem không? Không được thì giờ chỉ cần mỗi người để lại một tay là có thể cút xéo, về sau nhìn thấy đệ tử của Hoa Sơn kêu một tiếng sư phụ là được. Nếu không thì tùy tôi. Có chiêu gì cứ việc đưa ra, tuy nhiên, kéo bè kéo lẽ đánh nhau không tốt, chúng tôi rõ ràng nhiều người hơn các ông. Thiên Thông hét lên. Yên tâm, cái Phi Dương tôi không có tật xấu đó. Phi Dương không đợi Khâu Lâm lên tiếng nói. Khâu Lâm không khỏi nhíu mày, vừa định lên tiếng Diệp Phàm cũng cướp lời nói. Ở bên trong, tuy nhiên, không biết trong phái Hoa Sơn lời của ông có dùng được không? Lời của tôi không dùng được thì ai dùng được, bảo bọn chúng ra quản đi. Phi Dương quả nhiên trúng kế, không hề nghĩ ngợi nói ngay. Hơn nữa, lão già này tức giận đến mức nội khí trong lúc vô ý bốc lên cả đầu, tóc có vẻ như bay lên, trông giống con nhím. Mấy người Diệp Phàm thấy buồn cười nhưng cảm thấy không lễ phép nên đều im lặng. Mọi người đi theo Phi Dương ra phía sau thôn. Mấy người Diệp Phàm phát hiện thôn này khá lớn. Hơn nữa, tuy nhà ở là đều là nhà gỗ tường đất nhưng mỗi tòa nhà đều có phòng riêng, trước nhà còn có cái sân khá lớn. Gần như mọi nhà đều có vại đựng nước bằng đá từ xưa. Có lẽ là bình thường dùng để luyện công. Thậm chí, dưới bóng cây to trong nhà còn có mai hoa thung. Xem ra thôn này quả là đặc sắc, cả thôn đều tập thể hình. Trên vách núi có địa thế khá bằng phẳng. Hơn nữa, trong thôn trồng rất nhiều cây tùng.
có lẽ đều có tuổi thọ trên trăm năm. Đi thẳng ba dặm đến một nơi nghe có tiếng nước chảy ầm ầm. Hẳn là có một thác nước, bởi vì gần đây mưa không nhiều, cho nên, thác nước nhìn từ xa cũng không rộng. Một dòng nước phun xuống dưới chân núi. Đến gần mới phát hiện thác nước này rộng chừng 30 mét, dòng nước cũng không phải rất mạnh. Dưới thác nước có một đầm nước, có lẽ là đã được con người sửa chữa. Rộng chừng 3 dặm, dài mảnh, căn bản cũng không thể gọi là đầm, chỉ có thể gọi là hồ nhỏ. Đây có lẽ chính là đầm Khốn Long. Nếu gọi là đầm Khốn Long, thì chắc chắn đầm này có gì đặc biệt. Diệp Phàm dùng đôi mắt chim ưng cẩn thận quét qua một vòng phát hiện nhìn ngoài cũng không phát hiện được gì đặc biệt. Tuy trời khá lạnh nhưng mặt đầm cũng không đóng băng, có lẽ là do thác nước thường xuyên đổ xuống. Diệp Phàm đã đi qua cả Hàn Lâm Tự, đương nhiên cũng không quan tâm đến đầm Khốn Long này rồi. Lúc này, mới có thời gian quan sát xung quanh mình. Phát hiện trên một tảng đá lớn bên bờ đầm đang đứng mấy chục người. Mặc cũng rất đặc biệt, người trẻ tuổi mặc áo choàng màu xanh, người lớn tuổi mặc áo màu tím. Đứng giữ là một người trung niên, mặt dài gầy, cằm có mấy cọng râu, ánh mắt đặc biệt sắc bén. Khi nhìn qua Diệp Phàm người này chỉ quét mắt qua không hề dừng lại, không hề lên tiếng, chỉ dừng lại ở xa nhất đao. Có lẽ người này cảm thấy y mới là thủ lĩnh của đám người này. Dù sao Diệp Phàm quá trẻ. Diệp Phàm đã đoán trước được, người này chắc chắn là đại trưởng môn của phái Hoa Sơn Tiêu Thiên Đắc. Theo truyền thuyết người này chính là con út của Tiêu Sắc Nhất, có lẽ chưa đến 50 tuổi. Chính là các cậu muốn lấy lại đế vương giám sao? Người đàn ông trung niên dùng 10 phần khí hướng về phía Xa Nhất Đao hỏi. Tuy nhiên, Xa Nhất Đao không lên tiếng, Diệp Phàm gật gật đầu nói. Nói vậy ông chính là môn chủ Tiêu Thiên Đắc. Chính là tôi, tuy nhiên, bảo người đứng đầu của các cậu nói chuyện. Tôi không thích nói chuyện với con nít miệng còn hôi sữa ăn nói lung tung. Tiêu Thiên Đắc cảm thấy bất ngờ, không thể tưởng tượng được người thanh niên nhìn qua còn rất trẻ này mới là người đứng đầu đám người này. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Đắc cho rằng đây chỉ là người nói giúp. Trong thời gian ngắn, Tiêu Thiên Đắc có chút tức giận cho là mình bị khinh thường. Người đứng đầu không lên tiếng lại sai một người thanh niên lên tiếng là đạo lý gì? Hắn là người cầm đầu của chúng tôi, lời của hắn đại diện cho ý của chúng tôi. Lúc này Xa Nhất Đao thản nhiên nhìn Tiêu Thiên Đắc một cái hử nói. Cậu tên gì, từ đâu đến, tại sao phải thay nhà họ Hoa can thiệp vào? Cậu thanh niên, thế giới này rất lớn, cũng không phải cậu muốn tham gia vào là có thể. Tiêu Thiên Đắc có chút khinh thường nói chuyện với Diệp Phàm. Tôi là Diệp Phàm, đến từ Tấn Lĩnh. Chuyện của nhà họ Hoa là chuyện giữa chúng tôi và nhà họ Hoa, việc này không cần ông tham gia. Chúng tôi chỉ cần lấy lại được đế vương giám là được. Chúng tôi không có can đảm đã không đến chỗ này của các ông. Nếu đến đây, các ông nói vậy cũng không thể dễ dàng đưa đế vương giám cho chúng tôi. Vậy thì kéo đến là được. Diệp Phàm cũng tiến tới, dù sao đến là phải đấu, khách khí cũng không được, ngược lại làm cho đối phương coi thường. Cậu mà đòi lấy lại đế vương giám, ha ha. Lúc này một lão già mũi đỏ đứng bên cạnh Tiêu Thiên Đắc cảm thấy hết sức buồn cười, cười phá lên. Lúc này những đệ tử của phái Hoa Sơn cũng cười vang theo, một người trẻ tuổi mặt tròn lớn tiếng nói. Sư phụ, hiện giờ thật sự là không giống với ngày xưa rồi. Xem ra, phái Hoa Sơn chúng ta đã lâu không đi ra ngoài, đến tôm tép nhãi nhép cũng dám đến sai bảo rồi, buồn cười chết mất, buồn cười chết mất. Cổ Phong. Thế giới này rất lớn, nhưng thế giới lớn hơn nữa vẫn có thể có phái Hoa Sơn chúng ta đấy, không phải con chó con mèo cũng có thể đến đây. Một ông lão miệng rộng lên tiếng châm chọc. Ha ha, thế giới rất lớn, nhưng cũng không phải phái Hoa Sơn các ông chiếm hết toàn bộ. Nếu không cũng không cần núp ở nơi cứt chim cũng không thải tự cuông vọng mình. Vương Nhân Bàng tôi hôm nay thật đúng là được mở mang tầm mắt, thấy được hạng người vô tri núp trong núi lớn. Nghĩ rằng duỗi chân đá mấy cái có thể vô địch thiên hạ. Ngu ngốc, thật sự là ngu ngốc. Vương Nhân Bàng rung đùi đắc ý, kích bác. Thằng nhóc, câm miệng. Người thanh niên trẻ tuổi có lẽ bình thường ỷ vào sư phụ kiêu ngạo đã quen, tức giận đến mức lập tức bật cao đến 3 thước từ tảng đá, trên không trung mở rộng 2 chân xếp đắt kim nhạn ngang trời đá xuống đầu Vương Nhân Bàng. Tư thế tương đối dọa người. Hơn nữa, người này từ trên đá xuống dưới, cuốn theo gió thổi tương đối sắc bén, tốc độ lớn. Cậu tính là cái đết gì? Vương Nhân Bàng không hề nghĩ ngợi, đột nhiên nhún người xuống, nhoáng một cái đã đến dưới người thanh niên trẻ tuổi, chân mạnh mẽ hướng lên trên một chút, một quyền đâm về phía dưới háng người trẻ tuổi, muốn như khỉ hái đào. Cổ Phong cẩn thận phía dưới.
Lão già mũi đỏ lên tiếng nhắc. Yên tâm, sư phụ kỹ năng vô dụng. Cổ Phong vẫn đá đi xuống miệng đáp. Bụp một tiếng động mạnh vang lên. Khi mọi người bình tĩnh lại thấy Cổ Phong đã bị một quyền của Vương Nhân Bàng đập vào mông. Dưới tác dụng của lực quán tính cả người lao về phía tảng đá dưới nước ban nãy. Cả người nước bắn tung tèo không nói, bộ dạng khá khổ sở. Nhìn sang cạnh quần của y không ngờ bị Vương Nhân Bàng làm trò đùa kéo xuống. Lúc này lập tức là đứng cởi chuồng trên tảng đá dưới đầm nước. Lập tức mông nhuộm một mảng máu tươi, đầm nước cũng có chút máu đỏ. Trên tảng đá các đệ tử Hoa Sơn lập tức lộ vẻ khiếp sợ. Một đám có lẽ muốn cười mà không dám cười, bởi vì bộ dạng của Cổ Phong rất thảm. Y nửa ngồi trong nước hai tay che dưới háng cũng không dám lên bờ, bởi vì quần lót cũng bị Vương Nhân Bàng kéo đi rồi, bây giờ đang biểu diễn múa khỏa thân. Trên tảng đá lúc này còn có 10 người đệ tử nữ. Ha ha, một đệ tử nữ cuối cùng không nhịn được, phá lên cười, lập tức tiếng cười vang lên. Cười gì, chưa thấy qua có phải không? Sư phó của Cổ Phong trừng mắt nhìn đám con gái một cái, hai tay vừa động áo choàng màu tím trên người bay về phía Cổ Phong, y không ngừng tung lên mặc vào đôi mắt giống đôi mắt độc trừng trừng nhìn Vương Nhân Bàng. Hừ, lão già mũi đỏ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, xuất trưởng giơ ra một chảo hướng về phía Vương Nhân Bàng. Muốn tấn công trộm. Thiên Thông vừa thấy vội vàng vung trưởng lên trên nghênh đón. Mà Sa Thiên đã nhấc Vương Nhân Bàng đến bên cạnh Diệp Phàm. Băng! Tiếng động giống như hai vật cứng chạm nhau truyền đến, Thiên Thông mặt hơi ửng đỏ, có lẽ đã bị thiệt thòi rồi. Mà lão già mũi đỏ kia người chỉ hơi động một chút, Thiên Thông cũng lùi đi hai bước, đương nhiên là chiếm hết lợi thế rồi. Cậu thanh niên, nếu dám đến vì nhà họ Hoa, vậy thì xuất trưởng đi. Lúc này Tiêu Thiên Đắc nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, người ta căn bản không coi Diệp Phàm ra gì. Theo ý của chủ môn Tiêu vậy. Diệp Phàm cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Thấy cậu còn đưa đến 4 người trẻ tuổi, vậy thì thật tốt rồi, phái chúng tôi cũng cử ra 4 đệ tử tuổi như nhau để thức với các cậu, coi như một trận thắng của các thanh thiếu niên này. Đây là ván thứ nhất, ván thứ hai do người thắng ra điều kiện thì thế nào? Tiêu Thiên Đắc nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Phái Hoa Sơn chúng tôi từ xưa đến nay đều là đại diện cho chính phái, cậu thanh niên, cậu không cần lo lắng, chúng tôi chắc chắn sẽ không chơi chiến thuật xa luân. Được. Diệp Phàm gật gật đầu, gọi 4 người Lưu Cường, Đường Thành, Thái Nguyệt và Cát Thanh đến dặn dò một hồi. Chương 2546, trận chiến kỳ lạ thứ nhất. Bên kia Tiêu Thiên Đắc và mấy trưởng lão trụng đầu một lát, sau đó không lâu liền chọn ra 4 đệ tử. Buồn cười là trong đó có một đệ tử là nữ. Đúng là người vừa rồi bật cười chuyện Cổ Phong đầu tiên, còn có Trần Hồng, Lan Nhất Phi, Trịnh Tài thắng tổng cộng 4 người, có lẽ 4 người này cũng là những người trẻ tuổi lợi hại nhất trong phái Hoa Sơn lúc này. Hai bên tổng cộng 8 người chia nhau đứng bên bờ đầm Khốn Long. Đến đây đi, hôm nay Cổ Phong tôi cùng 3 vị sư đệ, sư muội cho các cậu thấy thế nào gọi là phái Hoa Sơn, cái gì gọi là người trẻ tuổi tuấn tú tài giỏi dẫn dắt người khác. Đến đây đi, Cổ Phong vết sẹo cũ đã quên đau. Không ngờ lại tiếp tục khoa trương. Tất nhiên, y cho rằng 4 người này không ai có năng lực gì. Thật ra, đối với ván đấu này, trong lòng Diệp Phàm cũng thiếu tự tin, ngoại trừ Lưu Cường là ngũ đẳng đỉnh giai ra thì những người khác đều không đến ngũ đẳng. Phái Hoa Sơn chọn ra 4 người chắc chắn phải tứ đẳng trở lên. Như Cổ Phong dù bị Vương Nhân Bàng đánh rất thảm đó là thực lực của hai bên cách xa nhau nhiều. Vương Nhân Bàng là cửu đẳng vị. Cổ Phong mới là ngũ đẳng trình tự người thứ hai đương nhiên không phải là đối thủ của Vương Nhân Bàng. Lên! Cổ Phong ra lệnh một tiếng, 4 người vung quyền hướng về phía 4 người Lưu Cường. Không lâu đá vụn ven bờ bay lên loạn xạ rơi xuống đầm nước, bọt nước bắn tung tóe khắp 4 phía không ngừng. Người Lưu Cường tìm chính là Cổ Phong, Diệp Phàm có dặn cho nên, ngay từ đầu Lưu Cường đã ra tay rất nặng. Một cước thỏ ngọc túi nguyệt ở giữa đùi của Cổ Phong. A! À. Cổ Phong không nhịn được, kêu thảm thiết một tiếng cả người ngã bay vào trong đầm nước. Giống như một quả đạn pháo thêm vào, lập tức bọt nước văng khắp nơi. Lưu Cường lại không chút khách khi một cước xông tới dẫm lên Cổ Phong đang ngã dưới nước. Tuy nhiên, không đạt được mục đích, bởi vì, Trần Hồng từ bên cạnh đá bay một cước qua, Lưu Cường đành phải xoay người lại. Tuy nhiên, Trần Hồng cũng vô cùng giảo hoạt, thậm chí ngay cả chân cũng không thu lại, hai chân đều hướng về phía Lưu Cường. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Lưu Cường bị Trần Hồng đá lui về phía sau 3 bước. Còn Trần Hồng thì rơi xuống trước mặt Đường Thành theo thế tấn công.
Thật ra Trần Hồng mới là người có bản lĩnh cao nhất trong bốn người. Có thân thủ ngũ đẳng tầng thứ ba, gần giống với Lưu Cường. Bởi vì thế của sư phó của Cổ Phong khá mạnh trong phái, mà Cổ Phong lại nhập môn trước, cho nên, ngược lại thành đại sư huynh. Đường Thành đang cùng Thái Nguyệt tấn công Lan Nhất Phi cùng Trịnh Tài Thắng, không ngờ Trần Hồng đột nhiên đi vào, vội vàng nghiêng người muốn tránh. Tuy nhiên, tốc độ của Trần Hồng quá nhanh, làm một quyền thực, cả người Đường Thành ngã lăn quay xuống đầm nước. Trần Hồng đang muốn thêm một cước, tuy nhiên, Lưu Cường mặt đỏ lên đá trên không trung một cước xuống. Trần Hồng đành phải bỏ Đường Thành để đỡ chiêu của Lưu Cường. Lúc này Trần Hồng tính sai, dù sao bản lĩnh của Lưu Cường cao hơn so với cô một ít. Hai bên cứng rắn đến mức Trần Hồng không chịu được kêu hét lên một tiếng, cả đùi sưng phồng lên. Mà Cổ Phong lại đánh đến Lưu Cường từ phía sau, tám người nhất thời hỗn chiến với nhau. Lưu Cường tuy nói là người mạnh nhất trong tám người, nhưng người ta có thêm hai ngũ đẳng, mấy người Đường Thành rõ ràng chưa đủ rồi. Hai bên đấu khoảng nửa giờ sau tình hình chiến đấu đã đến giai đoạn kết thúc. Kết quả cuối cùng cũng là mở rộng tầm mắt, tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Tám người cuối cùng không một ai có thể đứng dậy, tất cả đều nằm dưới đầm nước giãy giụa, không một ai có thể đứng lên. Tuy nói Lưu Cường giãy giụa, cặp mắt phồng như cá chép, tuy nhiên, cuối cùng cũng chỉ là hơi nghiêng một nửa người, cả người mềm nhũn không thể nào đứng lên. Kết thúc, Tiêu Thiên Đắc vẻ mặt trầm ngâm kêu lên, Diệp Phàm cũng gật gật đầu, thật ra, có thể kết thúc như vậy Diệp Phàm đã có thể mỉm cười. Còn Tiêu Thiên Đắc dường như không hài lòng, lạnh lùng mắng. Tên ngốc vô dụng này, cút ngay đi thay quần áo cho tôi. Các đệ tử Hoa Sơn vội vàng chạy đến đỡ bốn người dậy lên mảnh rừng phía sau thay quần áo. Bên này Vương Nhân Bàng và Thiên Thông cũng nhanh đưa mấy người lên rừng cây thay đồ. Mấy phút sau tất cả đều đi ra, tám người này đều đỡ nhau đi ra. Vừa nãy rất mệt, trên thực tế, tất cả đều cố gắng. Rất xin lỗi, tôi. Lưu Cường cúi đầu, đỏ bừng mặt đi đến trước mặt Diệp Phàm. Không việc gì, cậu làm không tệ, nghỉ ngơi tốt đi, xem các cao thủ thi đấu thế nào. Diệp Phàm khoát tay, dặn dò bốn người ngồi nghỉ ngơi trên tảng đá bên đầm. Môn chủ Tiêu, ván thứ hai sẽ thế nào? Diệp Phàm hỏi. Chúng ta đoán, người thắng sẽ được quyết. Tiêu Thiên Đắc nói không lâu cầm lấy hai quân cờ trắng đen đi ra, kết quả Diệp Phàm cũng có chút buồn bực, bởi vì Tiêu Thiên Đắc đã đoán đúng. Bên tôi ra ba người, các cậu còn dư sáu người. Ngoại trừ ông lão kia thì toàn bộ có thể chiến đấu. Thái độ của Tiêu Thiên Đắc tương đối kiêu ngạo, ngông cuồng, nói một câu xong các đệ tử của phái Hoa Sơn đều vỗ tay. Sau đó Tiêu Thiên Đắc ra hiệu một cái. Vị trưởng lão lúc trước đã so qua mấy chiêu nhẹ nhàng xoay người một cái, đi thẳng ra ngoài đầm. Ông lão từ trên không trung xoay nhẹ một vòng rất tự nhiên rồi khéo léo đứng trên mặt nước. Chân của lão già đi trên mặt nước vẻ cực kỳ thoải mái, cũng rất khoa trương tự đắc. Hay, tái hiện đạt ma nhất phi vượt xong. Cũng không hiểu người đệ tử kia kêu lên một tiếng gì, lại một hồi vỗ tay như sấm dậy truyền đến, quanh quẩn trên không trung. Hay, các đệ tử hét lên như tiếng, ba đại trưởng lão của phái Hoa Sơn tung áo bào xanh Khâu Lâm, áo bào tím Cổ Dương cũng rất tự nhiên, phóng khoáng như con hạc trắng dương cánh bay lên trời, xoay một vòng rồi đứng trên mặt nước. Bộp một tiếng nữa, ba thanh bảo kiếm bay về phía ba người. Ba người khẽ thu thanh bảo kiếm trong tay, bình tĩnh nhìn mấy người Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, ba người này không ngờ tạo thành một hình tam giác bằng ba thanh bảo kiếm. Trong lòng nhất thời giật mình, miệng cũng nói. Diệp Phàm tôi hôm nay có lẽ được mở mang tầm mắt rồi. Có thể nhìn được chiêu thức bí mật đoạt mệnh liên hoàn tam tuyệt kiếm chân của phái Hoa Sơn, chuyến này Diệp Phàm tới đây là đáng giá. Ha ha, cậu thanh niên còn biết tuyệt học của phái chúng ta cũng không tệ lắm. Một ông già râu dài đứng bên cạnh Tiêu Thiên Đắc vuốt vuốt râu thản nhiên cười nói. Vâng, là tiền bối Tiêu Tuế Tùng đúng không ạ? Diệp Phàm hỏi. Cậu thanh niên còn biết tôi, cũng hiếm thấy. Vài chục năm nay tôi không ra ngoài rồi. Tiêu Tuế Tùng hơi sừng sờ, chợt bình tĩnh lại, vuốt vuốt râu cười nói. Diệp Phàm cũng thầm nghĩ, Tiêu Thiên Đắc không để một trong bốn trưởng lão không lên sân khấu. Có lẽ lão già này bản lĩnh mạnh nhất trong bốn trưởng lão. Có lẽ còn mạnh hơn lão đại Phi Dương rồi. Hơn nữa, Tiêu Tuế Tùng cũng họ Tiêu, không chừng là chú của Tiêu Thiên Đắc rồi. Đây chẳng phải là cùng thời với Tiêu Sắc Nhất sao? Chắc chắn là một người mạnh. Các cậu lên đi. Diệp Phàm cũng không kịp suy nghĩ phất phất tay. Tuy nhiên, Sa Thiên, Tuyết Nha,
Thiên Thông và Vương Nhân Bàng cũng bình tĩnh đi ra ngoài đầm Khốn Long, không ai dùng thuật khinh công. Cứ bình tĩnh như vậy đạp sóng mà đi đến giữa đầm. Bốn người lập tức tản ra, chia ra đứng vây bốn phía ba người Phi Dương. Bởi vì trước đó Diệp Phàm đã truyền cho bốn người tứ tượng thiên lôi của Tây Môn ra. Dùng tứ tượng thiên lôi đánh với Đoạt Minh Liên Hoàn Tam Tuyệt kiếm trận của phái Hoa Sơn cũng là phù hợp. Tuy nhiên, ai hơn ai kém chờ đến cuối mới biết. Vì bốn người thời gian tập quá ngắn, chỉ gần một ngày đêm. Diệp Phàm thật ra trong lòng cũng thiếu tự tin. Bởi vì ba đại trưởng lão phái Hoa Sơn luyện Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tuyệt kiếm trận có lẽ đã mấy chục năm. Tuy nói bốn người nhiều hơn họ một người, nhưng bốn người đứng riêng thì không bằng ba người bọn họ rồi. Ván thứ hai này, Diệp Phàm cho rằng khả năng thua chiếm đến 8 phần. Tuy nhiên, hiện giờ đâm lao phải theo lao, kiên trì tiếp tục. Ừ, sao các anh lại bốn người, có phải là muốn dùng chiến thuật quần ẩu chiến? Trên bờ một đệ tử Hoa Sơn lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy, thật không hay. Mất mặt xấu hổ chúng tôi cũng không đứng trước. Lập tức trên tảng đá vang lên những tiếng cười nói huyên náo. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Đắc nhìn Vương Nhân Bàng một cái, sau đó cười nói. Không sao, tôi lúc trước đã đồng ý rồi. Các đệ tử, hôm nay sẽ cho các con mở mang kiến thức một chút, vài chục năm không thấy Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tuyệt kiếm trận. Không cần nói là bốn ngày cả thêm vài người cũng là phí công, ha ha. Bởi vì Vương Nhân Bàng vừa đột phá đến cửu đẳng, cho nên, nước ngập đến đầu mắt cá chân của y. Việc này, Tiêu Thiên Đắc già lọc lõi như vậy tất nhiên phát hiện. Có thể khẳng định người thanh niên này còn chưa đột phá đến thập đẳng. Thập đẳng khi đạp sóng đi trên nước nhiều nhất nước chỉ ngập 1-2cm chiều sâu. Một người có thân thủ cửu đẳng, thậm chí thấp hơn đương nhiên Tiêu Thiên Đắc không coi ra gì rồi. Huống chi, Diệp Phàm cử ra bốn người tất cả đều là người trẻ tuổi. Tuy nói lúc trước đã được lão nhị Khâu Lâm báo cáo nói là có ba người là thập đẳng vị. Nhưng Tiêu Thiên Đắc cho rằng, mặc dù ba người bọn họ là thiên tài, nhiều nhất cũng là thập đẳng tầng thứ nhất. Còn bên cạnh mình chỉ Phi Dương là thập đẳng đỉnh giai rồi. Còn Khâu Lâm có thân thủ thập đẳng trình tự người thứ hai, còn Cổ Phong có thập đẳng trình tự người thứ ba. Ngoài ra Tuyệt Mệnh kiếm trận của phái Hoa Sơn nữa thì kết quả trận đấu này coi như ván đã đóng thuyền. Hoa Sơn uy vũ, Hoa Sơn uy vũ. Các đệ tử lại vỗ tay hét to, nhất thời không khí trở nên sôi nổi. Mấy người Đường Thành vừa thấy, cũng hét lớn. Chúng ta uy vũ, chúng ta uy vũ. Hoa Sơn tính cái đếch gì? Diệp Phàm và Tiêu Thiên Đắc dùng hai tay đè xuống, lại trở nên yên tĩnh. Trên trăm ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào giữa đầm nơi có bảy đại cao thủ. Trong mắt các đệ tử trẻ tuổi, có thể đạp sóng chắc chắn đều là cao thủ. Tất nhiên, đối với bọn họ mà nói chỉ có thể ngưỡng mộ và thêm phần cung kính. Mà bốn người Vương Nhân Bàng cũng lấy binh khí ra, tất cả đều dừng lại ở ba đại trưởng lão của Hoa Sơn. Mặt trời chiếu vào thân kiếm. Keng keng. Đầu tiên là Tuyết Nha dùng chấn động hồn linh, bởi vì Diệp Phàm có dặn, kéo dài thời gian với ba người này không có lợi. Bởi vì sức bền bỉ của ba người họ tốt hơn chúng ta. Đạp sóng nhìn ngoài nhẹ nhàng nhưng thực ra là dùng rất nhiều nội khí để thi triển thuật khinh công, nếu không đã rơi xuống nước rồi. Chương 2547, tứ tượng đối tam tuyệt. Quái, sao có thể giống thế? Lúc này nghe tiếng chấn động hồn chuông reo, Tiêu Tuế Tùng mắt đang khép hờ liền mở ra, miệng có chút ấp úng đầy nghi hoặc, hai mắt nhìn chằm chằm chấn động hồn chuông trong tay Tuyết Nha. Chú, có phải chuông này rất nổi tiếng không? Tiêu Thiên Đắc nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi. Nếu đúng là chuông của nhà đó thì thật ra phải cẩn thận một chút rồi. Tiêu Thiên Đắc có chúng nghiêm trọng nhìn chiếc chuông nói. Nhà nào ạ? Tiêu Thiên Đắc hỏi nhanh. Thái Sơn Đâm Lạc Trần Phong, Phi Chuông Tuyết Nha Nha, Mỹ Vũ Tiêu Uy Adam, Anh Giao Giao Y Huyết Tiên. Tiêu Tuế Tùng vuốt vuốt râu nói. Đây không phải là danh hiệu của 10 đại cao thủ những năm đó sao? Tiêu Thiên Đắc ấp úng một câu, khóe miệng không khỏi co quắp một chút hỏi. Chẳng lẽ là chuông Tuyết Nha Nha của nhà họ Tuyết đến đây? Có chút giống, cháu nghe âm thanh chuông phát ra xem. Các cháu có lẽ không cảm nhận được, tôi có thể cảm nhận được một chút. Chuông này chẳng những có tác dụng công kích tinh thần của người khác. Bởi vì cô bé kia dùng chuông tấn công ba người kia mà không phải chúng ta cho nên cháu không cảm nhận được bao nhiêu. Tiêu Tuế Tùng sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lên. Nếu thật sự là người của nhà họ Tuyết thì thật là có chút phiền phức. Chẳng lẽ là nhà họ Hoa mời Đường Tuyết ra mặt, tuy nhiên, cũng không đúng, nhà họ Tuyết nghe nói mấy chục năm không có người đi ra ngoài.
Một gia tộc lớn như nhà họ Tuyết làm sao nhà họ Hoa có thể mời được họ? Hạng người tầm thường thôi. Tiêu Thiên Đắc có chút không tin. Thiên Đắc, con xem, cậu nhóc kia hình như là người đứng đầu của bốn người này. Bốn người này cũng là vây quanh thành bốn hướng, có lẽ cũng là một loại trận pháp. Còn có thật phải là nhà họ Tuyết đến không, con đừng coi thường nhà họ Hoa ở Phong Châu. Nếu bọn họ quan tâm đến đế vương giám như chúng ta, thì không thể loại trừ khả năng nhà họ Hoa làm cho các cao thủ võ lâm quan tâm đến đế vương giám. Triều Thanh để lại rất nhiều bí mật, nhà họ Hoa năm đó cũng thật sự được ân sủng của hoàng gia ban cho hai vật thần bí cũng là bình thường. Tiêu Tuế Tùng cũng không lạc quan như vậy. Vâng, có lý. Tiêu Thiên Đắc gật gật đầu nói. Theo truyền thuyết đế vương giám này có liên quan đến tổ chức huyết trích tử thời Ung Chính. Qua mấy chục năm rồi, tuy chúng ta có suy nghĩ ra một ít manh mối nhưng cũng không thể hiểu rõ. Nếu không, đã lấy được bí mật của huyết trích tử. Phái Hoa Sơn chúng ta cũng không phải núp ở thôn núi này đến bây giờ. Võ Đang, Thiếu Lâm thì như thế nào? Nghe nói không riêng gì bí mật về huyết trích tử mà không chừng có chút bí kíp võ công cùng với đồ vật quý hiếm. Thời Ung Chính, tổ chức huyết trích tử là một tổ chức khổng lồ, so với những tổ chức võ lâm thần bí hiện nay cùng với tổ đặc nhiệm A của nhà nước lợi hại hơn rất nhiều. Lúc đó, thành viên của huyết trích tử có quyền lực rất lớn. Giết một quan tam phẩm cũng không cần xin chỉ thị cấp trên. Thời đó, bọn họ giết không ít đại thần, trong đó để lại bao nhiêu tài sản cùng những đồ vật tốt chắc chắn là có. Huyết trích tử thật ra là Ung Chính dùng để diệt trừ sát khí, hơn nữa, sau này huyết trích tử cũng có thay đổi. Những cao thủ của huyết trích tử cũng sẽ lợi dụng quyền lực trong tay để giết người lung tung. Ví dụ như không nghe lời có thể sử dụng quyền lực để giết. Bí mật này may mắn chỉ có chúng ta là biết được. Nếu không, đã rước lấy hậu họa vô tận. Tuy nhiên, hôm nay mấy người trẻ tuổi này cũng nhúng tay vào đấy thôi. Nếu nhà họ Tuyết cũng tham gia vào trong đó, chẳng lẽ nhà họ Tuyết cũng biết được bí mật đích thực của đế vương giám sao? Tiêu Tuế Tùng nhỏ giọng nói. Không nhất định. Tiêu Thiên Đắc lắc đầu, nhìn cuộc chiến đấu kịch liệt của bảy người trong đầm nước một cái nói. Tôi đoán, có lẽ bọn họ không biết bí mật này. Bí mật này là tổ tiên chúng ta bỏ mạng đổi lấy. Năm đó vì có một vị tổ tiên rơi vào tay huyết trích tử, giúp bọn họ làm chút chuyện cho nên mới biết bí mật này. Sau đó vị tổ tiên đó bị chúng diệt khẩu, may mắn không chết thôi. Tiêu Thiên Đắc nói. Quái, cậu mặt béo kia sao cũng dùng chuông. Lúc này Tiêu Tuế Tùng nhìn giữa đầm, ánh mắt nghiêm lại. Hai chuông giống nhau sao? Tiêu Thiên Đắc nhìn chằm chằm chuông trong tay Tuyết Nha và Thiên Thông. Cũng gần như thế, đúng là chấn động hồn chuông của nhà họ Tuyết rồi. Tiêu Tuế Tùng nói đến đây vẻ mặt có chút khó coi. Đây chẳng phải là nói nhà họ Tuyết thật sự ra mặt sao? Nếu không, cũng không thể có đồng thời hai cao thủ thập đẳng đến đây. Tuy nhiên, nếu thật sự là nhà họ Tuyết ra tay, sao chỉ có cử mấy người này đến đây? Thực lực của nhà họ Tuyết hẳn là không ngừng ở con số này đi. Tiêu Thiên Đắc có chút nghi ngờ không hiểu được. Tuyệt đối là không chỉ có thể, phi chuông Tuyết Nha Nha mấy chục năm trước chính là cao thủ thập đẳng trở lên. Nếu còn sống ít nhất là đẳng cấp 12 đỉnh giai rồi, không chừng cảnh giới không khác xác nhất là mấy. Tiêu Tuế Tùng nói. Vâng, 10 đại cao thủ của thế giới không một nhà nào thực lực kém hơn so với chúng ta. Tiêu Thiên Đắc cũng cảm giác có chút đau đầu. Ông coi trọng tôi. Thiên Thông đột nhiên hét lên. Tuyết Nha gật đầu một cái, chuông giống như viên đạn bay lên hướng về phía đầu Phi Dương. Còn Thiên Thông thì hướng chuông xuống dưới nước đến dưới chân Phi Dương. Mà đao của Sa Thiên hướng trên người Cổ Dương chém tới. Vương Nhân Bàng may mắn có nhu cực đao, đao này léo lên từng chiêu lao thẳng đến chỗ yếu hại của Khâu Lâm. Tuy nhiên, Vương Nhân Bàng bản lĩnh quá nông cạn, nếu không nhục cực đạo của y đã bị Khâu Lâm đá một cước xuống đáy nước rồi. Cứ như vậy, hai người cũng cảm thấy áp lực. Lúc này, Cổ Dương cười khan một tiếng, bảo kiếm chợt lóe lên dưới ánh mặt trời rời tay bay lên không trung, dưới sự khống chế của lực hướng về phía Sa Thiên. Kiếm kia tới quá nhanh, Sa Thiên không kịp tránh. Đành phải mở hai tay ra triển khai bí mật lớn nhất của nhà họ Sa. Hoan hỉ Phật bươm bướm nhảy được triển khai rất nhanh. Sa Thiên nhích người một cái đã ngoi lên không trung, kích động đôi cánh khổng lồ, giao bầu hướng về phía Cổ Dương chém tới. Đao khí linh hoạt, sắc bén, hình thành một phong đao thật sự lợi hại. Cậu nhóc giỏi, không ngờ đổi thành người chim rồi. Cổ Dương dừng một kiếm, sắc mặt hơi đỏ lên, tức giận đến mức hai chân hung hăng dẫm trên mặt nước. Bàn chân ngập trong nước đến 5 phân.
Cả người lợi dụng quán tính của nước bay lên không trung, cả người và kiếm lao về phía xa thiên. Kiếm kia có chút đặc sắc. Tiêu Thiên Đắc nhìn Vương Nhân Bàng nói. La Phù cùng nhu cực đao, tên này chưa tới thập đẳng không ngờ cũng có thể bước ra đao. Thế gian này có lẽ chỉ có nhu cực đao mới có diệu pháp như thế, có tác dụng tăng cường nội tức. Tiêu Tuế Tùng nói. Con mẹ nó, đao này đúng thật là không tệ, không ngờ có thể tăng cường nội tức. Mang lại đây vui đùa một chút không rồi. Tiêu Thiên Đắc tỏ ra thích thú. Chơi không được, là phù cùng là một trong chấn cung bảo đao. Con lấy được người ta cũng đến đòi lấy. Tiêu Tuế Tùng lắc lắc đầu, quay sang nói. Tuy nhiên, cứ như vậy thật ra nói vừa rồi ta đoán không chính xác. Sao lại thế? Tiêu Thiên Đắc hỏi. Vốn cho là người của nhà họ Tuyết đến, hiện giờ xem ra đám người này tương đối hỗn độn. Con xem, người có đôi cánh giả trên lưng kia không giống người nước mình. Hắn là người lai Ấn Độ, cho nên những người này chưa chắc là do nhà họ Tuyết mời đến. Có lẽ, thật đúng là một đám người đến, chỉ là đến vì lấy đế vương giám cho nhà họ Hoa thôi. Đều là vì lợi ích thôi. Bây giờ, tiền làm người ta động lòng. Tiêu Tuế Tùng nói đến đây thật ra nhẹ nhàng thở phào. Vâng, không cẩn thận thì nhìn cũng không ra được. Ánh mắt của chú có thể nhìn ra được. Tuy nhiên, bọn họ là nhất định rồi. Trưởng lão Phi Dương của chúng ta lấy một đấu hai không ngờ rất tốt. Còn hai người với hai người sớm muộn cũng sẽ đánh bại. Tôi thấy, căn bản không dùng đến uy lực của đoạt mệnh liên hoàn tam tuyệt kiếm trận như vậy đủ rồi. Tiêu Thiên Đắc vuốt rớ, vẻ mặt cũng cực kỳ thoải mái. Tình hình như có chút không ổn. Xa Nhất Đao nhìn mặt đầm. Bản lĩnh của Phi Dương quá mạnh mẽ, Tuyết Nha phối hợp với Thiên Thông chỉ có thể ép ông ta một cách khó khăn. Nếu không có chấn động hồn chuông của nhà họ Tuyết công kích ba người có lẽ sớm thất bại rồi. Diệp Phàm thở dài. Sa Thiên cùng Vương Nhân Bàng căn bản cũng không đối phó được Khâu Lâm và Cổ Phong. Bản lĩnh của hai người họ thấp hơn hai ông rất nhiều. Xem ra, ván này nhất định phải thua. Sa Nhất Đao vẻ mặt có chút buồn bã. Chỉ có thể là được ăn cả ngã về không rồi. Thấy Thiên Lôi Tận vô dụng, tuy nhiên có lẽ bọn họ vẫn chưa thi triển đoạt mệnh tam tuyệt kiếm trận đi. Diệp Phàm nói, còn mấy người Đường Thành thì hai mắt sáng lên, chôn chân tại chỗ. Lợi hại, đây mới thực sự là cao thủ, đúng là được mở rộng tầm mắt. Đường Thành nhỏ giọng nói thầm. Đương nhiên, cao thủ người ta là đạp sóng đi như đường bộ, không ai trong chúng ta làm được. Hơn nữa, cậu xem, bàn chân cũng không ướt, không thể tưởng tượng được trợ lý Diệp có thể mời được nhiều cao nhân như vậy. Việc này đáng giá. Lưu Cương vẻ mặt khâm phục nhìn về phía Diệp Phàm một chút. Cậu giờ mới biết sao? Đường Thành hừ một tiếng. Tôi thật sự không hiểu. Trợ lý Diệp là trợ lý của chủ tịch tỉnh, một cán bộ nhà nước sao có thể có bạn bè là nhiều cao thủ như vậy? Mà trợ lý Diệp Phàm chắc chắn cũng là cao thủ. Lưu Cường nói. Nói những lời này không phải vô nghĩa láo. Trợ lý Diệp không phải cao thủ có thể có bạn bè là các cao thủ này sao? Cậu thấy không, bọn họ đều gọi trợ lý Diệp là anh, việc này có ý gì? Trợ lý Diệp mới là lão đại. Muốn làm lão đại phải có thực lực của lão đại. Đường Thành không ngờ vẻ mặt hơi đắc chí nhìn Lưu Cường một cái. Tứ tượng hợp nhất. Thiên Thông đột nhiên hét lớn một tiếng. Bụp bụp, keng keng. Bốn người nhanh chóng trở lại chỗ cũ. Sa Thiên bay lên không trung. Bốn binh kinh đột nhiên bay ra khỏi tay. Xoay tròn một cách kỳ lạ trên không trung. Bay lượn giống như quạt giấy bay trên đầu ba người. Một động vang lên giòn tan. Bốn thanh binh khí tạo thành một vật kỳ lạ. Thứ này không ngờ kết hợp lại với nhau, sáng rực lên, trực tiếp bổ về phía Phi Dương. Lão già này căn bản là có chút khinh thường vung bảo kiếm trong tay lên hướng xuống mặt đất. Băng! Giống như đụng phải một bức tường bằng hợp kim thép, một tiếng vang giòn tan. Kiếm trong tay Phi Dương thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Lão già này lui mấy bước trên nước mới dừng lại, tuy nhiên, miệng hơi mở, một ngụm máu tươi không kìm nổi phun ra, hơn nữa, dưới tác dụng của điện, tóc trên đầu lão dựng đứng lên. Hiển nhiên là nhìn giống con nhím. Chương 2548, môn chủ xuất mã. Đánh, đánh. Đường Thành đầu tiên hét lớn một tiếng, đám người Lưu Cường cũng gọi là khá hơn. Tam hoàn nuốt nguyệt. Phi Dương nổi giận, hét to một tiếng. Ba trưởng lão nhanh chóng dựa lưng vào nhau, ba thanh bảo kiếm liền dựng lên. Trên thân kiếm toát ra hơi thở có thể làm chấn động lòng người đánh đến tứ tượng thiên lôi. Một tiếng nổ mạnh vang lên. Thiên lôi va với tam hoàn khí, một cột nước cao chừng 30 mét bốc lên từ đầm nước. Ba vị trưởng lão bị cột nước bay lên không trung,
mà bốn người vương nhân bàng cũng bị cột nước đè xuống đầm nước. Hay! Các đệ tử phái Hoa Sơn hét lớn. Tiếng trầm trồ vừa lắng xuống, kiếm khí lại chia thành bốn hướng đánh về phía bốn người trong đầm nước. Đây là đoạt mệnh liên hoàn tam tuyệt kiếm trận. Ba chiêu này là sát chiêu đáng sợ nhất, liên tiếp đan xen, không tiêu diệt được đối phương là không ngừng lại. Dùng một chiêu cuối cùng, thiên lôi diệt thế. Vương Nhân Bàng vừa thấy không được, vùng đứng lên, bốn người từ trong nước gạt ra bốn phía, hai tay bắt đầu khởi động, bốn thanh binh khí quấn lấy nhau. Từ trong nước cắt qua cột nước lao lên không trung, bốn thanh binh khí xoay tròn, một vệt ánh mặt trời chiếu trên bốn thanh binh khí. Hình thành một quả bóng bàn lửa, trong nháy mắt, dưới tác dụng của nhu cực đao bóng bàn chuyển thành bóng chuyển lớn hướng về ba thanh bảo kiếm đanh kết hợp trên không trung. Nháy mắt đã đến trước mặt. Dầm, một đốm lửa toát ra. Một tiếng nổ rung trời đất vang lên, lập tức một cột nước cao chừng 45 mét dâng lên. Cột nước lớn như thùng nước, tiếp theo là 7 cột nước tung lên, nước bắn tung tóe ra ngoài như những viên lựu đạn. Tiếng nổ không ngừng vang lên, trong đầm chỉ thấy nước bắn tung tóe, không thấy bóng dáng 7 người đâu. Thật lâu sau, nước mới ngừng rơi, thật khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt không ngờ không thấy bóng dáng 7 người đâu. Đi đâu? Diệp Phàm thầm nói. Ở dưới nước. Diệp Phàm hừ nói, đôi mắt ưng đã nhìn thấu dưới nước rồi. Nước trong đầm phun lên vang dội như suối. Nước trong đầm giống như đang bị đun sôi. Không lâu sau, 7 người tất nhiên đều đi lên. Phi Dương vừa mới lao ra khỏi mặt nước, mọi người có mặt thiếu chút nước cười rộ lên. Bởi vì, lão già này đầu không ngờ không còn tóc, có lẽ là bị hỏa lôi cạo chọc trong chớp mắt rồi. Dưới ánh nắng mặt trời giống như một bóng đèn phát sáng nhìn rất rõ. Mặt lão già này đỏ bừng lên, hẳn là tức giận, rút từ dưới nước một thanh bảo kiếm kéo về phía Vương Nhân Bàng. Khoan đã, ván này chúng tôi nhận thua. Diệp Phàm đột nhiên hét to một tiếng, tuy nhiên, Phi Dương hiển nhiên không chịu buông tha, thanh bảo kiếm xoay tròn lao tới như không muốn để đối phương sống. Ừ, Xa Nhất Đao đột nhiên giơ tay lên, quạch một tiếng quái dị vang lên, cả người Phi Dương và bảo kiếm đều bắn lên không trung. Xa Nhất Đao hung hăng vung tay, cả người Phi Dương giống như một bao tải gai bay đi đụng vào vách đá cách đó hơn 100 mét. Tiêu Tuế Tùng không kịp kinh ngạc, vội vàng giơ tay một chảo cách không nắm Phi Dương về. Khâu Lâm và Cổ Dương đều kinh ngạc không dám có hành động gì. Chỉ ngơ ngác nhìn Xa Nhất Đao, không hiểu được lão già này có bản lĩnh gì. Thậm chí ngay cả Phi Dương trong tay y cũng giống như một thứ đồ chơi. Mà đám đệ tử của Hoa Sơn và mấy người Đường Thành đã sớm nghẹn họng nhìn chân chối. Cả đám ngơ ngác nhìn Xa Nhất Đao, không khác gì người sống hóa thạch. Ôi, vẫn thua rồi. Vương Nhân Bàng có chút buồn bã, y leo lên bờ, quần áo ướt sũng ngồi trên tảng đá cũng không muốn thay. Không cần tức giận, thực lực kém nhiều lắm. Diệp Phàm đi đến vỗ vỗ vai y nói. Ngài có thân thủ thật tốt. Tiêu Tuế Tùng nhìn Xa Nhất Đao thản nhiên hừ nói. Cũng vậy thôi. Xa Nhất Đao vẻ mặt không thay đổi chút nào nói. Cậu đã là chủ soái, vậy được, trận tiếp theo chúng ta thử xem. Lúc này Tiêu Thiên Đắc nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Mời. Diệp Phàm không nói hai lời giơ tay làm tư thế mời. Ha ha ha, khách thành chủ rồi, tốt tốt. Tiêu Thiên Đắc cười ha ha một tiếng, hai chân dậm một cái, dưới lực của đôi chân vươn hai tay ra không trung. Trượt chừng 20 thước sau mới tiếp tục rơi xuống giữa đầm. Hai chân sau khi hạ xuống dẫm nát trên mặt nước, giày chỉ chìm vào trong đầm khoảng 23 cm, sau đó lại nổi lên. Mẹ kiếp, tình báo tổ đặc nhiệm A thật đúng là quá già cỗi rồi. Tiêu Thiên Đắc đã đột phá cửu đẳng trong tổ còn nói người ta mới cửu đẳng đỉnh giai. Thật là muốn chết, Diệp Phàm không khỏi thầm bực tức trong lòng. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không có gì đáng sợ. Dùng đôi mắt chim ưng dò xét một vòng phát hiện Tiêu Thiên Đắc nhiều nhất chính là thập đẳng vị tầng thứ nhất. Bản thân hắn là tầng thứ hai đương nhiên cũng không sợ. Hơn nữa, Diệp Phàm có đôi mắt ưng cùng với chiếc kiếm can tướng lại thắng thêm một bậc. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không dám lạc quan mù quáng, người ta dù sao cũng là trưởng môn của phái Hoa Sơn, không có bí thuật gì đặc biệt thì quả là buồn cười. Ha ha! Diệp Phàm cũng giang đôi tay thi triển hổ ưng chi công của nhà họ Phí ra, nhảy lên chừng 5 thước cao, trượt trên không trung hơn 10 mét trong nháy mắt đã đứng đối diện Tiêu Thiên Đắc, dừng lại trên mặt nước không gợi chút sóng nào. Tiêu Thiên Đắc không ngờ vô cùng bình tĩnh, nhìn Diệp Phàm nói. Cậu tuổi còn trẻ lại có thân thủ như thế, không tồi. Anh cũng thế.
Diệp Phàm thản nhiên nói. Đột nhiên, Tiêu Thiên Đắc lùi mạnh về phía sau tới hơn 40 mét. Diệp Phàm cũng bình tĩnh theo dõi y, không hiểu người này lui ra xa là muốn chơi trò gì. Không thể tưởng tượng được người thanh niên lại không đơn giản như vậy, chắc còn chưa đến 30 nhỉ. Khâu Lâm nhìn Diệp Phàm có chút kinh hãi nói. Tuyệt đối là thiên tài. Thiên Đắc 38 tuổi đột phá thập đẳng, chúng ta đã cho y là thiên tài rồi. Không thể tưởng tượng được thế gian còn có thiên tài hơn so với y. Hơn nữa, hôm nay tới đây mấy người đều khá trẻ tuổi, không vượt qua 40. Cũng không hiểu được thằng nhóc họ Diệp này từ đâu đến mà quen nhiều cao thủ như vậy. Thằng nhóc này có lẽ xuất thân cũng không đơn giản. Tiêu Tuế Tùng nói trên mặt không ngờ có vẻ khâm phục. Sư phụ của hắn chắc cũng là người tài giỏi, cũng không biết là ai. Tuy nhiên, cứ xem chiêu thức của hắn có thể nghiền ngẫm ra cái gì đó. Khâu Lâm gật gật đầu, hơi có vẻ lo lắng nói. Cũng không biết môn chủ có thể chịu đựng được không? Nếu chỉ là thực lực đơn thuần có lẽ Thiên Đắc còn có thể thua trận chiến đấu này. Nhưng ha ha, ông đã quên đây gọi là gì sao? Tiêu Thiên Đắc mỉm cười thoải mái. Ha ha, tôi còn thực sự quên mất, đầm khốn long chi đầm. Khâu Lâm cũng vẻ mặt thoải mái cười. Đầm khốn long chi đầm, chẳng lẽ trong đầm có gì đặc biệt? Lỗ tai của Diệp Phàm không ngờ cách xa hơn 10 mét nghe được Tiêu Tuế Tùng và Khâu Lâm nói chuyện, không khỏi thắc mắc trong lòng. Vạn giang như biển, hãy ra cho chủ môn. Đúng lúc này Tiêu Thiên Đắc hai tay mở ra, múc hướng xuống đầm nước, một lực mạnh mẽ truyền đến. Nước gợn sóng mạnh mẽ, không lâu nước trong đầm bị nội thức của Tiêu Thiên Đắc bốc lên một mảnh như khối đậu hũ bay lên không trung. Trên không trung thật kỳ lạ hình thành một khối nước lớn như một cánh cửa. Nước nhìn qua hơi có vẻ màu lam, có điểm giống như ma thuật của phù thủy Harry Potter gào thét hướng về phía Diệp Phàm. Cùng tôi nghịch nước, anh còn non lắm. Diệp Phàm cười thầm trong lòng, bởi vì con rơi Vương Nam Lăng là người đùa nước lành nghề, thủy công của hắn là tuyệt nhất. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng phải xem thực lực của người này một chút trước. Cho nên, tùy tay vỗ xuống nước, một lực mạnh mẽ phản ngay trên mặt nước. Lập tức bọt nước tóe lên cao 7-8 mét, Diệp Phàm lại đi ra phía trước đẩy, bọt nước dưới tác dụng của thủy công ngưng tụ xuống trong nháy mắt đã thành một khối tường dày đến nửa mét, rộng chừng 3 mét hoành tráng. Cánh cửa nước của Tiêu Thiên Đắc so với bức tường nước của Diệp Phàm liền có vẻ đơn độc. Sát sát, hai âm thanh quái dị vang lên, tấm nước của Tiêu Thiên Đắc gặp phải bức tường nước tất nhiên nước vỡ ra thành bọt nước rơi như hoa rụng xuống đầm khốn long. Thủy công của thằng nhóc này so với Thiên Đắc còn lợi hại hơn. Khâu Lâm thở dài, có chút dao động. Có lẽ là chuyên luyện thủy công, thiên hạ có đủ cái lạ. Chân công có, tay công có. Chân công có, tuy nhiên, nếu bàn về ông vua của nước không ai có thể so sánh với con rơi Vương Nam Lăng rồi. Vừa rồi họ Diệp kia tạo bức tường dày, đó là bản lĩnh của hắn cao hơn Thiên Đắc. Nếu không, nước còn mỏng hơn nhiều. Tiêu Tuế Tùng khoe khoang. Con rơi Vương Nam Lăng, hình như chưa nghe nói qua về người này. Trưởng lão thứ ba Cổ Dương không kìm được hỏi. Tôi cũng chỉ nghe lão môn chủ nói, truyền thuyết vua nước con rơi luyện đến cuối cùng, khẽ chụp một cái có thể cuốn cả Trường Giang và Hoàng Hà. Việc này đương nhiên là có ý khoa trương, trên thực tế mà nói một trưởng của y có thể cuộn hết nước của đầm khốn long của chúng ta lên. Việc này đơn giản chính là dùng nội kình đến mức thành thạo thôi. Đương nhiên, lợi hại như vậy không có cảnh giới như trong truyền thuyết là không thể nào đạt đến được. Ôi thế gian này có mấy người có thể đạt đến cảnh giới như trong truyền thuyết. Ngay cả lão chủ môn của chúng ta cũng đứng ở ngưỡng cửa này vừa bước ra một bước thôi. Tuy nhiên, nếu cho ông ấy thêm mấy năm chắc chắn có được cảnh giới trong truyền thuyết. Tiêu Tuế Tùng một tia khoe khoang chợt lóe rồi biến mất. Nếu bàn về Tiêu Sắt Nhất thì vẫn là anh ruột của Tiêu Tuế Tùng, anh trai lợi hại đương nhiên em trai đắc chí rồi. Thủy công lợi hại cũng chỉ dùng nước mềm như vậy làm sao có năng lực gì. Phi Dương có chút không phục hừ nói. Sai lầm rồi lão Phi. Tiêu Tuế Tùng cười nói. Tôi chưa nói đã lại sai lầm rồi, trước kia mời việc có 9 việc đều là do tôi sai. Nhưng, lần này chắc chắn là thắng một lần trở về. Phi Dương hơi có vẻ đắc ý cười một tiếng. Đương nhiên sai lầm rồi, tuy nói nước mềm, nhưng ông chưa nói qua sao. Nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền tích đất vì núi, giọt nước là biển, hải nạp bách xuyên, số lượng nhiều. Lực bao nhiêu? Tiêu Tuế Tùng nói. Chương 2549, binh đến tướng chặn. Tuy nhiên, tôi còn từng nghe nói về binh đến tướng chặn, nước đến lấy đất ngăn,
nước thì như thế nào, làm như vậy cũng có thể bị đất tiêu diệt. Cái Phi Dương không phục nói. Lão cái, chẳng lẽ ông không biết sao? Một sợi len mỏng manh trong tay ông dùng nội thức có thể biến nó thành một sợi thép khỏe mạnh. Vì sao dùng nước lại không làm được thế? Tiêu Tuế Tùng nói. Việc này, Phi Dương nghẹn lời không đáp được. Một tấm nước có gì mà khoe khoang, xem bức tường nước lợi hại của tôi đây. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, tường nước không ngờ bay lên khỏi mặt nước một cách kỳ lạ, giống như một tấm thép bay đến trên đầu Tiêu Thiên Đắc đập xuống. Hừ, Tiêu Thiên Đắc hừ lớn một tiếng, hai tay xoắn từ dưới nước lên, trong nháy mắt hình thành một hình mũi tên lớn giống như báng súng to. Súng này xoay tròn trong không trung đâm vào bức tường nước. Tất nhiên là muốn phá bức tường nước của Diệp Phàm. Tuy nhiên, hiển nhiên súng nước của Tiêu Thiên Đắc vô dụng, xoay tròn một vòng nhưng không đâm vào, hơn nữa dưới bàn tay phù thủy của Diệp Phàm bức tường còn hướng đến trên đầu Tiêu Thiên Đắc cứng rắn đè xuống. Súng nước của Tiêu Thiên Đắc đã liên tiếp bại lui dưới tay của Diệp Phàm. Mắt thấy sẽ đến trên đầu Tiêu Thiên Đắc, thật sự nếu không thể đâm phá Tiêu Thiên Đắc sẽ chịu một kích của bức tường nước mãnh liệt này. Tuy nói là nước, nhưng dưới tác dụng của thủy công của Diệp Phàm có lẽ cũng không khác tấm thép gì mấy. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Đắc dù sao cũng là Tiêu Thiên Đắc. Thấy súng nước không có hiệu quả rõ ràng nhẹ nhàng buông tay, hai thanh bảo kiếm màu đồng từ ép bắn ra ngoài. Hai kiếm chạm vào nhau trên không trung phát ra một tiếng kêu, hình thành một vòng xoáy. Lập tức, một tiếng vang chói tai truyền đến. Ba ba ba, bức tường nước của Diệp Phàm sụp xuống rồi, vừa thấy không được. Có lẽ hai thanh bảo kiếm này có chút lai lịch. Diệp Phàm hướng lên trên, nhảy lên bức tường nước lúc nãy, dưới chân trào ra nội thức hùng hậu, lập tức, bức tường nước đang vỡ ra lại trở thành một khối băng. Đây đương nhiên là Diệp Phàm dùng thủy công kết hợp với nội thức ép nước này hóa băng. Hơn nữa, dưới sự khống chế của hai chân Diệp Phàm, lấy thế lôi đình vạn quân ép xuống người Tiêu Thiên Đắc. Hai thanh kiếm của Tiêu Thiên Đắc tuy nói là trấn sơn chi bảo của Hoa Sơn, nhưng dù sao diện tích cũng quá nhỏ so với bức tường nước khổng lồ. Thấy bức tường nước đã ở trên đầu, Tiêu Thiên Đắc quay người thu bảo kiếm về bên hông. Ông ta vội vàng tránh sang bên cạnh hơn 5 mét, hơn nữa còn tạo một phần bọt nước bắn ra bốn phía. Tuy nhiên, thủy công của Diệp Phàm thật sự rất lợi hại. Dùng hai chân bức tường nước lại đến trên đầu Tiêu Thiên Đắc và ép xuống mạnh hơn, tốc độ cực nhanh, không thể tránh rồi. Một số đệ tử của Hoa Sơn sợ tới mức hét lớn lên. Tiêu Thiên Đắc căng hai tay ra đỡ bức tường nước của Diệp Phàm. Hai chân Diệp Phàm vừa đạp, tường nước run rẩy một chút hạ thấp xuống một đoạn. Tiêu Thiên Đắc mặt đỏ bừng lên. Hai chân bị tường nước ép ngập xuống nước, hai tay vẫn đang đỡ đò. Ước chừng 5 phút đồng hồ trôi qua, cả người hai người đều ướt sũng mồ hôi. Tuy nhiên, hai chân Tiêu Thiên Đắc đã ngập trong nước đến mắt cá chân rồi. Hơn nữa, vẫn từ từ ngập xuống. Đi xuống cho tôi. Diệp Phàm ra vẻ tức giận. Hai chân đột nhiên rời khỏi tường nước nhảy lên không trung. Lại dậm chân trên tường nước, ba ba, hai tiếng kêu giòn tan vang lên. Hai chân của Tiêu Thiên Đắc lập tức chìm vào trong nước đến tận đầu gối. Nhìn thấy sắp ngập đến đùi, Tiêu Thiên Đắc đỏ bừng mặt, y đột nhiên hét lớn. Theo đi. Gọi theo đi có tác dụng gì, gọi ông đây cũng vô dụng. Vương Nhân Bàng đứng trên bờ hừ một tiếng, hai tay y nắm chặt không dám kêu cố lên nhưng vẻ mặt cũng rất hưng phấn. Tuy Diệp Phàm cũng không hiểu ra sao nhưng cảm giác Tiêu Thiên Đắc không thể tùy tiện hét lên như thế. Vì thế dùng nội tức áp chế xuống, muốn một lần có thể đè được Tiêu Thiên Đắc xuống mới thôi. Tiêu Thiên Đắc ngập xuống dưới nước, nước lập tức đã lên đến cổ, sắp đến lỗ mũi. Nếu đến mũi thì dù không đè chết nhưng cũng có thể làm cho anh chết đuối. Mà mấy đệ tử phái Hoa Sơn đã sợ đến mức ngây người. Còn đám người Phi Dương cũng vẻ mặt u ám. Thắng lợi đang ở trước mặt. Diệp Phàm muốn thêm nước lấp đầy miệng Tiêu Thiên Đắc. Tuy nhiên, đúng lúc này, dưới nước sông như phát nổ bắn ra một cột nước thật lớn, to cỡ miệng chén. Thế tới của cột nước này cực kỳ mãnh liệt, trong nháy mắt đã đến trước tường nước mà Diệp Phàm đang dùng thủy công đè áp. Một tiếng nổ ầm vang lên, Tiêu Thiên Đắc cũng dùng toàn bộ kình lực đâm hai thanh bảo kiếm vào tường nước. Diệp Phàm bị hai đòn công kích bất ngờ. Tường nước cuối cùng bị đập vỡ thành một thác nước. Trong phạm vi 10 mét tất cả đều là nước bắn tung tóe, ngay cả các đệ tử phái Hoa Sơn đang ở trên tảng đá cách xa 200 mét cũng không ngừng giơ tay lên ngăn nước. Nước này thật không đơn giản, mặc dù là khoảng cách rất xa nhưng lại giống như mũi tên nhọn. Đường Thành cũng giơ kiếm chặn, tuy nhiên, cảm giác lực rất lớn thiếu chút nữa làm cho gã ngã lăn ra.
Trong lòng gã thầm thán phục không nói nên lời, thầm nghĩ, xa thế này vẫn được, nếu gần có lẽ đã bị nước đâm cho thủng người rồi. Diệp Phàm rất tức giận, đôi mắt ưng nhìn qua phát hiện dưới nước có vật gì đó đang lao lên. Dường như là một hình mảnh dài, Diệp Phàm một trưởng thái sơn độc đánh xuống. Đoàng! Đầm nước gợn sóng, dưới nước lại bắn ra một cột nước tấn công Diệp Phàm. Mà Tiêu Thiên Đắc cũng xoay người đưa kiếm tấn công về phía Diệp Phàm. Cứ như vậy, cột nước không ngừng tấn công Diệp Phàm, phối hợp với sự tấn công của Tiêu Thiên Đắc. Mục đích là không cho Diệp Phàm dừng chân trên mặt nước, cứ phải đứng trên không trung tránh, như vậy tương đối tốn khí lực. Trong 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, trán Diệp Phàm toát mồ hôi to như hạt đậu. Tiêu Thiên Đắc cũng không khá hơn chút nào, căn bản đang liều chết rồi. Diệp Phàm nảy sinh ý ác độc, tay vừa động, ba phi đao hình lá liễu vượt qua bọt nước hỗn loạn lao đến phía Tiêu Thiên Đắc. Rầm! A, à, theo ra! Tiêu Thiên Đắc hét lớn một tiếng, trên lưng lập tức ăn một đao của Diệp Phàm, rách một đường dài đến hơn 10 cm, máu tươi nhuộm hồng cả phía sau lưng. Môn chủ! Phi Dương sợ tới mức hét lên, còn các đệ tử phái Hoa Sơn đều siết chặt tay căm tức nhìn Vương Nhân Bàng. Mỗi người đều rút bảo kiếm ra trong tư thế chuẩn bị tấn công. Muốn quần ẩu thì lên. Vương Nhân Bàng hừ một tiếng khinh miệt. Im lặng. Giọng khàn khàn của Tiêu Tuế Tùng vang lên. Thật ra, không phải Tiêu Tuế Tùng không muốn quần ẩu mà bởi vì ông ta không biết được bản lĩnh thật sự của Xa Nhất Đao không dám lỗ mãng. Và lại môn chủ còn đang khổ chiến, để bảo vệ y là việc chính, nếu có gì sơ suất còn kịp. Tiêu Thiên Đắc không muốn sống nữa, mắt đỏ, hai tay trà sát một cách kỳ lạ, cặp kiếm chợt lao lên không trung một cách kỳ lạ. Nhoáng lên một cái dưới ánh mặt trời, kỳ lạ đến không ngờ là hợp thành một thanh kiếm. Thanh kiếm này hơi có màu tím, dưới ánh mặt trời phát ra kiếm quang màu tím. Chẳng lẽ là Tử Hà kiếm quan trong truyền thuyết, nghe nói phát ra kiếm quang có thể làm cho đối thủ nhất thời bị vây trong sự hỗn loạn về tinh thần, có tính chất hủy diệt tinh thần. Lúc này Tuyết Nha vẻ mặt ngưng trọng nói. Đây là sát chiêu của phái Hoa Sơn, chỉ có trưởng môn và các trưởng lão trung tâm mới có thể học được. Chiêu này uy lực rất lớn, nhưng cực kỳ hao phí nội tức. Một chiêu có lẽ cũng sẽ lấy đi một nửa nội tức của người thi triển nó. Cho nên, không thể diệt đối phương thì có lẽ chính mình xong đời. Lúc này Xa Nhất Đao vẻ mặt cũng ngưng trọng nhìn nói. Nếu đẳng cấp đầy đủ còn có thể dùng nội tức khống chế từ xa kiếm này giết địch trong vòng 10 dặm. Đương nhiên tôi thấy Tiêu Thiên Đắc không thể có khả năng này. Đẳng cấp quá thấp, công lực không đủ, nhưng cự ly ngắn thì hoàn toàn có thể làm được. Đây có lẽ là lấy khí ném kiếm trong truyền thuyết đúng không ạ? Tuyết Nha hỏi. Có thể coi là như thế, tất cả các cao thủ có bản lĩnh thâm hậu đều có thể phun ra nội khí, hơn nữa sau khi phun ra còn có thể sử dụng, tất nhiên là có thể đạt đến mức lấy khí khống chế đồ vật. Đương nhiên, có thể khống chế hay không lại là một khoảng cách tương đối lớn. Muốn lấy khí khống chế vật thì thủ pháp vận dụng phải tương đối thành thạo. Nếu không, sau khi đồ vật rời khỏi tay cũng không nghe khống chế của cậu. Làm sao có thể dùng khí khống chế vật? Xa Nhất Đao dù sao cũng là cao thủ, kiến thức rộng rãi. Đúng lúc này, một vật to lớn như thùng nước từ trong đầm xông ra, là một đầu rắn, hình tam giác, hơi giống với đầu cá chép, trông còn xấu hơn cả cá sấu. Một con chăn lớn. Thiên Thông giật mình khiến cho hòn đá cầm trong tay cũng rơi xuống đất. Ừ, chắc chắn là hơn 1000 năm, chẳng lẽ là phái Hoa Sơn nuôi dưỡng chăn núi lớn? Xa Nhất Đao ấp úng nói. Loại chăn này lợi hại sao? Vương Nhân Bàng cảm giác mình nói lời này giọng hơi run run. Không lợi hại cậu thử một chút xem, có lẽ cao thủ thập đẳng cũng khó hàng phục nó. Xa Nhất Đao nhíu mày, sẵn sàng cứu giúp Diệp Phàm bất cứ lúc nào. Tiêu Thiên Đắc giẫm nát trên đầu con chăn lớn, con chăn này hất đầu, Tiêu Thiên Đắc phi lên chừng hơn 10 thước dưới tác dụng của quán tính. Tử Hà kiếm vung kiếm quang mày tím hướng xuống Diệp Phàm. Miệng con chăn lớn hơi mở ra to chừng cái chậu gỗ của người dân quê. Một chất lỏng màu đỏ nhạt mang theo màu tanh tưởi khép lại thành vòng tròn bay về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa thấy vội vàng chuyển người muốn tránh ra xa, tuy nhiên, tơ hồng kia quá nhanh, căn bản là không thể nào tránh kịp. Diệp Phàm cảm giác dưới lòng bàn chân có chút hồ dính, rồi cảm giác có một lực lớn kéo hai chân mình xuống dưới đầm. Trong chớp mắt trên đầu Tử Hà đã đến. Hai bên cùng tấn công. Diệp Phàm chỉ có thể quay vòng tay, bắn ra huyết trích tử thành một cánh hoa tấn công ra ngoài. Một chảo có thể nắm được ngay, nhưng kỳ lạ chính là Diệp Phàm muốn kéo xuống cũng không kéo xuống được. Hơn nữa,
Trong lúc thu nạp huyết trích tử phát hiện cánh hoa kỳ cực kỳ dũng mãnh, không ngờ có thể thu nạp được huyết trích tử. Tiêu Tuế Tùng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2550, chẳng lẽ là tiêu sắt nhất? Hai bên lập tức liền tiến gần lại với nhau. Dưới lực tác dụng mạnh mẽ, Diệp Phàm bỏ hết lao xuống mặt đầm, hai giây sau đã đến mượt đầm. Con chăn lớn cũng chìm vào đầm nước, cái đuôi còn xoắn mạnh mẽ một cách kỳ lạ. Diệp Phàm giơ hai tay hướng lên, tuy nhiên, người vẫn tiến vào trong nước, lập tức nước ngập đến bụng. Hơn nữa, vẫn tiếp tục bị kéo xuống. Diệp Phàm tức giận gầm lên một tiếng, miệng hơi mở một ngụm nước màu tím xanh đột ngột nổ ra. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Tiêu Thiên Đắc, khi thấy thế cũng không tránh, tùy tay vung ra, dùng nội khí muốn cho nó tản ra. Trong lòng còn nói, mẹ nó, đầm thúi như vậy cũng tham gia góp vui. Không ngờ, một ngụm đầm nhỏ như đầu ngón tay thật là kỳ lạ, lập tức liền nổ tung. Một làn sương màu tím đen bay lên, lập tức phán tán ra phạm vi chừng 3040, Tiêu Thiên Đắc cơ bản là lẫn trong đám sương mù không thấy đâu cả. Màn sương này chính là do Diệp Phàm dùng độc trong người biến thành, hơn nữa bí mật mang theo nội thức dũng mãnh đương nhiên là lợi hại. Sức tấn công không thua gì một quả bom tấn. Lúc trước Tông Vô Thu đẳng cấp 12 còn phải ngại ngùng chứ đừng nói đến Tiêu Thiên Đắc. Trong sương mù vang lên tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Thiên Đắc. Sương này có độc, khói độc, trưởng lão Tiêu cứu tôi, cứu tôi. Tiêu Tuế Thùng vừa nghe sợ tới mức vội vàng bay lên về phía Tiêu Thiên Đắc. Đối thủ của ông là tôi. Xa nhất đao làm sao có thể để ông ta thỏa ý. Tay vừa động, một lực mạnh mẽ truyền đi, lập tức liền làm Tiêu Tuế Tùng trên không trung lung lay, chẳng những không thể tiến thêm một bước, ngược lại rơi thẳng xuống tảng đá phía sau. Lên! Phi Dương không chờ được, bắt đầu dùng bảo kiếm tấn công về phía xa nhất đao, Khâu Tùng và Cổ Dương cũng không dám chậm trễ, tam tài kiếm trận trong nháy mắt đã hình thành lấy thế sét đánh tấn công về phía xa nhất đao. Mấy đệ tử của phái Hoa Sơn đứng trên tảng đá tất cả đều trong tư thế hổ đói rình mồi muốn tấn công về phía Vương Nhân Bàng. Tuyết Nha ra tay rất nhanh, chấn động hồn chuông vừa vang lên, lập tức lao xuống trước mặt mấy đệ tử Hoa Sơn đập mấy cái, tiếng rên lập tức vang lên. Chấn động hồn chuông này đối phó với cao thủ thập đẳng được đối phó với mấy người thân thủ nhị đến tứ đẳng uy lực hơn 10 phần. Mỗi lần chuông của Tuyết Nha bay đi nhoáng cái đã có mấy đệ tử té xỉu. Tiếng chuông tấn công rất lợi hại. Đối với mấy người bậc thấp chắc chắn là giết người không dao. Mà đám người Vương Nhân Bàng và Thiên Thông cùng xa nhất đao đã lao vào bên trong đám đệ tử Hoa Sơn, quyền đấm cước đá, tiếng ồn ào vang lên, gần một phút đã đánh ngã mười mấy người. Tiếng kêu rên lập tức vang lên, đương nhiên, đám người Vương Nhân Bàng không dùng binh khí, những đệ tử này chỉ bị thương mà chưa chết. Dù sao cũng là xã hội hiện đại, giết người cũng là chuyện xui xẻo mà. Ván này chúng tôi nhận thua. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Thiên Đắc, hơn nữa đám đệ tử đều đã ngã xuống đất, bốn người Tiêu Tuế Tùng lại đang bị kiềm chế, cục diện này cứ tiếp tục sẽ không được, cho nên, Tề Thiên không thể không lên tiếng nhận thua. Ván này chúng tôi nhận thua, kính xin Diệp Tiên Sinh dừng tay. Phi Dương cực kỳ nhục nhã hét to lên một tiếng. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng đâm lao phải theo lao, tuy nói hắn định dừng tay nhưng con chăn trong đáy nước kia không hiểu tiếng người. Cho nên... Súc sinh kia vẫn đang dùng lực kéo mình xuống đáy nước, sắp đến cổ rồi, xuống nữa thế nào cũng chết đuối không chừng. Xa nhất đao vừa thấy lập tức bay vút lên trời, vỗ vỗ hai tay, màn xương đen cuối cùng tản ra, lão đưa tay kéo, Tiêu Thiên Đắc được kéo ra, cả người màu đỏ bị kéo xuống nện lên một tảng đá. May mắn là Tiêu Tuế Tùng cuống quýt đỡ lấy nếu không có lẽ cũng đập thành bánh thịt rồi. Dù vậy vẻ mặt Tiêu Tuế Tùng vẫn có chút khó coi bởi vì quần áo của Tiêu Thiên Đắc đã bị sương mù độc màu tím ăn mòn hết, cả da cũng hiện màu tím đen. Đúng lúc này, trong túi áo Diệp Phàm đột nhiên run run một hồi, một vật màu hồng chui vào nước. Không lâu sau, trong đầm nước nổi lên một cột sóng thật lớn phun lên giống như suối cao chừng hơn 10 nước. Diệp Phàm cảm giác bàn chân chợt nhẹ đi, con rắn quấn chân hắn hình như bỏ ra rồi. Hắn hơi dùng sức một chút đã nhảy lên không trung. Xoay một cái đã rơi trên bờ đầm. Nhìn vào túi áo vừa thấy, xà vương đỏ sát đào trong hang rắn ở Tam Độc Giáo đã không thấy đâu. Lúc trước khi mang về không lâu đỏ sát hình như buồn ngủ, Diệp Phàm còn tưởng nó ngủ đông nên không để ý. Đang chuẩn bị đặt nó trong nhà nhưng không ngờ nó cứ bám chặt lấy hắn. Trong lòng tự nhủ, mày thích túi của tao thì cứ cho mày ở trong túi. Không thể tưởng tượng được trong thời khắc mấu chốt nó lại tỉnh dậy đi ra. Hơn nữa,
đôi mắt ưng phát hiện Hồng Sát đang đại chiến với con trăn của phái Hoa Sơn. Dù con trăn có cơ thể khổng lồ, nhưng hình như cũng tương đương với đỏ sát. Không ngờ đỏ sát làm cho phải trốn chạy trong đầm nước. Cho nên mới gây nên cột sóng cao hơn 10 mét. Không lâu, con trăn chui xuống đáy đầm không thấy bóng dáng đâu. Mà một vật màu hồng hiện lên, Diệp Phàm cảm giác túi phồng lên, biết là Hồng Sát đã trở lại. Trong lòng tự nhủ con rắn nhỏ này đúng thật là có phong cách, là vũ khí bí mật của mình. Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh đạp sóng đi vào bờ. Còn cần một ván nữa sao? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Nếu vị tiên sinh này có thể thắng được tôi, chúng tôi tình nguyện dâng tặng đế vương giám. Tiêu Tuế Tùng vẫn không phục, đưa ra lời khiêu chiến. Không phải dâng tặng, là chúng tôi giúp nhà họ Hoa lấy lại vật của nhà bọn họ. Diệp Phàm cải chính. Mặc kệ là dâng tặng hay là lấy lại, chỉ cần có thể thắng tôi là được. Tiêu Tuế Tùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Môn chủ Tiêu thấy thế nào? Diệp Phàm hỏi Tiêu Thiên Đắc phát hiện cả người y đang run rẩy. Được. Tiêu Thiên Đắc run rẩy phun ra một chữ, ánh mắt ác độc nhìn Diệp Phàm một cái. Đến đây đi. Xa Nhất Đao nhảy xuống đầm nước. Tiêu Tuế Tùng cũng không hai lời, đâm bảo kiếm lên không trung. Mễ Lạp Chi Châu cũng tỏ vẻ sáng rọi sao. Xa Nhất Đao hừ một tiếng, đối phó với một cao thủ đẳng cấp 11 vẫn không thành vấn đề. Tay vừa động, một quyền trực tiếp hướng về phía Tiêu Tuế Tùng. Dầm một tiếng vang lên, Tử Hà kiếm làm bạn với Tiêu Tuế Tùng mấy chục niên bị một quyền mạnh của Xa Nhất Đao đập về vách đá phía sau hơn 100 mét. Cả thanh bảo kiếm và chuôi đều bị cong, có thể thấy được sự linh hoạt sắc bén của quyền này. Phải biết rằng Tử Hà bảo kiếm là vật quý của phái Hoa Sơn. Độ cứng và sự dẻo dai chắc chắn so sánh được với những vật liệu mới nhất hiện nay. Tiêu Tuế Tùng đau lòng nghiến răng hai tay nghênh đón tới. Thình thịch, lại một quyền, Tiêu Tuế Tùng giống như một viên đạn bắn về bờ đầm phía sau 5060 mét. Bọt nước tóe lên cao chừng hơn 10 thước, hết sức chật vật. Tóc ngay ngắn trên đầu lúc này rối tung lên, bám đầy rêu xanh. Còn muốn tới nữa sao? Xa Nhất Đao vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tiêu Tuế Tùng. Chúng tôi thỉnh giáo. Phi Dương mở mắt hét lớn. Có thể, tôi cũng muốn lĩnh giáo một chút tam tài kiếm trận. Xa Nhất Đao không thay đổi vẻ mặt hừ nói. Ba người Phi Dương lập tức tạo xong tư thế trên tảng đá, ba thanh bảo kiếm hợp lại một chỗ, cắt qua không khí, lao thẳng đến chỗ Xa Nhất Đao. Trước lực lực, tất cả đều là hư không. Xa Nhất Đao cười lạnh một tiếng, ném một quyền tới phía xa chừng 50 mét, bảo kiếm bị đánh tan thành ba cái, cũng giống như trước, đập vào vách đá cách xa hơn 100 mét. Mà Xa Nhất Đao giơ một nắm tay, từ cách xa hơn 10 mét kéo ba người Khâu Lâm lên không trung. Hai tay vung mạnh một cái. Ba người giống như ba viên đạn, bị Xa Nhất Đao nện vào trong một bụi cỏ, quay cuồng mấy cái mới dừng lại, trên đùi ai cũng là máu tươi, không bò dậy nổi. Lấy đế vương giám ra đây. Xa Nhất Đao khí phách 10 phần chỉ một ngón tay vào Tiêu Thiên Đắc mặt như đang đóng băng. Xa Nhất Đao vốn nói năng thận trọng, sầm mặt trông giống như thần chết. Cha! Tiêu Thiên Đắc ngửa cổ lên trời giống lên một tiếng, tuy nhiên, thật lâu sau cùng không có một người. Cho ông 5 giây, nếu không lấy ra thì tôi phải hạ sát thủ rồi. Tôi không ngại nếu tiêu diệt cả nhà phái Hoa Sơn. Tay Xa Nhất Đao vừa động, khí thế hùng mạnh bước ra, người chưa động nhưng làm chấn động cách xa hơn 10 mét đều run lẩy bẩy. Đối với Xa Nhất Đao thì giết những người này là chuyện rất bình thường rồi. Lấy đế vương giám. Tiêu Thiên Đắc đau khổ hét lên một tiếng. Một đệ tử gọi điện thoại, không lâu sau một ông lão cầm một cái hộp chạy như bay đến. Cho các cậu. Tiêu Thiên Đắc đau khổ vuốt vuốt cái hộp một chút, ném về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đứng từ xa phát ra một chút nội lực, chiếc hộp bị kéo về phía bên này. Vật của phái Hoa Sơn chúng tôi dễ lấy như vậy sao? Hôm nay toàn bộ các cậu được ở lại đây. Đúng lúc này một giọng nói từ xa truyền đến. Đột nhiên, một lực rất mạnh giống như đến từ phía chân trời. Chiếc hộp thấy như đã tới tay không ngờ bay ra xa mấy trăm mét. Xa Nhất Đao nhíu mày. Lập tức mở mắt ra, hoan hỉ Phật bươm bướm nhảy bằng da chăn vừa mới tạo ra rộng chừng 4 thước nhảy lên không trung. Một lực mạnh hướng về phía chiếc hộp. Đẳng cấp 12 cho rằng mình vô địch thiên hạ có phải không? Ăn một cái tát của lão rồi nói sau. Giọng nói kia vang lên từ cách xa hàng dặm, một lực mạnh mẽ truyền đến. Bốp! Cả người Xa Nhất Đao bị một cái tát quăng xuống đầm nước. Mau lên bờ! Diệp Phàm vội vàng kêu lên.
Sa Thiên dùng đôi cánh bay đến bên cạnh cha, hai người bay vào bờ. Cậu thanh niên, đây không phải là chỗ cho cậu nói chuyện, vả miệng. Giọng nói kia lại vang lên, đôi mắt ưng của Diệp Phàm cảm thấy một áp lực khí lớn vô cùng nguy hiểm, vội vàng tránh sang bên cạnh. Cảm giác bên tai một hồi lửa nóng, mới phát hiện lực này sượt qua tai bổ về phía một gốc cây to như thùng nước cách đó hơn 10 mét, răng rắc một tiếng, cả cái cây đổ xuống. Ồ, rõ ràng có thể tránh, không tệ, đến một lần nữa. Giọng nói kia lại vang lên, dường như có chút bất ngờ, lúc này là từ một dặm truyền đến, phát hiện có một bóng người trên không trung bay đến. Chương 2551, toàn bộ tổ đặc nhiệm A hành động. Thật ra, Diệp Phàm có đôi mắt ưng quá mẫn cảm mới tránh được. Khiến cho người kia nghĩ rằng Diệp Phàm bản lĩnh rất cao cho nên tức giận. Lần này lực đến cũng không lớn, rất dịu dàng. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng cảm giác bốn phía đầy thiên la địa võng, bất luận là tránh hướng nào cũng không được. Dường như bị quấn quanh rồi. Bỏ rồi. Diệp Phàm bị vây khốn hai tay giơ lên, ném mấy chục lá phi đao đâm về phía bóng người kia. Cái này thì có ích lợi gì? Người nọ hình như tự nói, tùy tay nhặt. Phi đao của Diệp Phàm linh hoạt sắc bén như vậy không ngờ bị người này từ xa hút bắt hết trong tay. Người nọ nhìn cảm thấy không có ý nghĩa, thuận tay ném vào ven đường. Lại giơ tay về phía Diệp Phàm, trong nháy mắt người này chỉ cách Diệp Phàm vẻn vẹn có 300 mét khoảng cách. Phát hiện người này giống Tiêu Thiên Đắc, chẳng lẽ chính là Tiêu Sắt Nhất? Diệp Phàm thầm hỏi, không dám chậm trễ, vội vàng dùng hơn 100 phi đao lá liễu đâm về phía người này. Vô dụng còn lấy đến làm gì, thật sự là ngu ngốc. Người nọ hừ lạnh một tiếng, lực hút càng mạnh hơn, tuy nhiên, lúc này Sa Nhất đao cũng vung hai đấm trên không trung đập đến. Người nọ phân ra một bàn tay về phía Sa Nhất đao, tay kia chộp về phía phi đao của Diệp Phàm. Lại đến trong ta, tuy nhiên quay người tức giận mắng. Thằng nhóc, cậu cũng dám đùa giỡn lừa dối. Vả miệng. Dầm. Tay của người này gặp can tương của Diệp Phàm lập tức hiện ra một dấu vết nhợt nhạt. Tuy nói chỉ vẻn vẹn chỉ có một chút máu tươi tràn ra nhưng thực ra không có máu chảy ra. Nhưng người này cũng biết là mất mặt rồi cho nên, lần này giơ tay ra không lưu tình chút nào. Diệp Phàm cảm giác nhất thời đều không thể thở nổi liều mình bước ra nội tức chống đỡ. Đám người Sa Thiên tất cả đều phát ra trưởng lực hỗ trợ Diệp Phàm. Người này giống như đang đùa giỡn mọi người, đế vương dám bị y đùa giỡn lơ lửng giữa không trung như một chiếc lá rụng. Bên này không ngừng dùng nội tức ép sang, Diệp Phàm cùng mấy người vương nhân bàng bị ép tới gặp người. Tuy nhiên, áp khí quá mạnh, tuy mọi người bước ra toàn lực nhưng vẫn cảm giác không thể thở nổi. Cậu bé, hôm nay tôi không cần mạng của các cậu. Tuy nhiên, nửa đời còn lại của các cậu chỉ có thể ở trên giường. Người này cười u ám một tiếng. Rõ ràng cứ đè ép đám người Diệp Phàm. Cha, cuối cùng cha đã trở lại. Giết sạch bọn họ. Tiêu Thiên Đắc nghiến răng nghiến lợi hét lớn. Đừng nóng vội Thiên Đắc, sẽ đủ để cho con hết giận. Tiêu Sắt Nhất thản nhiên cười. Ngay lúc mấy người Diệp Phàm cảm thấy xương cốt đã gãy là lúc việc không ngờ xảy ra. Rừng cây bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một hòn than từ xa đánh về phía Tiêu Sắt Nhất. Tiêu Sắt Nhất từ xa dùng một tay muốn nắm lấy viên than. Ngay lúc ông ta nắm lấy là lúc viên than nổ tung. Một lực tác động mạnh làm người ta run sợ nổ tung ở phía Tiêu Sắt Nhất. Ông là ai? Tiêu Sắt Nhất tức giận gầm lên tiếng, một quyền đâm về phía bóng người kia. Tôi là cha cậu. Người này cười điên cuồng một tiếng, tốc độ rất nhanh, đế vương giám đã đến tay ông ta. Chạy mau, Sử Vô Đoan đến rồi. Diệp Phàm vội vàng bảo mọi người chạy trối chết. Vừa nghe thấy Sử Vô Đoan mấy người vương nhân bàng chưa nói hai lời đã chạy vào trong núi. Lúc này chỉ hận cha mẹ sinh ra hai chân mà thôi. Đối với Sử Vô Đoan, nhân bàng và Lam Tồn Quân là rõ nhất. Tuy nói mấy người Đường Thanh không hiện Sử Vô Đoan lợi hại thế nào, nhưng thấy Diệp Phàm bảo mọi người chạy như vậy cũng biết được sự nguy hiểm của người này. Lúc này cùng là dùng hết sức mạnh để chạy trối chết quan trọng hơn. Mấy đệ tử phái Hoa Sơn chưa nghe nói đến Sử Vô Đoan. Cả đám còn đang ngồi nhìn Tiêu Sắt Nhất để chuẩn bị trợ giúp. Thình thịch, liên tiếp mấy tiếng nổ vang lên, Sử Vô Đoan đấu với Tiêu Sắt Nhất hơn 10 đấm. Mà Tiêu Sắt Nhất vì vừa rồi chưa kịp phòng bị đã bị Sử Vô Đoan lấy ra quả cầu độc của Tam Độc Giáo đánh vào. Nhất thời vì bị thương mà công lực cũng giảm đáng kể. Tiếp theo, mấy đệ tử Hoa Sơn đến đông đủ, tất cả đều cầm kiếm tấn công về phía Sử Vô Đoan. Xin chào, ha ha. Sử Vô Đoan vừa thấy thế, vung quyền đánh vài cái,
Đầu tiên làm cho Phi Dương phun máu tươi ngã xuống, quyền thứ hai làm cho Tiêu Tuế thủng gãy chân, quyền thứ ba làm mấy đại trưởng lão đều ngã xuống. Quyền cuối cùng lập tức liền làm nổi lên một cơn sóng, một quyền xuống làm cho các đệ tử Hoa Sơn ngã xuống gần hết, mỗi người bị thương như dán giấy đỏ kêu là thống khổ. Vừa thấy Tiêu Sát Nhất khôi phục muốn lại gần mình, lão Sử nhanh chân xoay người chạy xuống chân núi. Đuổi theo. Tiêu Tuế Tùng hét lớn. Quay lại. Không thể tưởng tượng được Tiêu Sát Nhất ngăn lại. Vì sao? Phi Dương tức giận đến mức không chịu được. Mọi người không phải là đối thủ của y, cảnh giới của tôi không khác tôi là mấy. Hiện giờ tôi đã trúng độc, sau khi giải được độc sẽ đi tìm y. Chân trời góc biển, tôi muốn xem y có thể chạy trốn đến đâu. Tiêu Sát Nhất khoát tay áo ngồi xếp bằng xuống. Nhưng còn đế vương dám? Phi Dương hỏi. Y giữ nhất thời cũng không tìm ra địa điểm, vô dụng, chúng ta không cần phải vội. Tiêu Sát Nhất khoát tay áo. Mấy người Diệp Phàm liều mình chạy trốn xuống dưới chân núi chui vào xe mới nhẹ nhàng thở ra. Mẹ kiếp, nguy hiểm thật, hôm nay thiếu chút nữa là game over toàn bộ rồi. Thiên Thông tức giận mắng. Sửu Vô Đoan thật đúng là đánh không chết, rõ ràng là còn sống. Hình như không cả bị thương. Vương Nhân Bàng cũng không nhịn được nữa mắng. Rõ ràng Tiêu Sát Nhất còn sống, lợi hại thật. Thiên Thông thở dài, trong lòng còn sợ hãi. Cảnh giới của Tiêu Sát Nhất và Sửu Vô Đoan không khác nhau lắm, có lẽ đều là đã bước chân vào cảnh giới tiên thiên đại tôn giả, chỉ có thể nói là nửa tiên thiên cường giả. Tuy nhiên, mặc dù như vậy cũng không phải là người chúng ta có thể chống lại. Sa Nhất Đao nói một câu. Hình như đế vương giám đã bị Sửu Vô Đoan lấy đi rồi có phải không? Thiên Thông nói. Đúng vậy, chính là y, tuy nhiên, Tiêu Sát Nhất không cướp lại, có lấy về hay không cũng không biết. Hình như Tiêu Sát Nhất đã trúng độc của Sửu Vô Đoan. Ôi, chuyện của Phong Châu không thể giải quyết được rồi. Đế vương giám dù trong tay ai cũng không phải muốn lấy là lấy lại được. Diệp Phàm thở dài, nhíu mày. Đúng vậy, sao có thể giành về từ trong tay họ? Đó không phải là muốn chết sao? Thiên Thông có chút sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ. À, sao lại là ông? Thiên Thông sợ tới mức hét lớn. Thằng nhóc, sao không phải là tôi? Người nọ cười nói. Diệp Phàm và mọi người nhất thời sởn tóc gáy nhìn ra ngoài phát hiện Sửu Vô Đoan không ngờ dùng chân bám vào trần xe, thò cổ xuống cửa sổ xe còn cười tủm tỉm nhìn mọi người trong xe. Xử lý y. Vương Nhân Bàng hét lên một tiếng, bốp một tiếng lấy trong gầm xe một cây súng. Tuy nhiên, xe đột nhiên lắc mạnh, mọi người lập tức cảm giác mặt đất đang quay vòng, hiển nhiên là xe bị Sửu Vô Đoan lật ngược. Dầm một cái, cửa xe bị đá văng ra. Diệp Phàm còn đang choáng váng đã cảm giác một lực mạnh mẽ truyền đến cả người hôn mê bất tỉnh. Mau tỉnh lại. Mấy phút sau, mấy người Đường Thành hét lên, mấy người Vương Nhân Bàng cuối cùng cũng tỉnh lại, mọi người nhìn nhau, Vương Nhân Bàng kêu lên. Diệp Phàm đâu? Bị tên Sửu Vô Đoan bắt đi rồi. Đường Thành cuống quýt kêu lên. Xong đời, xong đời. Thiên Thông ấp úng. Xong đời cái con khỉ, nhanh đuổi theo. Vương Nhân Bàng bước từ trong xe ra gầm lên. Đuổi theo có tác dụng không? Huống chi chúng ta căn bản không đuổi kịp y. Hơn nữa, đuổi hướng nào, chỉ nên tìm trợ giúp. Sa Nhất Đao lạnh lùng hừ nói. Vương Nhân Bàng lập tức tỉnh táo lại, móc điện thoại ra gọi. Không lâu, tổng bộ tổ đặc nhiệm A vang lên tiếng cảnh báo. Một hồi tiếng bước chân vang lên, mọi người vội vàng vào phòng họp. Cung Khai Hà vẻ mặt âm trầm, vừa ngồi xuống ghế đã nói. Tình hình khẩn cấp, đoàn người của Diệp Phàm đến phái Hoa Sơn thi đấu, không ngờ đụng phải Tiêu Sát Nhân môn chủ trước của phái Hoa Sơn. Người này có thực lực nửa tiên thiên, ngay cả vương bài của chúng ta cũng không chịu được trưởng lực của lão. Và có một nhân vật lợi hại đến, người này là Sửu Vô Đoan, có cảnh giới cùng Tiêu Sát Nhất. Diệp Phàm hiện giờ không rõ tung tích, Đường Thành báo cáo bị Sửu Vô Đoan bắt đi. Các đồng chí, thời điểm khảo nghiệm của chúng ta đến rồi. Các đồng chí phụ trách lập tức trở về, yêu cầu các bộ phận nhanh chóng hành động, tiến hành lần tìm tung tích đồng chí Diệp Phàm. Bên này, yêu cầu an ninh quốc gia, công an, biên phòng và các đơn vị phối hợp, giữ bí mật nghiêm túc, cố gắng hết sức vì sinh mạng của Diệp Phàm. Sửu Vô Đoan đề xuất yêu cầu gì cần đáp ứng hết. Tôi đi phái Hoa Sơn một chuyến, hỏi thăm tình huống một chút. Lão Lý vội đến mức không chịu được, lập tức nói. Tốt. Lão Lý đi phái Hoa Sơn đem mấy người của binh đoàn báo săn đi cùng. Bọn họ đang chờ bên ngoài,
nếu phái Hoa Sơn dám làm gì đó, tôi trao quyền cho ông có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế. Cung Khai Hà trực tiếp ra lệnh. Biện pháp cưỡng chế có thể là đã cân nhắc rồi. Thủ lĩnh của tổ đặc nhiệm A ra lệnh như thế vài năm cũng không nhìn thấy được một lần. Trừ phi đó là việc vô cùng quan trọng. Tổ trưởng Cung, tôi lập tức liên hệ với quân đội để tiến hành tìm kiếm. Lan Sa Kim lúc này cũng đoàn kết chưa từng có, lập tức nói. Kia nhất định phải làm thế, anh giao nhiệm vụ cho họ, lúc này là thời điểm quan trọng nhất, ai dám làm qua loa Cung Khai Hà tôi không tha cho. Cung Khai Hà nghiêm túc nói. Tổ trưởng Cung, anh phải tin tưởng tinh thần yêu nước của họ. Chúng ta đều là người Hoa, cũng đều là vì Tổ quốc. Tuy nói bình thường có chút mâu thuẫn cũng là bình thường thôi. Có người cá nhân thì có mâu thuẫn, nhưng trước mặt một sự việc lớn, hết thảy lấy đất nước làm trọng. Đồng chí Diệp Phàm là tinh anh của Tổ quốc, là vương bài trẻ tuổi của Tổ đặc nhiệm A, cũng từng là tướng quân của họ. Dù sao cũng là người của nhà nước, lấy việc của nhà nước làm trọng. Trước mắt là Tổ quốc mọi thứ đều phải gạt ra một bên. Lan Sa Kim nghiêm nghị, nói. Đó là đương nhiên, đất nước vẫn là đất nước, tất cả lấy lợi ích Tổ quốc làm trọng. Cung Khai Hà gật gật đầu, Kim Sa Lan vội vàng đi. Không lâu, thành viên ở Tổng bộ Tổ đặc nhiệm A hành động. Lập tức hàng trăm chiếc xe lớn tản đi tứ phía, máy bay trực thăng chuyên dụng của Tổ đặc nhiệm A cũng cất cánh. Những tình báo của Tổ đặc nhiệm A các nước đều kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được Tổ đặc nhiệm A làm sao có một trận chiến lớn như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, gián điệp của Tổ đặc nhiệm A các nước gọi điện về nước báo cáo. Chương 2552, cả thế giới chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn Tổ đặc nhiệm của các nước khác đều triển khai hội nghị khẩn cấp nghiên cứu xem có phải Tổ đặc nhiệm A có hành động gì lớn không, phải chuẩn bị đối phó như thế nào. Hoặc là có phát hiện gì bí mật lớn không, ví dụ như sinh vật ngoài hành tinh chẳng hạn. Diệp Phàm mất tích khiến cho cả thế giới không yên. Diệp Phàm chắc chắn không nghĩ đến. Cung Khai Hà không chút do dự, gọi điện thoại cho Liễu Hồng Sắc. Vừa thông, Cung Khai Hà đã nói. Cứu người mất tích, đồng chí Diệp Phàm, không cần đến gặp tôi. Giao cho các đồng chí, người nào dám lơi lỏng, Tổ đặc nhiệm A sẽ xử lý trước đảng. Không lâu, nhà họ Phí cũng có mấy chục người ngồi trên xe tản đi. Nhà họ Lô ở Thủy Châu cũng cử người đi tìm khắp nơi. Mà sư đoàn hưởng hổ của Tề Thiên đã nhận được lệnh từ sớm, từng chiếc xe quân đội đi thẳng đến các hướng. Sư đoàn đặc chủng báo săn ở Thủy Châu cũng đã nhận được mệnh lệnh, mấy trăm quân nhân đều mặc tư trang, trang bị đầy đủ vũ khí. Phó sư trưởng Trần Quân vẻ mặt nghiêm túc đứng đó. Thủ trưởng của báo săn đã cau mày, lúc này vẻ mặt nghiêm túc đến dọa người. Các đồng chí, cơ hội khảo nghiệm các cậu đã đến rồi. Trịnh Phương hét lớn. Hiểu rồi. Tất cả các đội viên của báo săn cùng hét lên, âm thanh rung trời. Xuất phát! Trịnh Phương vung tay lên, từng chiếc xe mày xanh xếp thành hàng đi ra ngoài cử. Toàn thể quan tướng của tập đoàn quân thứ hai cũng nghiêm túc đợi mệnh lệnh bên ngoài. Tất cả đều đang chờ vì tư lệnh viên căn cứ còn đang tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tất cả các tướng lĩnh của căn cứ Vịnh Lam Nguyệt đều đang ngồi ngăn ngắn trong phòng hội nghị. Màn hình sáng lên, Phó Chủ tịch Ủy ban quân giới Tiền Phong Vân đã xuất hiện trên màn hình. Kính chào. Tướng quân Hầu Bình nói to một tiếng, tuy nói là chỉ trên màn hình nhưng tất cả các tướng quân đều đứng thẳng, chào theo nghi thức. Các đồng chí, thời khắc khảo nghiệm của các đồng chí đã đến rồi. Giọng Tiền Phong Vân vang lên trong hội nghị. Tuy nói là lục soát cứu Diệp Phàm nhưng giữ bí mật được làm rất tốt. Căn cứ Vịnh Lam Nguyệt cũng chỉ các tướng quân biết thân phận Diệp Phàm. Các đồng chí cấp dưới chỉ nghe lệnh hành động. Căn cứ Hùng Sơn ở Ngư Đồng. Một con thuyền màu đen lặng lẽ tiến vào độ sâu 2.000 mét. Tư lệnh căn cứ Tiền Sâm vẻ mặt nghiêm túc tự mình đứng ở vị trí chỉ huy. Thằng nhóc, mau tỉnh lại cho tôi. Một giọng nói giống như tiếng sấm vang lên, Diệp Phàm cuối cùng cũng mở mắt, hai mắt mờ mờ. Hắn phát hiện Sửu Vô Đoan không ngờ đang cúi sát xuống mặt hắn. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhủ lần này có lẽ thật sự xong đời rồi. Rơi vào tay lão già biến thái này, còn có đường sống nào đây? Tiền bối bắt tôi đến đây làm gì? Vẻ mặt Diệp Phàm lãnh đạm hỏi. Không ngờ đúng không? Sửu Vô Đoan cười nhìn Diệp Phàm một cái, vẻ mặt đắc chí. Vâng, đúng là không ngờ, thật không ngờ thiên hạ còn có chuyện như vậy, ở phái Hoa Sơn lại gặp được ông. Diệp Phàm cười khổ một tiếng. Tuy nhiên, tôi không biết tiền bối bắt tôi để làm gì. Đối với ông mà nói thì tôi không có chút tác dụng gì.
Có hay không thì không nói với cậu, đều do tôi quyết định. Sửu Vô Đoan hừ nói. Chúng ta đi đâu? Diệp Phàm nhìn quanh, phát hiện hình như trong một chiếc xe. Nhìn kỹ lại, lập tức có chút kinh ngạc, Sửu Vô Đoan không ngờ dùng một chiếc xe quân đội. Tuy nói hai bên đường đều có người kiểm tra nhưng vừa thấy biển số xe này nên đều bỏ qua. Bởi vì đây là biển số tương đối có bất cập, Diệp Phàm thiếu chút nữa tức nổ mũi. Thế nào thằng nhóc, tôi nghĩ cũng chu đáo chứ. Bất luận cậu có năng lực thế nào, ai dám ngăn cản chiếc xe này của chúng ta. Ha ha, xe tư lệnh viên thật là hoàng tráng. Sửu Vô Đoan cười ha ha không ngừng. Chúng ta đi đâu đây? Diệp Phàm hỏi. Hỏi nhiều như vậy để làm gì, cậu cứ thành thật cho tôi là được, nói cách khác, cậu phải hiểu thế nào là đau khổ rồi. Sửu Vô Đoan nghiêm mặt nói. Tiền bối sao phải làm khó một người luyện võ cấp thấp như tôi? Diệp Phàm hỏi. Cấp thấp, cậu thật nguy hiểm, không ngờ có thân thủ thập đẳng người thứ hai. Khi tôi bằng tuổi cậu mới là cửu đẳng, thế nào cậu nhóc, có thể suy xét một chút việc gọi một tiếng sư phụ. Sửu Vô Đoan nói. Diệp Phàm thiếu chút nữa phải bật cười, không thể tưởng được lão Sửu muốn nhận hắn làm đồ đệ. Tôi có sư phụ. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Sư phụ của cậu có tác dụng quái gì, có lẽ cũng chỉ trên dưới thập đẳng. Ngẫm lại, đi theo tôi lăn lộn cũng có nhiều chỗ tốt. Sửu Vô Đoan khinh thường nói. Tốt, có gì tốt? Diệp Phàm hơi hứng thú hỏi. Nhìn xem đây là cái gì? Sửu Vô Đoan đem cái hộp tinh xảo ném ra trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm mở ra, lật lớp lụa lên, phát hiện trong đó là một toàn cốt tháp 7 tầng. Tháp này cũng không có gì khác biệt với tòa tháp bình thường, chẳng qua là được điêu khắc bằng xương thôi. Tuy nhiên, đôi mắt ưng của Diệp Phàm vẫn phát hiện manh mối, trên đỉnh tháp có khảm một viên đá quý màu đỏ. Viên đá quý trong suốt, không có một tia tạp chất nào. Mặc dù Diệp Phàm dùng đôi mặt chim ưng phóng đại thêm nhiều lần vẫn không phát hiện bất kỳ tạp chất gì. Chỉ riêng viên đá quý này bán trên thị trường giá đã không dưới 10 triệu. Hơn nữa, bên cạnh của tháp còn lưu lại dấu của ấn triệt. Nhìn kỹ, có khắc dấu ấn của Tông Ái Tân Giác La. Đây không phải là danh hiệu chính thức của Ung Chính. Đây là Đế Vương Giám. Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, có người gọi là Đế Vương Giám, thật ra còn có một biệt hiệu. Trong thiên hạ cũng không có mấy người biết, nếu không, phái Hoa Sơn đã sớm bị người ta đạp bằng. Sửu Vô Đoan vuốt cằm, hơi có vẻ đắc chí nói. Hả, còn hỏi là gì? Diệp Phàm vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi. Tháp huyết tích. Sửu Vô Đoan nói. Tháp huyết tích, có tên đầy sát khí như vậy có lẽ là có lai lịch. Diệp Phàm hỏi, dù sao cũng chạy không thoát, chi bằng cùng lão già này tâm sự một chút cho thoải mái, xem có cơ hội trốn không. Đương nhiên có tác dụng, huyết trích tử cậu đã từng nghe nói qua. Sửu Vô Đoan hừ nói. Huyết trích tử, người ta đều nói huyết trích tử là tổ chức đặc vụ của Hoàng đế Ung Chính. Sử dụng chính là một loại ám khí, giống lồng chim. Chuyên môn lấy đầu của kẻ thù từ xa. Vật này thả ra thì dùng nội tức khống chế, sau khi mở ra lấy đầu của người ta, xé cho chảy đầy máu sẽ thu về. Hơn nữa có một bộ chuẩn, tôi có một cái mô phỏng. Diệp Phàm nói. Bọn họ chỉ biết một và không biết hai đấy thôi. Sửu Vô Đoan lắc đầu. Chẳng lẽ còn có bí mật mà người ta không biết? Diệp Phàm hào hứng hỏi. Đương nhiên, huyết trích tử có tác dụng lấy đầu người từ cự ly xa. Nhưng nó còn có một tác dụng khác, bởi vì, phối hợp với huyết trích tử còn có một độc dược kịch độc. Sửu Vô Đoan nói. Độc dược, còn có cái này sao? Hình như có chút mâu thuẫn. Nếu độc dược thì có gì tốt? Diệp Phàm có chút không hiểu. Cậu thì biết gì, độc dược đương nhiên cũng có tính tốt. Tính độc của độc dược nếu được phối chế tốt có thể rất quý. Bởi vì độc dược tốt có thể cứu người, hơn nữa hiệu quả rất tốt, tuy nhiên, cũng quá khó để chế biến. Sửu Vô Đoan có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Tôi hiểu rồi, tiền bối trước đây đã sống trong hầm xà quật ở Tam Độc mấy chục năm. Mỗi ngày làm bạn với rắn độc, nếu nói là không trúng độc là không thể nào. Giống như Sa Nhất Đao, ông ấy chỉ có thể sống 2 năm thôi. Có lẽ tiền bối sống trong độc lợi hại hơn. Diệp Phàm hỏi. Thông minh. Sửu Vô Đoan khen ngợi một câu, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái nói. Hiện giờ đã biết lý do tôi bắt cậu rồi chứ. Đoán được một chút, chẳng lẽ tháp huyết trích liên quan đến tổ chức huyết trích tử của Ung Chính. Tiền bối muốn tìm loại độc tốt này để giải độc trên người. Diệp Phàm nói. Cậu chỉ đúng một phần, còn một phần chưa đúng. Độc dược tốt cũng cần.
nói như thế nào nhỉ, dùng từ ngữ hiện đại mà en soi chính là cần một chất xúc tác mới có thể có tác dụng. Nếu không, mặc dù cậu có chất độc tốt này cũng không phát huy được tác dụng. Sử Vô Đoan cười nói. Chất xúc tác, chẳng lẽ tôi chính là chất xúc tác đó sao? Diệp Phàm hiểu ra một chút. Quá thông minh, đúng rồi. Sử Vô Đoan cười ha ha hai tiếng, nhìn Diệp Phàm từ đầu đến chân giống như đang ngắm một cô gái. Diệp Phàm không khỏi nổi da gà khắp người. Tôi không hiểu tôi sao có thể thành chất xúc tác được. Diệp Phàm chép miệng hỏi. Cậu không phải là người có sẵn độc trong người sao? Không đúng, cậu chỉ có thể gọi là nửa người độc. Lúc trước Tông Vô Thù muốn lợi dụng chi độc hùng hồn trên bàn tay của tổ tông luyện thành người độc. Nhưng, có lẽ là trong đó đã xảy ra biến cố gì đó, khiến cho không luyện thành người độc mà lại tạo điều kiện cho cậu thành người độc. Làm cho cậu trở thành một người có thể là người độc cũng không phải là người độc. Người như thế lại khó tìm, làm xúc tác là thích hợp nhất. Đến lúc đó tìm được thuốc trong huyết trích tử rồi cho cậu ăn vào, rồi dùng nội tức truyền cho tôi sẽ giải được độc trên người tôi. Cậu nhóc, chỉ cần cậu phối hợp không chừng tôi vui vẻ có thể giữ lại cái mạng nhỏ của cậu. Nói cách khác, cậu sẽ biết được cuộc sống mà sống không bằng chế. Sử Vô Đoan hung hăng nói. Ha ha, nếu như không có sự phối hợp của tôi thì cùng lắm chúng ta chết. Diệp Phàm thản nhiên cười, cảm thấy vẫn nên thừa dịp. Cùng chết, cậu nhóc nghĩ hay thật. Tôi không thể nào cùng chết với cậu, tôi bị nhốt trong xà quật mấy chục năm chưa từng hưởng thụ cuộc sống, hiện giờ đúng là thời điểm hưởng thụ. Đến lúc đó có thuốc chữa bệnh chính là thời điểm hưởng thụ của tôi. Sử Vô Đoan lắc lắc đầu nhắm mắt ngồi xuống. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng nhìn xung quanh, tuy nhiên, biết đã bị Sử Vô Đoan bắt mà muốn chạy trốn thì không thể nào. Một cái tát của người ta cũng có thể giết anh. Không lâu sau, không ngờ một chiếc xe tư nhân mang đến một chiếc máy bay tư nhân nhỏ. Việc này chứng tỏ Sử Vô Đoan ở trong xà quật mấy chục năm nhưng vẫn có thể có cách như thế, người này đúng thật là lợi hại. Diệp Phàm thầm thán phục không thôi, nhìn lên trời hỏi, tiền bối muốn mang tôi đi đâu? Nói rông dài cái gì? Sử Vô Đoan bất mãn hừ một tiếng, sau đó đứng dậy. Không lâu, Diệp Phàm cảm thấy Sử Vô Đoan chọc một cái liền hôn mê bất tỉnh. Chương 2553, bí mật về huyết trích tử. Thấy không ngờ là đến một ngôi miếu hoang, ngôi miếu đã sụp đổ gần một nửa, ngay cả cửa miếu cũng không nhìn thấy rồi. Sao còn chưa vào? Hỏi. Đi vào cái rắm, cậu muốn chết thì vào thử đi. Sử Vô Đoan tức giận hừ nói. Trong đó có thú dữ sao? Chép miệng cười, có chút không phục. Đây là nơi bí mật mà tháp huyết trích chỉ đến. Bên trong có lẽ có một số bí mật về những thuộc hạ của Ung Chính trước đây. Cậu thử nghĩ xem. Năm đó huyết trích tử người ta chỉ nghe tin đã sợ mất mật. Nếu nói bên trong không có gì dọa người thì không thể nào. Tuy nói đã qua mấy trăm năm, nhưng vẫn nên đề phòng. Sử Vô Đoan nói. Đã tan hoang như vậy, Ung Chính đã chết rồi, ngay cả xương cốt cũng đều mục nát cả, tổ chức huyết trích tử cũng đã bị tiêu diệt, người ta còn có thể ngồi đây canh giữ nơi này sao? Có lẽ đã sớm lấy của bỏ chạy đi rồi. Cố ý nói kích Sử Vô Đoan. Dầm một tiếng. Sử Vô Đoan quả nhiên tức giận, đạp một cái khiến lăn ba bốn vòng trên mặt đất rồi mới ngừng lai, hắn trừng mắt hừ nói. Cậu biết cái gì, bọn họ chạy cái con khỉ, bên trong chắc chắn có thứ tốt, độc dược tốt của tôi chắc chắn ở bên trong. Biểu hiện của Sử Vô Đoan có chút giống bệnh tâm thần. Hiểu, lão già này bị độc dày vò cũng sắp đi đến điểm giới hạn rồi. Kích động một chút có lẽ sẽ điên lên không chừng, ít nhất, có thể làm cho tâm trạng của lão trở nên hỗn loạn. Nếu như vậy có thể có lợi cho mình mới quyết định. Từ thời Ung Chính đến giờ đã bao nhiêu năm, Ung Chính đã không còn, tổ chức huyết trích tử cũng không còn mà người trông coi chỗ này vẫn còn ở đây. Trên đời này còn có người tốt như vậy sao? Không thể nào, chắc chắn là không thể. Đứng lên tiếp tục kích động. Thình thịch, thình thịch. Sử Vô Đoan tức giận điên rồi, bị biến thành bao cát rồi, bị ông ta làm cho vài quyền. Tuy nhiên, lão già này còn muốn lợi dụng đương nhiên sẽ không đánh hắn bị thương, khống chế lực đạo rất khá, đánh cho đẹp mắt thôi. Cậu đi vào cho tôi. Sử Vô Đoan tức giận điên rồi, không hề nghĩ ngợi trực tiếp tát một cái làm bay vào trong miếu. Đương nhiên thành mồi nhử cho địch. Dầm một tiếng, ngã vào trong ngôi miếu đổ nát, ngẩng đầu lên nhìn phát hiện ngôi miếu này không phải đổ nát bình thường. Tượng Bồ Tát bên trong tất cả chỉ còn lại nửa thân, mỗi người đều không có đầu. Tứ đại kim cương cũng chỉ còn Quảng Mục Thiên Vương còn nửa bên mặt. Khắp trong miếu đều là nhện răng,
nền đều là phân rơi và rán, không khí xú uế thiếu chút nữa làm chết ngạt. Nằm sấp bất động dưới đất, dùng đôi mắt ưng cẩn thận quan sát. Lại kề sát đất nghe ngóng, cũng không cảm giác được sự sống, bởi vì sóng radar sinh vật không có chút phản ứng nào. Nếu có vật còn sống thì đôi mắt ưng có thể phát hiện rồi. Tuy nhiên, dùng đôi mắt ưng cũng không thể phát hiện một chút manh mối nào. Chỉ là đầu Bồ Tát trung tâm miếu hình như đặc biệt lớn. Cao đến 5 thước, rộng chừng 2 mét, mặc dù Bồ Tát không đầu nhưng cảm giác có chút gì đó khác thường. Hắn không thể không lăn đến gần, cố gắng gạt hết mệt mỏi dùng đôi mắt ưng cẩn thận quan sát bức tượng Bồ Tát này. Đột nhiên, một tia màu hồng xuất hiện trong đôi mắt chim ưng. Quả nhiên bên trong có người. Người này thật lợi hại, gần trong gang tấc không ngờ thiếu chút nữa đến đôi mắt ưng cũng không phát hiện được. Thầm run trong lòng, khẽ động đứng lên một cách vô ý, còn phất phất tay vỗ vỗ bụi trên người mắng. Ngôi miếu đổ nát cái gì, một quỷ ảnh đều không có. Tiền bối Sửu, mau vào, không có gì cả. Tuy nhiên, hôi hám quá. Thực sự không có gì. Sửu Vô Đoan đứng bên ngoài nói. Có mà tôi còn đường sống sao? Chuột rán thì nhiều, tôi đã nói rồi, đây là ngôi miếu đổ nát, không còn có người, có lẽ mấy trăm năm cũng không có người ở đi. Đáp. Sửu Vô Đoan quan sát một hồi quả nhiên đi vào. Lão già này còn rất cẩn thận, bước chậm chậm đi tới. Vừa mới đến cửa cũng cúi xuống sát đất quan sát. Chẳng lẽ lão Sửu cũng có đôi mắt ưng? Buồn bực nghĩ trong lòng, nhìn chằm chằm Sửu Vô Đoan, phát hiện ông ta kề sát đất nghe ngóng sau đó cũng không phát hiện được cái gì nên đi vào. Tránh nhanh sáng một bên. Thật đúng là đổ nát, xem ra đã lâu không ai đến đây rồi. Sửu Vô Đoan tương đối hài lòng, vung một chưởng lên không trung, chưởng này giống như một cái chổi lập tức khiến bụi trong miếu bay tứ tung. Đúng lúc này đôi mắt ưng của phát hiện bức tượng Bồ Tát ở giữa hơi giật giật. Hắn vội vàng lẫn vào đám bụi nhích đến gần cửa. Thằng nhóc, đừng nghĩa đùa giỡn gì với tôi, không cần nói những cái khác, tôi cho cậu chạy ra ngoài nửa tiếng thì tôi vẫn bắt cậu về trong tay tôi được. Đừng nghĩ chạy thoát khỏi tay tôi, đó là không thể nào, không tin cậu chạy ra ngoài một chút xem. Sử Vô Đoan còn tưởng muốn nhân cơ hội chạy trốn cười khinh thường nói. Tôi nào dám, chẳng qua thấy bụi quá muốn đến gần cửa hít thở không khí một chút thôi. Diệp Phàm vội vàng cố gắng làm cho Sử Vô Đoan bớt chú ý. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, một trường lực vô cùng mạnh mẽ từ phía tượng Bồ Tát đánh về phía Sử Vô Đoan. Diệp Phàm đã nhanh chóng lẻn ra ngoài cửa giống như con thỏ. Tuy nhiên, cảm giác một cỗ lực mạnh mẽ truyền đến, thình thịch một tiếng không ngờ bị Sửu Vô Đoan kéo trở lại, đúng lúc nện xuống trước mặt tượng Bồ Tát kia. Mà Sửu Vô Đoan không ngờ lui ba bước, vừa thấy bàn tay hơi biến thành màu đen, lão già này vẻ mặt cũng vô cùng khó coi. Có lẽ đã bị đánh lén, ông ta vung một chưởng về phía Bồ Tát. Dầm một tiếng nổ vang lên, tượng Bồ Tát nổ tung, bên trong hai bóng đen bay ra. Bóng đen nhoáng cái đã lên không trung, hai người bốn chân phối hợp vô cùng ăn ý nhanh chóng đá về phía Sửu Vô Đoan. Hai bên trong nháy mắt đã đánh nhau 7-8 chiêu, tay thế cực kỳ nhanh, ngay cả Diệp Phàm cũng không ngừng líu lưỡi. Tuy nhiên, lúc này hắn cũng không có tâm trạng quan sát cao thủ đánh nhau nữa, một lòng chỉ nghĩ đến chạy trốn. Chẳng qua, căn bản cũng không có cơ hội, hắn quyết định cứ an tâm quan sát các cao thủ, đây là một cơ hội học tập tốt. Đảo ngược trời đất. Một bóng đen hô, hai người không ngờ hai chân trụm vào nhau, đầu ở hai phía xoay tròn, gió xoáy mạnh mẽ hướng về phía Sửu Vô Đoan. Đảo cái quái gì? Sửu Vô Đoan cười lạnh một tiếng, tay lao về phải từng người. Dầm một tiếng nổ lại vang lên, trong màn xương đen Diệp Phàm phát hiện không ngờ bóng đen kia hình như không có chuyện gì. Hai tay đồng thời giơ lên, một viên giống như đạn bay ra xòe ra như lồng gà trên không trung hướng về phía Sửu Vô Đoan. Mẹ kiếp, chẳng lẽ thật sự là huyết trích tử trong truyền thuyết? Hai mắt Diệp Phàm bình tĩnh nhìn chằm chằm vật kia. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, vật này cũng không được nối với người dùng bằng dây nhỏ hay cái gì đó mà chỉ là dùng nội tức thao túng mà thôi. Trên chiếc lồng gà này có một chiếc móc rất kỳ lạ. Tuy nhiên, Sửu Vô Đoan là ai, nhoáng một cái đã đi đến trên lồng gà đá một cước tới. Bởi vì bản lĩnh của hai người kia không bằng Sửu Vô Đoan cho nên không phối hợp ăn ý thì đã bị đánh bại rồi. Minh một tiếng, huyết trích tử bị đá một cước không ngờ hướng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm sợ tới mức vội vàng lăn trên mặt đất một trốn. Nếu không sao còn sống được. Đúng lúc này huyết trích tử co lại một cái rất kỳ lạ, trong nháy mắt từ trước mặt Diệp Phàm đã đến trước mặt Sửu Vô Đoan hình thành chiếc lồng gà chụp xuống.
Sửu Vô Đoan phải đối phó với hai người kia trên trung gian, chân không kịp nhấc ra không ngờ bị lồng gà chụp chúng. Khốn khiếp! Sửu Vô Đoan kêu lên một tiếng, ông ta trợn tròn hai mắt, đột nhiên như phát điên mang theo lồng gà đến trước mặt một bóng đen. Một quyền của Sửu Vô Đoan, bóng đen kêu lên thảm thiết một tiếng, đầu nổ tung giống như quả dưa hấu. Máu tươi bắn khắp ngôi miếu đổ nát. Bóng đen đó có lẽ là người khống chế lồng gà cho ên, người vừa chết lồng gà cũng mất đi uy lực. Bóng đen còn lại vừa thấy thế muốn chạy trốn. Tuy nhiên, Sửu Vô Đoan sao có thể để y chạy trốn, từ xa giơ một tay người nọ liền bị Sửu Vô Đoan tát một cái. Thình thịch một tiếng đập vào đầu tượng Bồ Tát, cả người mềm nhũn, khuỵu chân xuống. Hơn nữa cả người đều là máu tươi. Bóng đen kia giãy một cái, nghẹo đầu bất động. Muốn chơi với bố sao, ngại là mệnh quá dài. Sửu Vô Đoan hừ một tiếng, giơ tay kéo Man NHH một cái, lồng gà cuối cùng cũng há miệng ra, Diệp Phàm phát hiện, trong lồng gà có rất nhiều móc câu. Sửu Vô Đoan kêu thảm thiết một tiếng rồi rút chân ra, tuy nhiên, máu cũng chảy đầm đìa. Sửu Vô Đoan vội vàng băng bó nhanh một chút phát hiện chỉ bị thương ngoài da. Tiền bối, chẳng lẽ đây huyết trích tử chính tông trong truyền thuyết? Diệp Phàm hứng thú cầm huyết trích tử quan sát, tất nhiên là muốn trộm sư học nghệ rồi. Chính tông cái rắm, hàng giả. Không thể tưởng được Sửu Vô Đoan lắc đầu, khinh thường nhìn huyết trích tử một cái. Hàng giả cũng lợi hại như vậy, thật sự sao có thể chịu nổi. Diệp Phàm lè lưỡi thầm kinh hãi. Nếu là hàng thật thì chân tôi đã xong đời rồi. Cậu cho là huyết trích tử của ung chính là bất tài có phải không? Đó là sát khí thật sự. Tuy nhiên, số lượng cũng rất ít, nghe nói rất khó luyện chế. Hơn nữa, vật liệu đặc thù nên khó tìm được nhiều. Nếu không, người luyện võ trong thiên hạ đã bị giết hết rồi. Theo truyền thuyết thì khi ung chính tại vị thì huyết trích tử thật sự chỉ có mười mấy cái. Đều do tổ chức này nắm giữ, mà chân chạy làm việc vặt đều là mặt hàng thấp kém này thật ra chính là giả dối, hiện giờ người trẻ các cậu gọi là hàng nhái. Đến giờ đã qua mấy trăm năm, có lẽ hàng thật cũng đã bị phá hỏng rồi, hẳn là diệt tuyệt. Sửu Vô Đoan nói đến đây đến trước mặt tên bị hôn mê đạp một cước bay ra ngoài, dầm một tiếng vang lên, có lẽ tên này đã đến địa phủ báo cáo. Tại sao tiền bối không gọi y tỉnh lại để hỏi một chút tình hình? Diệp Phàm không khỏi kinh ngạc. Hỏi cái gì, những người này có lẽ là hậu duệ của tổ chức huyết trích tử của ung chính. Bây giờ còn thủ ở đây đơn giản là cha ông dặn dò thôi. Hoặc là có mục đích khác, những người này sao có thể hỏi ra cái gì, gặp một giết một là được. Có lẽ cũng không còn vài người, thật ra không đáng để lo nghĩ. Sửu Vô Đoan có chúng khinh thường nói, bắt đầu quan sát ngôi miếu đổ này, giơ tay trêu bên này bên kia. Cuối cùng một tiếng nổ vang ầm trời, đẩy Sửu Vô Đoan ra một góc. Chương 2554, cứu tinh. Thằng nhóc, đi vào cho tôi. Diệp Phàm bị Sửu Vô Đoan đá một cước vào trong địa đạo. Đừng nóng vội, bên trong có lẽ có độc đấy. Đợi một hồi cho tiêu tan một chút hãy vào. Tiền bối chẳng lẽ không hiểu, đây chắc chắn là sự thật. Diệp Phàm vội vàng hét lên. Có độc thì cậu chết trước. Sửu Vô Đoan không thông cảm cho Diệp Phàm, một lực mạnh mẽ lại truyền đến, giúp đẩy Diệp Phàm vào bên trong. Diệp Phàm không có cách nào, nội thức của Sửu Vô Đoan quá mạnh mẽ, buộc lòng phải bỏ vào. Trong hang đầy mùi ẩm mốc, tuy nhiên, may mắn còn không có gì làm cho người ta nghẹt thở. Diệp Phàm cũng cảm thấy an ủi trong lòng. Đúng lúc này, một lực mạnh mẽ truyền đến từ phía sau. Diệp Phàm bị Sửu Vô Đoan kéo lên không trung. Hắn cảm thấy lạ khi nghe được một hồi âm thanh hỗn loạn vang lên. Vừa thấy thế cũng lạnh sống lưng. Bởi vì, vừa rồi chỗ hắn nằm sấp không ngờ có hàng trăm mũi tên nhỏ, tất cả đều màu tím đen, chắc chắn là rất độc. Vừa rồi thiếu chút nữa cậu thành con nhím rồi. Sửu Vô Đoan hừ nói. Cảm ơn tiền bối đã cứu mạng. Diệp Phàm nói, trong lòng không hiểu sao cả. Đôi mắt ưng của mình không ngờ không phát hiện ra ám khí. Sao Sửu Vô Đoan có thể phát hiện ra? Chẳng lẽ cao thủ bán tiên thiên có năng lực quan sát mạnh hơn hắn? Nhưng nếu thế thì làm sao giải thích được chuyện trong miếu ông ta không phát hiện hai người trốn trong tượng Bồ Tát? Có lẽ Sửu Vô Đoan cũng có năng lực đặc thù. Diệp Phàm rụt tè tiếp tục bò lên phía trước, phát hiện phía trước hình như có một động lớn. Hơn nữa, đôi mắt ưng rõ ràng còn phát hiện một cái cửa. Sửu Vô Đoan dùng đèn mang theo phát hiện cửa này được điêu khắc tinh xảo. Quả nhiên là bút tích của ung chính. Sửu Vô Đoan than một tiếng, bắt đầu trên cửa gỗ. Không lâu sau,
cửa đã bị khoan một lỗ nhỏ. Sửu Vô Đoan bình tĩnh lấy ra đế vương giám cười nói. Cậu nhóc, thấy không, xương này chính là dùng để làm thế. Nói xong, đế vương giám bị ông ta nhét vào trong một lỗ nhỏ. Sau đó Sửu Vô Đoan thi triển nội tức mãnh liệt đẩy vào trong, cửa đá rất nặng vang lên tiếng kẹt kẹt chói tai cuối cùng cũng mở ra. Có lẽ bên trong điều kiện thông gió tốt, không ngờ không có một chút khí carbon dioxide độc hại nào. Đợi lâu, Sửu Vô Đoan cũng quan sát một lúc rồi mới ném Diệp Phàm vào. Con mẹ nó, lão Sửu này, tôi nhớ kỹ. Trong lòng Diệp Phàm thầm tức giận, tuy nhiên, không có cách nào, vội vàng dùng đôi mắt ưng quan sát tình hình bên trong. Phát hiện ở giữa có một bức tượng rồng, điêu khắc vô cùng thô ráp, hẳn là điêu khắc từ một tảng đá. Bên cạnh thành hang đặt rất nhiều hòm giống như hòm sách. Diệp Phàm mở ra quan sát, đúng là sách thật, mỗi quyển đều ố vàng giống như sắp mục nát vậy. Sửu Vô Đoan thấy Diệp Phàm đi vào đã lâu như vậy vẫn không việc gì nên ông ta cũng đi vào. Sửu Vô Đoan vừa bước vào trong vừa bắt đầu lục lọi. Có lẽ đang tìm cái gì? Tiền bối tìm gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Nói nhảm, không phải việc cho cậu hỏi, độc dược tốt. Sửu Vô Đoan hừ một tiếng. Ha ha ha, đúng là đây rồi, đúng là đây rồi. Không lâu sau Sửu Vô Đoan cười điên cuồng, Diệp Phàm phát hiện, trong tay ông ta cầm một chiếc bình ngọc. Cái này, đây là độc dược tốt. Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, cậu lập tức nếm thử một viên cho tôi, xem mùi vị một chút. Sửu Vô Đoan cười khan một tiếng, chiếc bình bay đến trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm cầm lấy, đương nhiên không muốn ăn. Tuy nhiên, Sửu Vô Đoan cũng nhìn chăm chú, hắn không có cách nào, đành phải mở nắp bình, thấy bên trong có một viên thuốc màu tím, hình dáng không khác mấy lục vị địa hoàng hoàn. Bóc lớp vỏ sáp đi bên trong cũng là màu tím. Mau nuốt vào đi. Sửu Vô Đoan ra lệnh, Diệp Phàm đành phải nuốt vào, dù sao không nuốt cũng chê, nuốt không chừng còn có đường sống. Hơn nữa, hắn là nửa người độc, nuốt vào có lẽ còn có chỗ tốt. Viên thuốc màu tím nuốt xuống bụng ban đầu không phản ứng gì, không lâu, đan điền bắt đầu nóng lên. Quả nhiên có hiệu quả, Diệp Phàm thầm kêu một tiếng. Cảm giác thế nào? Sửu Vô Đoan khá vội vàng hỏi. Không tồi. Diệp Phàm gật gật đầu. Đúng rồi, ăn hết. Sửu Vô Đoan ném về phía hắn 5 bình ngọc nữa. Nếu tôi trúng độc chết thì ông không có cách nào sống được. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Bố tự có biện pháp. Độc có giết cậu không còn phải xem ông trời. Cậu phải cố gắng dùng toàn lực thi triển nội tức hóa giải. Nếu không, cậu cũng bị trúng độc mà chết. Sửu Vô Đoan hừ nói, vẻ mặt lãnh đạm, dường như sống chết của Diệp Phàm không có chút quan hệ nào đến lão. Diệp Phàm bị ép không có cách nào, đành phải nuốt hết toàn bộ xuống. Lập tức có phản ứng ngay. Một cơn đau giống như bị kẹp ở đan điền làm nó giống như muốn nổ tung. Mùi thuốc chèn ép xuống đan điền làm cho nó như muốn nổ tung. Diệp Phàm đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, Sửu Vô Đoan cũng lạnh lùng nhìn miệng kêu lên. Nhanh chóng hóa giải, nếu không cậu chắc chắn sẽ tự nổ. Diệp Phàm không có cách nào. Đánh phải nằm trên mặt đất dùng toàn bộ nội tức khống chế độc dược làm cho đan điền bùng nổ. Tuy nhiên, căn bản nó cũng không nghe hắn sai khiến, đan điền tiếp tục phồng to. Bụng của Diệp Phàm có thể dùng mắt thường quan sát thấy phồng lớn giống như một người mang thai bình thường, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Cứ thế đến tận 10 tháng. Bụng Diệp Phàm đã to như cái chuông úp ngược. Làm theo cách tôi dạy cậu lúc trước phun công. Sửu Vô Đoan tung Diệp Phàm lên không trung. Diệp Phàm không có cách nào đành phải đem nội cơ liều mình bước ra ngoài. Mà bên Sửu Vô Đoan lại dùng một lực mạnh mẽ truyền đến, giống như may bơm hút nội cơ của Diệp Phàm ra ngoài. Không lâu sau bụng của Diệp Phàm bắt đầu xẹp xuống. Một tiếng sau, Diệp Phàm cảm giác biến thành người khô rồi, đặc biệt độc dược ở đan điền dường như bị Sửu Vô Đoan hút cạn khô rồi. Lão già này, ông không phải chỉ lấy diện mẫu độc dược chứ? Diệp Phàm tức giận kêu lên. Ha ha ha. Sửu Vô Đoan nhe răng cười độc ác hừ nói. Tôi chỉ đòi lại phần lãi thôi. Ông đang nhân cơ hội tấn công tiên thiên tôn giả đại quan. Diệp Phàm cuối cùng hiểu ra, lập tức lạnh cả người. Muốn Sửu Vô Đoan bỏ qua hắn đó là không thể nào. Bố không cam lòng. Diệp Phàm hét to một tiếng, liều mình đem nội tức muốn kéo trở về. Tuy nhiên, đối phương quá mạnh, căn bản không phải Diệp Phàm có thể chống lại. Thằng nhóc. Còn dám ra vẻ tôi sẽ cho cậu sống không thể chết cũng không xong. Sửu Vô Đoan đương nhiên biết rõ lòng hắn, lạnh lùng cảnh cáo.
Dù sao cũng đều là chết, tôi quyết sống chết với ông. Diệp Phàm hạ quyết tâm, lấy toàn bộ nối khí thi triển ra thủy công, không lâu độ ẩm không khí bắt đầu gia tăng. Thằng nhóc, nể mặt mà cậu không biết xấu hổ, vậy thì cho cậu chịu đau khổ một chút rồi nói sau. Sử Vô Đoan tất nhiên là tức giận, căng thẳng, Diệp Phàm lập tức cảm giác không thở nổi. Hơn nữa, một lực mạnh mẽ truyền đến, dường như muốn bóp nát hắn. Lão già, tôi không phục, không phục. Diệp Phàm hét to một tiếng, đột nhiên đem nội tức khống chế trong đan điền ra. Không lâu sau, đan điền càng nóng. Cậu cũng muốn chơi tự nổ, trước mặt tôi thì không có cơ hội nào. Diệp Phàm đột nhiên cảm giác đan điền siết chặt, một luồng nội tức nóng rực xâm chiếm đan điền, vây hết lại, biết là nội tức của Sử Vô Đoan bước vào. Diệp Phàm còn muốn dùng lực, tuy nhiên, đan điền dường như bị khống chế. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không có khuất phục, còn đang liều chết dùng nội tức chống lại Sử Vô Đoan. Tuy nói nội tức của Sử Vô Đoan quá mạnh mẽ, nội tức Diệp Phàm trước mặt ông ta giống như một dòng suối nhỏ so với sóng lớn. Nhưng, đây là Diệp Phàm đang chiến đấu trong đan điền, tất nhiên, Diệp Phàm còn chiếm lợi thế. Cho nên, cùng với sự liều mình của Diệp Phàm, Sử Vô Đoan vẫn phải cố hết sức. Bởi vì lão già này không muốn Diệp Phàm chết, Diệp Phàm muốn tự nổ, cứ chống đỡ như vậy, không lâu sau trán Sử Vô Đoan cũng đổ mồ hôi. Cậu nhóc, sao nội tức của cậu mạnh mẽ như vậy? Không đúng, với độ thâm sâu của cậu thì cậu đã phải ở 12 đẳng đỉnh giai rồi. Làm sao có thể, nội tức ở đâu ra? Sử Vô Đoan đột nhiên cảm giác một cỗ lực mạnh mẽ truyền đến, không ngờ nội tức vây quanh đan điền của Diệp Phàm bị đâm cho giật giật. Sử Vô Đoan vội vàng gia tăng cường độ, khó khăn lắm mới kháng trụ nổi nội tức kỳ lạ không biết từ đâu đến. Tuy nhiên, nội tức này hình như là từ da của Diệp Phàm tràn ra, không ngừng đụng chạm bên ngoài, còn bên trong đan điền của Diệp Phàm nội tức cũng không ngừng ra bên ngoài. Nội tức của Sử Vô Đoan lập tức lâm vào thế bị vây công. Cho nên, lão già này cũng cố hết sức, nếu muốn giết chết Diệp Phàm thì dễ dàng, quan trọng là không để thằng nhóc này tự sát, cho nên, Sử Vô Đoan cũng tương đối vất vả. Một tiếng sau, Sử Vô Đoan cảm giác bị tiêu hao đi một nửa. Tức giận đến mức lão già này đang muốn hạ sát thủ. Đúng lúc này, một cỗ lực sắc bén, linh hoạt truyền đến. Sử Vô Đoan vội vàng tránh sang một bên, tuy nhiên vẫn chậm một chút, sau lưng trúng một chưởng. Lập tức Sử Vô Đoan bổ nhào về phía trước phun ra một ngụm máu tươi. Ai? Sử Vô Đoan tức giận quát, phát hiện bóng đen vừa nãy lại đến đây. Sử Vô Đoan vội vàng dịch lên không trung, vươn một tay ra. Tuy nhiên, người này cũng khá dũng mãnh, không ngờ một quyền gạt qua. Quyền khí gặp chảo khí, thình thịch một tiếng, Sử Vô Đoan bị quyền khí đánh trúng đập vào vách hang. Còn người kia cũng bị chảo của Sử Vô Đoan kéo cả người lộn ngược đập vào hòn đá bên dưới. Xem tình hình thì Sử Vô Đoan hình như mạnh hơn một chút,